Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 45. Đi theo Diệp Quân Lâm thật không cách nào đến bây giờ hoàn cảnh, điểm này còn phải là dựa vào người ta Thiên Sách thiếu soái. Diệp Quân Lâm thời đại đã qua, chỉ có thể coi là Kỳ Lân niềm tin của bọn họ. Ta biết Diệp Quân Lâm là lão đại của các ngươi, tại trong lòng các ngươi có so trời còn nặng địa vị. Nhưng khi đó Diệp Quân Lâm trấn áp bốn phương, lần lượt xung làm chúa cứu thế. Các ngươi lại cái gì đều làm không được, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ gặp phải hắn, thậm chí vượt qua hắn sao? Thiên Sách thiếu soái một câu để Kỳ Lân bọn hắn lần nữa trầm mặc. Kỳ Lân bọn hắn ngầm thừa nhận. Lúc trước bọn hắn không có việc gì, không thể giúp bất luận cái gì thời điểm bận rộn, bọn hắn là nhất tuyệt vọng. Bọn hắn khi đó đã thề, muốn vượt qua Diệp Quân Lâm, muốn đuổi theo Diệp Quân Lâm bước chân. Cho tới nay, Diệp Quân Lâm đều là bọn hắn trong chóng đo chiều gió. Bọn hắn tự nhiên nghĩ vượt qua a. Hiện tại thật vượt qua. Bọn hắn đến một thế giới khác, kia là Diệp Quân Lâm đều chưa hề đạt tới qua thiên địa. Hiện tại các ngươi không phải chứng minh mình sao? So lão đại của các ngươi mạnh, ta thật hy vọng Diệp Quân Lâm xuất hiện, biết các ngươi mạnh hơn hắn. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Thiên Sách thiếu soái cười cười. Nhưng hắn kỳ thật nói như vậy ý tứ rất đơn giản, chính là Diệp Quân Lâm không được. Chẳng qua lời này nghe vào Kỳ Lân bọn hắn trong lỗ tai vẫn là rất thoải mái. Thứ nhất, tuyệt không vũ nhục Diệp Quân Lâm, càng là thừa nhận Diệp Quân Lâm trong lòng bọn họ địa vị. Thứ hai, cũng khẳng định bọn hắn thực lực. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta không thích hợp Côn Luân công nghiệp người cầm lái sao? Thiên Sách thiếu soái hỏi. Lần này không có người nào phản đối. Liền Kỳ Lân bọn hắn đều thừa nhận. Lần này tới trừ khen ngợi mọi người, còn có một cái đại sự thông báo các ngươi. Nghe vậy, tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới. Lập tức đại hạ nơi nào đó di tích cổ xưa sẽ xuất hiện một kiện cổ xưa binh khí. Cái này cổ xưa binh khí vừa ra tới, đem dẫn tới vô số người tranh đoạt. Nước ngoài những đại thế lực kia lại không còn bận tâm mặt mũi, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đại hạ cướp đoạt. Thiên Sách thiếu soái liếc nhìn liếc mắt, cái này cổ xưa binh khí quá trọng yếu. Cho nên kiên quyết không thể rơi vào tay người khác, đến lúc đó Côn Luân công nghiệp nhất định phải toàn lực cướp đoạt. Ta sẽ trong bóng tối trợ giúp các ngươi, cái này cổ xưa binh khí nhất định phải lưu tại Côn Luân công nghiệp. Hiểu không? Minh bạch. Tất cả mọi người gật gật đầu. Tất cả mọi người chuẩn bị đi. Một trận chiến này khả năng cực kỳ thảm thiết. Thậm chí 3 năm này trận chiến mạnh nhất. Các ngươi muốn hữu tâm lý chuẩn bị. Thiên Sách thiếu soái lại căn dặn vài câu. Tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Đến tột cùng là dạng gì cổ xưa binh khí, có thể dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Bởi vì Kỳ Lân, Bạch Hổ mỗi người bọn họ đều chiếm được một kiện vừa tay cổ xưa binh khí. Nhưng nơi nào có loại ảnh hưởng này a? Cái này mẹ hắn ra tới đến cùng là cái gì binh khí a? Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo trụ kiện binh khí này, để nó lưu tại đại hạ. Một trận chiến này chúng ta vì đại hạ mà chiến, một trận chiến này chúng ta vì lão đại mà chiến. Lão đại ngài xem thật kỹ một chút thực lực của chúng ta. Chấm. Côn Luân công nghiệp cùng Thiên Sách phủ tại tích cực chuẩn bị. Đại hạ còn lại biết cái này vũ khí thế lực hoặc là người cũng đều tại chuẩn bị. Không chỉ có như thế. Rất nhanh đại hạ đào được một cái tuyệt thế vũ khí sự tình truyền khắp toàn thế giới, thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động. Một bên khác, Thiên Sách phủ bên trong. Mấy đại tổ tông từ ái nhìn xem Quân Quân. Là thời điểm đi, nên để Quân Quân xuống núi đi dạo đi. Có người nói. Đúng a, thời điểm đến, Quân Quân nên đi ra xem một chút. Cũng đã lớn thành đại cô nương. Những người khác cũng đều cười cười. Ai? Nữ tổ tông thở dài, một mặt không bỏ. Là để Quân Quân ra ngoài đi dạo, vừa vặn, thanh kiếm kia không phải muốn ra tới sao? Quân Quân đi thấy chút việc đời, đến một chút náo nhiệt chứ. Nữ tổ tông nói. Những người khác gật gật đầu, đúng, đây là cái cơ hội tốt. Quân Quân cũng là một mặt hưng phấn. Nàng rốt cục có thể ra ngoài, tìm ba ba mụ mụ. Quân Quân dọn dẹp một chút, cùng nãi nãi cùng rời đi Thiên Sách phủ. Đây cơ hồ là Thiên Sách phủ náo nhiệt nhất một ngày. Tất cả mọi người ngóng trông vị này tiểu tổ tông rời núi đâu. Chẳng qua đồng thời, Thiên Sách phủ đối với Quân Quân rời núi tin tức tiến hành phong tỏa. Trừ nội bộ nhân viên, cái khác không người biết được. Chẳng qua Quân Quân vẻn vẹn rời đi một giờ, nữ tổ tông liền chịu không được. Nàng cả đời không có con cái.
Cô Tịch trong sinh hoạt đột nhiên xuất hiện một cái Quân Quân, sán lạn. Hiện tại Quân Quân vừa đi, nàng hoàn toàn chịu không được. Không được, ta phải đi theo Quân Quân. Nữ tổ tông nhịn không được, liền phải theo sau. Một tên khác đến từ Bảo Long nhất tộc nam tổ tông lời lẽ thấm thiên nói, các ngươi dạng này không tốt, các ngươi có thể bảo hộ Quân Quân cả một đời sao? Không thể để cho nàng trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Mấy vị khác tổ tông trừng mắt liếc hắn một cái, tốt, vậy ngươi đừng đi, chúng ta đều đi. Nguyên lai những người khác cùng nữ tổ tông đồng dạng, đều gấp điên. Quân Quân rời đi mấy giờ, bọn hắn vào đầu bứt tai, sắp điên. Hiện tại liền đợi đến một người nói ra đi tìm Quân Quân. Nữ tổ tông nhấc lên ra tới, tự nhiên là Nhất Hô Bách Ứng. Nữ tổ tông cùng mấy vị khác tổ tông liếc nhau, lập tức rời đi, nháy mắt biến mất. Ta, tên này Bảo Long nhất tộc tổ tông trực tiếp mắt trợn tròn. Uy uy uy, các ngươi chờ một chút ta a, ta liền vừa nói như vậy, ta so với các ngươi càng muốn Quân Quân a. Tên này tổ tông cũng lập tức đi theo. Thiên Sách phủ đám người. Lúc nào mấy vị này lão tổ tông cũng sẽ rời đi Thiên Sách phủ. Cái này trước kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mấy đại tổ tông lập tức đuổi kịp Quân Quân, nhìn thấy Quân Quân về sau, đám người lúc này mới thư một hơi, lộ ra nụ cười. Chẳng qua bọn hắn chỉ là xa xa đi theo, chỉ cần trong mắt có Quân Quân là được. Dạng này chẳng phải có thể sao, chúng ta theo sau từ xa, không xuất hiện tại Quân Quân trước mặt, không nhiễu loạn nàng về sau sinh hoạt. Đúng a, chúng ta không nhúng tay vào không can thiệp Quân Quân hết thảy. Một khi xuất hiện nguy hiểm, Quân Quân tự mình giải quyết, nếu như nàng giải quyết không được hoặc là gặp được nguy hiểm tính mạng, chúng ta lại ra tay. Dạng này Quân Quân lịch luyện mục đích đạt tới, chúng ta cũng có thể thủ hộ nàng. Nghe được nữ tổ tông nói như vậy, những người khác nhao nhao gật đầu. Biện pháp này tốt, các ngươi a cũng không biết biến báo, đợi đến quá lâu, đầu óc đều rỉ sét. Ta liền hỏi, chúng ta dạng này đối Quân Quân lịch luyện có chỗ xấu sao? Nữ tổ tông bá khí nói, không có, thật là không có tí tí ảnh hưởng nào. Mấy vị tổ tông cùng tiểu hài đồng dạng phát ra nụ cười. Dạng này có thể nhìn thấy Quân Quân, bọn hắn liền thỏa mãn. Quân Quân không chỉ có thể lịch luyện, mà lại thời điểm nguy hiểm bọn hắn tùy thời có thể ra tay. Không đến Vu Minh biết rõ Quân Quân gặp nguy hiểm, lại tại Thiên Sách phủ bên trong, bởi vì khoảng cách quá xa không cách nào ra tay. Huống chi chúng ta cũng có thể du lịch tốt đẹp non sông, thời gian thật dài không có ra tới, không tốt sao? Nữ tổ tông lời nói có chứng có cứ, những người khác căn bản không có lý do phản bác. Chấm. Tại mấy vị lão tổ tông ẩn hình bảo vệ dưới, Quân Quân mở ra lịch luyện. Đây tuyệt đối là mạnh nhất mấy cái bảo tiêu. Quân Quân rời đi Thiên Sách phủ về sau, đầu tiên là đi xem ông ngoại bà ngoại. Mới biết được phụ thân đã biến mất 3 năm, không hề có một chút tin tức nào. Liền Kỳ Lân những cái này thúc thúc đều không hề có một chút tin tức nào. Đáng sợ hơn chính là mẫu thân trở thành đại hạ kẻ thù chung, thế giới sát nhân ma vương. Cái này khiến Quân Quân đều kém chút sụp đổ. Ma ma ngươi vì cái gì biến thành dạng này rồi? Còn có ba ba ngươi ở đâu a? Ngươi mau trở lại a! Quân Quân hô to. Chấm. Xa ngoài vạn dặm thánh kinh tổ chức hang ổ huyệt hắc ám lao lung bên trong. Hỏa Vân tà thần tuyệt vọng co quắp ngồi dưới đất. Nhưng trong chớp nhoáng này hắn dường như nhìn thấy Diệp Quân Lâm bỗng nhúc nhích. Không biết là ảo giác, vẫn là thật. Tiên sinh ngươi tỉnh lại rồi. Hỏa Vân tà thần liền vội vàng hỏi. Hỏa Vân tà thần lúc đầu đều muốn tuyệt vọng. Nhưng trong thoáng chốc nhìn thấy Diệp Quân Lâm động, hắn nháy mắt giấy lên hy vọng. Hắn vội vàng la lên Diệp Quân Lâm. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hắn liên tục la lên Diệp Quân Lâm, đều không có bất kỳ đáp lại nào. Nhìn lầm sao? Là nhìn lầm sao? Ta! Hỏa Vân tà thần thật sắp điên. Cái này tương đương với cho Hỏa Vân tà thần phá một chậu nước lạnh. Trực tiếp dội tắt hắn hy vọng. Đây cũng là nhất tra tấn. Giấy lên hy vọng, lại nháy mắt dội tắt. Hỏa Vân tà thần một lần nữa nằm trên mặt đất, từ bỏ hết thảy. Hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn chạy không chính mình. Chẳng qua hắn không nhìn lầm. Diệp Quân Lâm vừa rồi hoàn toàn chính xác bỗng nhúc nhích. Chẳng qua Diệp Quân Lâm vẫn là ở vào bế quan trạng thái. Còn chưa từng tỉnh lại. Chẳng qua đối Hỏa Vân tà thần đến nói không trọng yếu. Hắn phải chết ở chỗ này. Chấm. Thần kiếm ra tới tin tức truyền khắp toàn thế giới,
các phương đều cảm nhận được áp lực. Nhất là Đại Hạ thế lực áp lực tăng gấp bội. Dù sao đào được thần kiếm là tại Đại Hạ, bọn hắn khẳng định phải tranh đoạt. Nhưng bây giờ đối thủ cạnh tranh nhiều lắm, nước ngoài những đại thế lực kia cũng đều điên cuồng vọt tới. Giờ phút này, ở vào kinh thành Diệp tộc trong Sơn Trang. Cái này đã từng thời đại đệ nhất gia tộc, tại bị Diệp Quân Lâm quét ngang sau nghèo túng đến cực điểm. Nhất là Diệp Lăng Thiên tức thì bị trục xuất tới Bắc Cảnh thành nhỏ, vĩnh thế không được bước ra một bước. Gia chủ Diệp Cuồng Lan càng là không gượng dậy nổi, tật bệnh quấn thân. Lúc ấy thay mặt biến hóa, Kỳ Ngộ tiến đến, Diệp tộc vẫn là đồng dạng nghèo túng. Thậm chí nhận hết khuất nhục, bị rất nhiều khi dễ, trực tiếp từ kinh thành trong đại tộc xóa tên, trở thành người người hô mắng đối tượng. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, năm thứ ba, Diệp thị cổ tộc xông ra. Nguyên lai tản mát tại Đại Hạ các nơi Diệp tộc, đều đến từ Diệp thị cổ tộc truyền thừa. Chỉ là huyết mạch nồng cùng nhạt khác nhau. Chẳng qua kinh thành Diệp tộc là Diệp thị cổ tộc truyền thừa chính thống nhất một mạch, thậm chí nói bọn hắn chính là Diệp thị cổ tộc lưu lạc bên ngoài hậu duệ. Diệp thị cổ tộc siêu cấp mạnh. Truyền thuyết là so sánh Bảo Long nhất tộc. Cùng Bảo Long nhất tộc một thời đại, đồng dạng cổ xưa. Thậm chí truyền ngôn nói năm đó Diệp thị cổ tộc kém chút trở thành Bảo Long nhất tộc một trong. Chỉ là bởi vì rất nhiều nguyên nhân, cuối cùng Diệp thị cổ tộc không được tuyển, tuyệt không trở thành Bảo Long nhất tộc một trong. Có một câu nói như vậy, Diệp thị cổ tộc không sợ thiên sách phủ Bảo Long nhất tộc. Diệp thị cổ tộc rời núi để Đại Hạ rung động, toàn thế giới chấn kinh. Diệp thị cổ tộc rời núi về sau, ngay lập tức tìm tới kinh thành nhất tộc. Khi thấy kinh thành nhất tộc nghèo túng suy bại, kém chút không có đem bọn hắn cho tức chết. Bọn hắn hậu đại vậy mà phế vật thành dạng này. Thế là, rời núi Diệp thị cổ tộc thành viên chấn chỉnh lại kinh thành Diệp tộc. Bọn hắn quét ngang kinh thành Diệp tộc địch nhân, cướp đoạt tài nguyên cùng địa vị. Còn đem tản mát tại Đại Hạ các nơi Diệp thị tộc nhân toàn bộ triệu tập lại. Diệp thị cổ tộc muốn rèn đúc Đại Hạ đệ nhất thế lực. Ví dụ như bị Diệp Quân Lâm lưu vong bên ngoài phụ thân Diệp Lăng Thiên vậy mà cũng bị triệu tập về kinh thành. Lúc đầu Diệp Lăng Thiên khiếp đảm, nhưng nghe nói Diệp Quân Lâm biến mất 3 năm, tăng thêm Diệp thị cổ tộc siêu cấp mạnh. Cho nên Diệp Lăng Thiên dứt khoát quyết nhiên từ cấm đoán thành thị rời đi, trực tiếp trở về kinh thành. Kinh thành Diệp tộc Diệp Thiên Lân cùng Diệp Quân Lâm trên danh nghĩa gia gia Diệp Cuồng Lan, trên người bọn họ bệnh dữ bị từng cái chữa khỏi. Diệp thị cổ tộc lại cải tạo mỗi người thể chất huyết mạch, truyền thụ cho bọn hắn Diệp thị cổ tộc vô thượng công pháp, nhanh chóng chế tạo ra từng cái cực hạn cường giả ra tới. Nhất là Diệp Lăng Thiên những người này lắc mình biến hóa toàn bộ trở thành cường giả. Đã từng Diệp ra những kia tuổi trẻ các thiên tài đạt được kỳ ngộ, càng mãnh liệt hơn. Trong lúc nhất thời suy bại Diệp tộc trở thành siêu cấp cự phách, thích ứng thời đại này không nói, còn trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Diệp thị cổ tộc khủng bố không ở chỗ bọn hắn bản thân cường đại, mà là trưởng khống hết thảy. Bọn hắn tùy ý đem Diệp tộc chế tạo thành đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng kỳ thật Diệp thị cổ tộc lần này rời núi vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn thôi. Diệp thị cổ tộc hạch tâm cùng nội tình căn bản liền không có rời núi. Lần này Diệp thị cổ tộc rời núi dẫn đội là trong tộc danh xưng đệ nhất thiên tài Diệp Vô Đạo. Nói trắng ra, chính là một người trẻ tuổi mang theo một đội người trẻ tuổi rời núi. Mặc dù là cổ xưa chủng tộc, nhưng những người tuổi trẻ này cũng đều mười mấy tuổi, 20 tuổi. Cứ như vậy Diệp thị cổ tộc một đám người trẻ tuổi đem Diệp tộc chế tạo ra loại này đỉnh tiêm vị trí. Ai có thể tưởng tượng Diệp thị cổ tộc chân chính nội tình ra tới sẽ là như thế nào? Kia nhưng mà năm đó kém chút trở thành Bảo Long nhất tộc cổ xưa chủng tộc, có trời mới biết cường đại cỡ nào. Càng có nghe đồn nói Diệp thị cổ tộc có một vị tuyệt thế tồn tại. Để thiên sách phủ Bảo Long nhất tộc đều muốn sợ hãi tồn tại. Vị này tồn tại chân dung ngay tại kinh thành Diệp tộc từ đường treo. Kỳ thật kinh thành Diệp tộc từ đường treo rất nhiều chân dung. Liền Diệp Cuồng Lan cùng Diệp Thiên Lân cũng không biết là ai. Những bức họa này cùng với cổ xưa, có chút đã chóc ra, thấy không rõ. Nhưng một mực treo ở nơi này. Cho tới bây giờ bọn hắn cuối cùng đã rõ, đây là Diệp thị cổ tộc các lão tổ. Những bức họa này tất cả đều là bọn hắn. Những bức họa này mới là gia tộc của bọn hắn truyền thừa, chỉ là bọn hắn mình không biết thôi. Diệp Vô Đạo đám người đi tới về sau, đem Diệp tộc một lần đẩy lên Đại Hạ đỉnh tiêm vị trí. Diệp Lăng Thiên cũng biểu hiện ra cổ tay của mình, phụ trợ Diệp Vô Đạo một chút xíu phát triển địa bàn. Để Diệp tộc càng ngày càng cường đại.
Diệp Lăng Thiên khôi phục ngày xưa phong thái, trở thành một đời kiêu hùng. Diệp Cuồng Lan cũng là như thế. Trở về. Diệp tộc hết thảy đều trở về. Cái này so trước kia còn mạnh hơn không ít. Hiện tại Diệp tộc thế nhưng là không nhìn hết thảy, quét ngang thức phát triển. Thậm chí Diệp Vô Đạo nói qua, không sợ Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc. Dù là thật xảy ra chuyện, chọc tới những cái này, hắn cũng có thể giải quyết. Liền không nói Diệp thị cổ tộc chân chính nội tình, chỉ là Diệp Vô Đạo chính là một cái bất hách tồn tại. Rời núi về sau, quét ngang hết thảy đối thủ. Bị hắn giết rơi thần bảng cao thủ cũng có 8-9 vị. Hắn là để thần bảng biến động lớn nhất người. Bởi vì hắn giết chết một cái thần bảng cường giả, phải có mới thần bảng cường giả gia nhập, thần bảng liền phải đổi mới. Hiện tại Diệp Vô Đạo là thần bảng trước 3 tồn tại. Diệp Vô Đạo quá hoành, ai cũng không để vào mắt, ai cũng không sợ. Thấy ai làm ai. Còn cùng Thiên Sách thiếu soái đối diện một trường. Hắn rất có dã tâm. Tuyên bố chờ hắn bậc cha chú lão tổ những cái này rời núi trước liền quét ngang tất cả thế lực, đem Diệp tộc đẩy lên thứ nhất bảo tọa. Ý tứ rất đơn giản, hắn muốn để Diệp tộc làm được vô địch thiên hạ. Đối với Diệp Vô Đạo cuồng vọng, mọi người chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao quá mạnh a. Không chỉ Diệp Vô Đạo mạnh, còn có hắn mang ra Diệp thị cổ tộc những người trẻ tuổi khác cũng mạnh. Ai cũng không làm gì được hắn. Diệp tộc mở rộng kế hoạch còn tại điên cuồng tiếp tục. Lấy được trọng đại thành quả. Diệp tộc tổ chức tiệc ăn mừng. Diệp Lăng Thiên còn tại cho Diệp Cuồng Lan bọn hắn biểu hiện ra mình thực lực. Hắn cười to nói, không khoa trương mà nói. Dù là đỉnh phong Diệp Quân Lâm ở trước mặt ta, ta cũng có thể một quyền đấm chết hắn. Không sai, Diệp Vô Đạo cho Diệp Lăng Thiên vô thượng kỳ ngộ. Hiện tại Diệp Lăng Thiên cũng là siêu cấp cường giả. Nghe đến đó, Diệp Vô Đạo không chỉ có hỏi, một mực có một vấn đề ta không có hỏi, Diệp thần đâu? Kỳ thật có bậc cha chú đã sớm chú ý tới hắn. Là hiếm có hạt giống, đến thời gian dài như vậy như thế đều không thấy hắn. Có thể bị Diệp thị cổ tộc coi trọng hạt giống được nhiều mạnh. Nhưng nghe được vấn đề này về sau, Diệp Lăng Thiên bọn người thân thể hung hăng run lên, nụ cười trên mặt đều không có. Thần nhi hắn chết sớm. Diệp Lăng Thiên bi thương nói ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Đạo một mặt kinh ngạc. Hắn bị ta khác một đứa con trai Diệp Quân Lâm cho giết. Diệp Vô Đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chính là cái kia một tay đem Diệp tộc đánh vào địa ngục Diệp Quân Lâm. Đối với Diệp Quân Lâm hắn là biết đến. Đúng, chính là Diệp Quân Lâm. Diệp Cuồng Lan bọn người nghiến răng nghiến lợi. Diệp Quân Lâm mang cho bọn hắn chính là Diệt Phong. Là hắn một tay đem Diệp tộc đánh vào địa ngục. Không có Diệp Quân Lâm, bọn hắn Diệp tộc sẽ không suy bại, sẽ không trở thành người người hô mắng chuột chạy qua đường. Trong đoạn thời gian đó, bọn hắn không những không có nghĩ lại đối Diệp Quân Lâm cùng Chu Oánh Oánh làm qua hết thảy. Ngược lại đối Diệp Quân Lâm cừu hận là càng ngày càng sâu. Nhất là bị cấm túc đến một tòa tiểu thành trấn cả một đời Diệp Lăng Thiên. Bọn hắn hiện tại mạnh lên, ý nghĩ đầu tiên đều là muốn tìm Diệp Quân Lâm báo thù. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm biến mất 3 năm. Đã không tại. Bọn hắn không cách nào báo thù. Cho nên đám người một mực chưa hề đề cập Diệp Quân Lâm. Hôm nay vẫn là Diệp Lăng Thiên ngẫu nhiên nâng lên, cảm thấy hắn so với lúc trước Diệp Quân Lâm mạnh hơn. Lần này để tất cả Diệp tộc người đều nghĩ đến Diệp Quân Lâm. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm cừu hận toàn bộ bị câu lên. Vừa nhắc tới Diệp Quân Lâm, từng cái tức giận đến mặt đỏ tía tai, đằng đằng sát khí. Hắn cũng dám giết tộc nhân của mình. Diệp Vô Đạo sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn làm sao dám a? Loại này khi sư diệt tổ, đồ sát đồng tộc sự tình hắn là thế nào làm được? Diệp Vô Đạo một mặt dữ tợn, trên mặt thịt đều đang điên cuồng lay động. Đối với loại này cổ tộc đến nói, gia quy mới là trọng yếu nhất. Nhất là trong tộc không được tàn sát lẫn nhau. Cái này làm trái nghiêm khắc nhất tộc quy. Không chỉ như thế a, hắn còn bức tử Lăng Thiên thê tử Long Ngạo Tình, còn một tay đem Lăng Thiên nhốt tại Bắc Cảnh vĩnh thế không được ra tới, còn đem chúng ta Diệp tộc đánh vào địa ngục. Diệp Cuồng Lan bọn người bắt đầu toàn bộ Diệp Quân Lâm tội ác, trọn vẹn mười mấy đầu. Có thể đối bọn hắn trước đó làm hết thảy đều không nhắc tới một lời. Như thế bại hoại sao xứng làm ta Diệp thị tử đệ? Sao xứng với họ Diệp? Giết giết giết! Đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét. Diệp Quân Lâm ở đâu? Ta trước đó một mực nghe nói hắn là mấy năm trước nhân vật phong vân. Hắn đi đâu rồi?
Diệp Vô Đạo đã hoàn toàn bị chọc giận. Hận không thể lúc này muốn tru sát Diệp Quân Lâm. Diệp Lăng Thiên lập tức nói, tiểu tổ, ta điều tra, nhiệt tử Diệp Quân Lâm đã biến mất 3 năm. Đại khái suất đã chết, hắn cho tới bây giờ không có biến mất qua lâu như vậy. Không sai. Diệp Vô Đạo bối phận rất cao. Diệp Cuồng Lan bọn hắn cũng phải hô tiểu tổ. Kia cùng Diệp Quân Lâm tương quan người đâu? Dựa theo tộc quy, Diệp Quân Lâm phạm sai lầm, những người khác đến gánh chịu. Diệp Vô Đạo lộ ra một vòng ngoan lệ. Diệp Quân Lâm chi nữ Quân Quân cùng mẫu thân hắn nghe nói tại Thiên Sách Phủ. Diệp Vô Đạo gật gật đầu, chính là cái kia danh xưng Thiên Sách Phủ tối cao thiên phú. Đúng. Cái này không động đậy a, Thiên Sách Phủ toàn lực bảo hộ. Những người khác không có khả năng động. Diệp Lăng Thiên mấy người nói. Ai nói Thiên Sách Phủ Bảo Long nhất tộc không thể động. Diệp Vô Đạo bá khí lời nói mới ra, để Diệp tộc tất cả mọi người vì đó phấn chấn. Chẳng lẽ Diệp thị cổ tộc thật sự có năng lực cùng Thiên Sách Phủ Bảo Long nhất tộc tách ra vật tay? Diệp Lăng Thiên rất thông minh, lập tức từ Diệp Vô Đạo trên mặt nhìn ra ý tứ đầu mối. Diệp Vô Đạo mặc dù nói như vậy, chỉ là vì không mất mặt. Nhưng trên thực tế không phải chuyện như vậy. Chỉ là có xung kích Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc thực lực. Cũng không phải hoàn toàn nghiền ép. Diệp Vô Đạo cũng chỉ không nhắm rượu hai thôi. Diệp Lăng Thiên lập tức nói, tiểu tổ, vì một đứa bé cùng Thiên Sách Phủ lên xung đột tính không ra. Đứa nhỏ này chúng ta tạm thời bất động, thế nhưng là Diệp Quân Lâm thê tử chúng ta có thể động. Vợ hắn là ai? Diệp Vô Đạo hỏi. Lý Tử Nhiễm, chẳng qua nàng hiện tại là sát nhân cuồng ma, càng là đại hạ kẻ thù chung. Thiên Sách Phủ hạ lệnh vĩnh thế không được để nàng bước vào đại hạ, vi phạm, giết chi. Hiện tại Lý Tử Nhiễm tại thần bảng xếp tại hạng 8. Diệp Lăng Thiên lập tức giới thiệu Lý Tử Nhiễm. Diệp Vô Đạo gật gật đầu, ta biết nàng. Kia tốt, Diệp Quân Lâm xúc phạm gia quy, hết thảy trừng phạt người nhà của hắn đến gánh chịu. Rất nhanh, Diệp tộc phát ra tin tức, sẽ lấy Diệp thị cổ tộc tộc quy trừng phạt Diệp Quân Lâm cùng với người nhà. Đặt song song ra Diệp Quân Lâm phạm vào thập đại tội ác. Tin tức phát ra tới về sau, gây nên sóng to gió lớn. Diệp Quân Lâm vị này đã từng nhân vật phong vân bị kéo ra ngoài. Lần nữa tiến vào đám người tầm mắt. Ha ha, ta đã nói rồi. Diệp gia sẽ không bỏ qua Diệp Quân Lâm. Lúc trước chính là Diệp Quân Lâm phế bỏ Diệp tộc. Chẳng qua Diệp Quân Lâm vốn là biến mất 3 năm. Hắn dù là lại xuất hiện, cũng chỉ là trung đẳng cường giả. Xuất hiện đó là một con đường chết a. Ha ha, sợ là nghe được Diệp gia phát ra tin tức, Diệp Quân Lâm càng thêm không dám ra đến rồi. Chấm. Có không ít người cho rằng Diệp Quân Lâm biến mất nguyên nhân nhưng thật ra là giấu đi. Bởi vì hắn biết thời đại này biến, hắn không còn là thế giới này cường giả đỉnh cao, hắn chỉ là trung đẳng, thậm chí càng trách xuống dưới. Phải biết Diệp Quân Lâm tại trước đó dựng nên rất nhiều địch nhân, vô số người nghĩ trừ chi cho thống khoái. Hiện tại hắn nếu là xuất hiện, không biết sẽ có bao nhiêu người tới giết hắn. Có thể nói như vậy, chỉ cần hắn xuất hiện, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, rất nhiều người cho rằng Diệp Quân Lâm kỳ thật giấu đi, căn bản không dám ra tới. Thuyết pháp này đạt được rất nhiều người đồng ý. Dù sao Diệp Quân Lâm cũng là người, biết mình ra tới liền sẽ chết, cho nên làm gì ra tới. Những người này cho rằng lần này Diệp tộc phát ra tin tức như vậy. Diệp Quân Lâm càng sẽ trốn đi. Coi như chính hắn chết đồng dạng. Ta cũng dạng này cảm thấy, kỳ thật Diệp Quân Lâm căn bản không chết, chỉ là nghĩ lúc đi ra phát hiện thế giới biến. Hắn không được, hắn chỉ có thể trốn đi. Thiên Sách thiếu soái cũng cho rằng như vậy. Đúng, thậm chí Diệp Quân Lâm ra tới qua, chỉ là không đợi có người nhận ra, hắn lại trốn đi. Thiên Sách thiếu soái cười cười, ta ngược lại là hy vọng Diệp Vô Đạo bọn hắn có thể đem Diệp Quân Lâm tìm ra. Để Diệp Quân Lâm gặp thời đại này quất. Đúng a, ta cũng nhìn thấy ngày xưa vương giả ở thời đại này là như thế nào sinh tồn. Những người khác nhau nhau phù hợp. Loại suy nghĩ này người không phải số ít. Đã từng bị Diệp Quân Lâm áp chế hoặc là bị Diệp Quân Lâm đoạt danh tiếng những người kia, đều mãnh liệt muốn nhìn một chút Diệp Quân Lâm ở thời đại này như thế nào sinh tồn tiếp. Là vừa ra tới liền bị chém chết, vẫn là một đường bị đuổi giết chạy trốn đâu. Dù sao rất thú vị. Bọn hắn thật không hy vọng Diệp Quân Lâm chết rồi, thật muốn hắn còn sống xuất hiện. Chấm. Hắc ám thượng đế nghe được Diệp tộc phát ra lùng bắt lệnh tìm Diệp Quân Lâm sự tình, hắn không khỏi cười lạnh hai tiếng.
đời này Diệp Quân Lâm ra không được. Dù là nói cho Diệp Vô Đạo Diệp Quân Lâm ở nơi nào cũng vô dụng. Diệp Vô Đạo cũng mở không ra hắc ám lao lung a. Hắc ám thượng đế, Diệp tộc hẳn là sau đó phải nhằm vào Lý Tử Nhiễm. Diệp Quân Lâm không tại, nàng đứng mũi chịu sào a. Minh Tà Thần nói. Hắc ám thượng đế nói, Lý Tử Nhiễm tại ta mà nói đã không có giá trị. 3 năm này nàng đem nên làm toàn bộ đều làm xong. Chúng ta bây giờ đạt được hết thảy kỳ thật đều là nàng làm. Trong 3 năm này, chúng ta thánh kinh tổ chức những người khác căn bản không có ra tay qua. Tất cả đều là một mình nàng làm được. Nghe vậy, Minh Tà Thần bọn hắn đều cười. Bọn hắn bây giờ có được hết thảy cùng thánh kinh tổ chức di chuyển hang ổ huyệt đều là Lý Tử Nhiễm công lao. Đợi đến chúng ta đem thần kiếm đạt được về sau, Lý Tử Nhiễm liền triệt để không có giá trị lợi dụng. Hắc ám thượng đế cười lạnh. Hắc ám thượng đế ngài nói, Diệp Vô Đạo có dám hay không động Diệp Quân Lâm hài tử? Minh Tà Thần hỏi. Những người khác rối rít nói, đương nhiên không dám. Mặc dù Diệp tộc năm đó kém chút trở thành Bảo Long nhất tộc, thực lực khủng bố. Lại có truyền thuyết có thể để cho Thiên Sách Phủ bọn hắn e ngại siêu cấp đại năng. Nhưng vì chuyện này cùng Thiên Sách Phủ trở mặt, không có khả năng. Hắc ám thượng đế đột nhiên chuyển đề tài nói, không. Cái tên điên này hắn dám. Đồng thời hắn có thể lấy một cái lý do hợp lý đi động Diệp Quân Lâm hài tử. Lý do gì? Minh Tà Thần cùng với khác người nhao nhao nhìn lại. Các ngươi quên đi một cái điểm, Diệp Quân Lâm hài tử trên thân chảy xuôi Diệp tộc huyết mạch. Tương đương với chính là Diệp thị cổ tộc hậu duệ. Hắc ám thượng đế vừa nói như vậy, đám người lập tức kịp phản ứng. Minh Tà Thần nói, nếu như Diệp Vô Đạo lấy Diệp Quân Lâm hài tử là Diệp thị cổ tộc huyết mạch làm lý do. Hắn liền có thể có lý do chính đáng có thể động rồi. Không sai, cái này tên điên đã từng liền cùng Thiên Sách thiếu soái đối đầu qua. Hiện tại có lý do chính đáng, càng sẽ không đem Thiên Sách phủ đưa vào mắt. Thậm chí hắn dám trực tiếp muốn Thiên Sách phủ yếu nhân. Chỉ cần một cái lý do, Diệp thị cổ tộc muốn tiếp huyết mạch trở về bồi dưỡng. Liền cái này một cái lý do để Thiên Sách phủ khó xử. Ta nghĩ Diệp thị cổ tộc thật sẽ không làm khó đứa nhỏ này. Cao như vậy thiên phú làm gì không bồi dưỡng. Bao lớn cửu hận không bỏ xuống được, chỉ có điều chết một cái Diệp thần thôi. Minh Tà Thần nói. Hơn phân nửa chính là như vậy. Chấm. Không sai. Không ra hắc ám thượng đế suy đoán. Diệp Vô Đạo muốn chuẩn bị động quân quân. Lý do cùng hắc ám thượng đế nói tới giống nhau như đúc. Hắn đã xin chỉ thị Diệp thị cổ tộc các bậc cha chú, bọn hắn đều đồng ý. Dạng này gia tộc thiên tài bọn hắn tuyệt đối phải mình bồi dưỡng a. Cho nên bọn hắn cho phép Diệp Vô Đạo đem quân quân mang về. Ai nói hắn không dám động Thiên Sách phủ? Hắn dám. Chấm. Tiểu tổ chúng ta lúc nào động Lý Tử Nhiễm cùng quân quân bọn hắn? Diệp Lăng Thiên bọn hắn đã biết Diệp Vô Đạo muốn động thủ. Lý Tử Nhiễm hành tung ta còn tại tiến một bước thay đổi nhỏ bên trong, đại khái tại mặt trời không lặn đế quốc lân cận. Về phần Diệp Quân Lâm hài tử cùng mẫu thân hành tung chúng ta đã nắm giữ đến. Vừa vặn đứa nhỏ này xuất quan, trước mắt tại Giang Bắc một đời. Diệp Lăng Thiên năng lực làm việc rất mạnh, những chuyện này hắn lập tức tại làm. Đây cũng là Diệp Vô Đạo thích hắn làm trợ thủ nguyên nhân. Tạm thời không thể. Ta cần càng lớn nắm chắc, cho nên chờ ta cầm tới cái kia thanh sắp đào được thần khí lại nói. Diệp Vô Đạo nói. Diệp Lăng Thiên đám người rất là hiếu kỳ. Diệp Lăng Thiên rốt cục nhìn không được hỏi, tiểu tổ đến tột cùng là dạng gì thần khí? Hiện tại toàn thế giới đều nhao nhao điên. Tốt, vậy ta cho các ngươi phổ cập một chút. Diệp Vô Đạo cười cười, kỳ thật thần khí có 2 kiện. Một cây đao một thanh kiếm, tên là Thiên Kiếm Địa Đao. Là đại hạ cổ xưa binh khí gia tộc rèn luyện ra tới thần khí. Có thể được xưng trời cùng đất vũ khí, tưởng tượng cũng biết khủng bố đến mức nào đi. Một kiếm này một đao so với các ngươi thấy qua bất kỳ vũ khí nào đều mạnh hơn. Thậm chí mạnh đến các ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần có được điều khiển cái này 2 kiện thần khí thực lực, vậy sẽ vô địch. Đáng tiếc đao đã biến mất thời gian rất lâu, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại người nào đó trong tay. Về phần thiên kiếm lập tức liền phải đào được. Cái này 2 kiện thần khí khủng bố đến mức nào, chính là ta Diệp thị cổ tộc cùng Thiên Sách phủ chi lưu cũng phải toàn lực tranh đoạt. Đám người nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất muốn gặp biết. Liên Diệp thị cổ tộc đều muốn tranh đoạt, kia được nhiều khủng bố. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đối với lần này thiên kiếm đào được,
ta là tình thế bắt buộc. Lần này đem các ngươi triệu tập đến, chính là thu xếp bố trí liên quan tới thiên kiếm tranh đoạt. Mọi người nghe ta thu xếp. Diệp Vô Đạo thu xếp rất nhiều chuyện. Để Diệp tộc đi chuẩn bị. Ta Diệp tộc nhất định được thiên kiếm. Diệp Vô Đạo rất là chờ mong. Một khi thiên kiếm nơi tay, hắn có nắm chắc hơn đi chọn chiến thiên sách phủ. Đi đem quân quân đoạt lại. Thậm chí đều không cần mượn nhờ bậc cha chú lực lượng. Có thiên kiếm, hắn mới có thể để cho Diệp tộc trở thành bá chủ thực sự. Diệp tộc xưng thứ nhất, không người nào dám xưng thứ hai tình trạng. Một ngày này toàn thế giới truyền đến một đầu bạo tạc tính chất tin tức, thần khí thiên kiếm sẽ tại sau 3 ngày tại đại hạ xuất thế. Tin tức này ra tới, rất nhiều người đều điên. Bây giờ đối với thần khí thiên kiếm nghe đồn cũng là càng ngày càng nhiều. Đem thiên kiếm đều thổi thượng thiên. Chẳng qua nó xác thực liền khủng bố như vậy. Có một người nhất biết thiên kiếm khủng bố đến mức nào. Đó chính là Hắc Ám Thượng Đế. Bởi vì cùng thiên kiếm xứng đôi địa đao liền ở trong tay của hắn. Hắc Ám Thượng Đế có thể nói như vậy, không có người so ta càng hiểu thiên kiếm địa đao uy lực. Chính là Hắc Ám Lao Lung đều có thể bổ ra, người nói mãnh không mãnh. Sau 3 ngày chính là thiên kiếm xuất thế thời gian, thiên kiếm ta tình thế bắt buộc, các ngươi nhất định phải toàn lực tranh đoạt. Từ giờ phút này bắt đầu các ngươi liền tiến vào đại hạ đi. Nhất là ngươi, nhất định phải đem hết toàn lực. Hắc Ám Thượng Đế nhìn xem Lý Tử Nhiễm dặn dò. Bây giờ Lý Tử Nhiễm đã bị Hắc Ám Thượng Đế tôi luyện thành hoàn mỹ nhất cỗ máy giết người. Nàng gần như không có tình cảm, duy nhất cảm xúc chính là báo thù. Trong 3 năm này, Hắc Ám Thượng Đế một mực đang vì Lý Tử Nhiễm quán thâu báo thù tư tưởng. Chư thần phòng thí nghiệm biến mất là không sai. Nhưng Hắc Ám Thượng Đế vì Lý Tử Nhiễm quán thâu khái niệm là hắn cùng Lý Tử Nhiễm đem chư thần phòng thí nghiệm cường giả từng cái diệt trừ. Trong lúc đó Hắc Ám Thượng Đế thu xếp rất nhiều giả mạo chư thần phòng thí nghiệm cường giả, để Lý Tử Nhiễm từng cái giết chết. Để chính nàng coi là báo thù. Cuối cùng Hắc Ám Thượng Đế càng là mang theo Lý Tử Nhiễm đi vào giả mạo chư thần phòng thí nghiệm tổng căn cứ. Để Lý Tử Nhiễm tận mắt thấy chư thần phòng thí nghiệm hủy diệt. Để nàng coi là cho Diệp Quân Lâm báo thù. Cái này khiến Lý Tử Nhiễm đối Hắc Ám Thượng Đế càng thêm tin phục, triệt để biến thành cỗ máy giết người. Cũng càng thêm nghe Hắc Ám Thượng Đế. Thậm chí nói Lý Tử Nhiễm chỉ nghe Hắc Ám Thượng Đế một người. Không chỉ có như thế. Hắc Ám Thượng Đế còn vì Lý Tử Nhiễm quán thâu nó cửu nhân của hắn. Đại hạ rất nhiều người, thí dụ như Kỳ Lân, Thanh Long, Áo Vải Sát Thần cùng Thiên Sách Phủ chờ một chút đều bị hắn miêu tả thành dối trá người, bọn hắn vụng trộm hãm hại Diệp Quân Lâm. Cùng Diệp Quân Lâm chết có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên hiện tại những người này đều là Lý Tử Nhiễm cửu nhân. Nàng sớm muốn giết chết những người này. Lúc đầu Thiên Sách thiếu soái liền đem Lý Tử Nhiễm định là đại hạ địch nhân, đi vào, giết chết bất luận tội. Tăng thêm Lý Tử Nhiễm các loại báo thù, lạm sát kẻ vô tội, nàng hiện tại là đại hạ kẻ thù chung. Nếu không phải tìm không thấy nàng người, không biết muốn bị truy sát bao nhiêu lần. Không chỉ có như thế. Còn có toàn thế giới các quốc gia một vài đại nhân vật đều bị Hắc Ám Thượng Đế tạo thành cừu địch, Lý Tử Nhiễm không biết giết bao nhiêu cái. Hiện tại nàng là toàn thế giới kẻ thù chung. Cũng là thần trên bảng nguy hiểm nhất một vị. Người người có thể tru diệt. Cho nên hiện tại Lý Tử Nhiễm lại phái đi ra chấp hành nhiệm vụ sẽ rất khó. Bởi vậy, đối với Hắc Ám Thượng Đế đến nói giá trị lợi dụng không lớn. Hiện tại hắn muốn cuối cùng lợi dụng Lý Tử Nhiễm một lần. Đoạt được thiên kiếm sau liền từ bỏ nàng. Lần này thiên kiếm tranh đoạt, đại hạ những cái kia dối trá đám gia hỏa tuyệt đối cũng muốn đi tranh đoạt thiên kiếm. Đến lúc đó chúng ta liên thủ đem những cái này dối trá gia hỏa một mẻ hốt gọn. Hắc Ám Thượng Đế lần nữa lợi dụng Lý Tử Nhiễm. Vừa nghe đến những cái kia cừu địch toàn bộ muốn đi, Lý Tử Nhiễm đôi mắt bên trong có ánh sáng. Kia là báo thù ánh mắt. Đối với Hắc Ám Thượng Đế, Lý Tử Nhiễm đều không nghi ngờ một chút. Bởi vì lúc trước Hắc Ám Thượng Đế đáp ứng nàng hết thảy đều làm được, nàng tin tưởng vững chắc Hắc Ám Thượng Đế sẽ không lừa gạt mình. Minh bạch, ta nhất định thay sư phụ đoạt được thiên kiếm, sau đó giết sạch tất cả dối trá cửu nhân. Lý Tử Nhiễm nói. Sau đó, Lý Tử Nhiễm cùng 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ cùng Thánh Kinh tổ chức cái khác các cường giả sớm tiến vào đại hạ. Hắc Ám Thượng Đế chỉ lưu lại một cái minh tà thần. Tới làm hắn dùng. Hắc Ám Thượng Đế ngài cũng phải tiến vào đại hạ, tự mình tham dự tranh đoạt sao? Minh Tà Thần hỏi. Hắc Ám Thượng Đế lại lắc đầu,
Không, toàn thế giới mỗi cái địa phương ta đều có thể đi. Nhưng duy chỉ có Đại Hạ ta không thể đi. Minh Tà Thần nghe được chấn kinh, kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta lớn nhất cửu nhân tại Đại Hạ, không tập hợp đủ thiên kiếm địa đao ta không thể đi Đại Hạ. Hắc Ám Thượng Đế giải thích nói. Minh Tà Thần càng phát ra chấn kinh. Hắn vậy mà từ Hắc Ám Thượng Đế trong mắt nhìn thấy e ngại. Còn có vị này e ngại cừu địch. Không dám vào nhập Đại Hạ. Minh Tà Thần chấn kinh. Vị này mạnh cỡ nào, hắn nhưng là minh bạch. Trong 3 năm này, vô luận thời đại như thế nào biến hóa. Hắn đều là cùng trưởng khống trong nhân thế Thượng Đế đồng dạng, từ đầu đến cuối ở vào đỉnh phong vị trí. Từ hắn dạy ra đồ đệ Lý Tử Nhiễm liền có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ hắn e ngại rồi. Đủ thấy Đại Hạ địch nhân khủng bố đến mức nào. Trách không được Hắc Ám Thượng Đế như thế quan tâm thiên kiếm. Hóa ra là nguyên nhân này. Mọi người chỉ biết thiên kiếm lợi hại, nhưng lại không biết trên tay của ta còn có địa đao, kỳ thật có cái bí mật gần như không có ai biết, thiên kiếm địa đao kết hợp lại mới là một cái kinh khủng nhất thần khí. 1+1=2 hiệu quả. Địa đao là U Minh chi đao, dung hợp chí âm chí ám nguyên tố. Mà thiên kiếm là Liệt Dương chi kiếm, dung hợp chí dương nguyên tố. Thiên kiếm địa đao dung hợp, chính là Đại Hạ giảng cầu âm dương dung hợp. Cho nên mới sẽ sinh ra chất biến. Hắc Ám Thượng Đế giải thích nói. Cho nên Hắc Ám Thượng Đế ngài đạt được thiên kiếm địa đao, chính là muốn đem nó kết hợp lại. Sau đó đi Đại Hạ. Minh Tà Thần hỏi. Hắc Ám Thượng Đế gật gật đầu, đây là ta mục đích một trong. Cho nên ta giữ ngươi lại đến, còn có hậu chiêu. Vì chính là nhất định phải đạt được thiên kiếm. Hắc Ám Thượng Đế lại dặn dò Minh Tà Thần nhiệm vụ. Chấm. Nương theo lấy thiên kiếm đào được thời gian càng ngày càng gần. Liên quan tới thiên kiếm nghe đồn cũng là càng ngày càng nhiều. Trong đó tại toàn thế giới có một cái nghi vấn, thiên kiếm đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đối với vấn đề này vẫn không có xác thực giải đáp. Rất nhiều người chỉ là mù quáng đi tranh đoạt. Nhưng hôm nay xuất hiện một cái hình tượng giải đáp. Chính là thiên kiếm có thể giết chết huyết tộc cường giả, thậm chí là huyết tổ. Cũng có thể chém giết. Bởi vì thiên kiếm là chí dương chi kiếm. Chuyên môn khắc chế huyết tộc loại thể chất này. Tin tức này ra tới, liền gây nên bạo tạc tính chất oanh động. 3 năm trước đây từ khi học tổ được thả ra về sau, huyết tộc cái này thế lực lớn siêu cấp liền nổi lên mặt nước, xuất hiện ở thế giới bên trong. Huyết tộc siêu phàm thiên phú rất nhiều người đều biết. Nhất là những cái kia huyết tổ bất tử bất diệt, có thể ngủ say ngàn năm, thậm chí càng lâu. Rất nhiều cường giả thử qua các loại phương pháp cùng cổ xưa vũ khí cùng hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí, căn bản giết không chết huyết tổ những thứ này. Không có khắc chế huyết tộc vũ khí hoặc là phương pháp. Bọn hắn căn bản giết không chết. Trong 3 năm này, huyết tộc cũng là trở thành thế lực lớn siêu cấp. Tứ đại huyết tổ triệt để thức tỉnh, gần như không người có thể địch. Hiện tại thiên kiếm có thể chém giết huyết tổ, vì mọi người hình tượng giải thích thiên kiếm cường đại cỡ nào. Thế là muốn cướp đoạt thiên kiếm người càng nhiều. Ví dụ như huyết tộc đối thủ một mất một còn, huyết tộc địch nhân chờ một chút cũng gia nhập cướp đoạt hàng ngũ. Không chỉ có như thế, liền huyết tộc cũng gia nhập cướp đoạt hàng ngũ. Loại này có thể nhằm vào bọn họ thể chất, có thể chém giết bọn hắn huyết tổ vũ khí, khẳng định không thể rơi vào những người khác trong tay. Cùng nó rơi vào trong tay địch nhân, đối huyết tộc hình thành uy hiếp, còn không bằng mình đoạt tới. Cho nên huyết tộc cũng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Thậm chí liền một chút đại tài phiệt, cổ xưa tài chính thế gia cũng toàn bộ gia nhập cạnh tranh hàng ngũ. Bọn hắn mặc dù không dùng đến thiên kiếm, nhưng bọn hắn có thể cầm thiên kiếm làm thẻ đánh bạc, đi cùng người khác giao dịch, hoặc là cầm thiên kiếm thuê một chút cường giả. Cái này khiến thiên kiếm tranh đoạt đạt tới gay cấn giai đoạn. Cũng là 3 năm đến nay lớn nhất một trận phân tranh. Lúc đầu thiên sách phủ coi là thiên kiếm vững vàng, sẽ lưu tại Đại Hạ. Nhưng bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Thiên kiếm dần dần truyền thành một kiện từ xưa đến nay thần khí. Phảng phất toàn thế giới đều đến tranh đoạt. Thiên sách phủ một mực truyền đến đủ loại cảnh báo. Có không rõ phần tử tiến vào Đại Hạ. Phía đông, phía tây, phía nam. Một cái tiếp một cái. Thiên sách thiếu soái cho ra mệnh lệnh là không nên cản, hết thảy bỏ vào đến. Hiện tại ngăn cản, quá hao tổn thực lực. Còn không bằng giữ lại cùng một chỗ tiến đến. Chẳng qua thiên sách thiếu soái cũng là có kế hoạch. Mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản. Cố ý thả tất cả mọi người tiến đến,
chính là tận lực ghi lại mỗi một cá nhân thân phận tin tức những thứ này. Dạng này tương đương với toàn bộ tại thiên sách phủ trong khống chế. Đến cũng đều là toàn thế giới cường giả. Cái này lợi cho thiên sách phủ đối tương lai thế cục điều khiển. Dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cái gì, Lý Tử Nhiễm đều đến rồi. Tốt, thời khắc chú ý đến, tạm thời không muốn rút dây động rừng. Lần này có kinh hỉ a, không chỉ có muốn đoạt phải thiên kiếm, còn có thể diệt trừ rất nhiều cừu địch. Thiên sách thiếu soái cười cười. Chấm. Một bên khác, Giang Bắc, Quân Quân mấy ngày nay đều cùng ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ. Nghe nói thiên kiếm xuất thế, Quân Quân cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Lần này ra tới, nàng chính là lịch luyện. Vừa vặn mượn cơ hội lần này, nhìn xem có thể hay không tìm tới phụ mẫu manh mối. Cho nên Quân Quân cũng tiến về thiên kiếm sắp xuất thế địa phương. Chẳng qua nàng không tiếp tục mang theo nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại bọn hắn. Dù sao chuyện nguy hiểm, Quân Quân khả năng không chú ý được đến, nàng trực tiếp một người tiến về. Nhìn xem Quân Quân độc hành thân ảnh, âm thầm mấy vị các lão tổ tông đều cảm thán một tiếng, Quân Quân lớn lên. Bọn hắn cũng càng phát vui mừng, nhưng cũng buồn bực. Quân Quân lớn lên, mang ý nghĩa muốn cùng bọn hắn tách ra. Không có cách, Quân Quân muốn gánh vác một chút nàng nên vai chịu trách nhiệm. Chúng ta chỉ có thể cung cấp một điểm trợ giúp, không thể bảo đảm nàng cả một đời. Nữ tổ tông thở dài. Thiên kiếm ra tới địa phương tại đại hạ bắc cảnh trong núi tuyết. Một chỗ cực hạn băng hàn địa phương. Bởi vì thiên kiếm là chí dương chi kiếm, cho nên nó kỳ thật tại loại này chí âm chí hàn địa phương, khả năng ẩn tàng không có chút nào khí tức, không đến mức thời gian dài như vậy bị phát giác. Không phải loại này chí dương chi kiếm khí tức đã sớm tiết lộ ra tới. Bởi vậy, thiên kiếm thời gian dài như vậy đều không đến mức bị phát hiện. Nếu không phải cái nào đó nguồn năng lượng tổ chức đào móc nguồn năng lượng vật chất, cũng sẽ không phát hiện nơi này. Nhưng bởi vì thiên kiếm tại rất sâu địa phương, không tốt đào móc, cho nên đào được thời gian đẩy lại đẩy. Lần này đã xác nhận. Ngày mai vào lúc giữa trưa, cũng là mặt trời chói chang trên không thời điểm, thiên kiếm sẽ ra ngoài. Một ngày trước, khối khu vực này đã sớm che kín vô số cường giả. Còn có vô số cường giả ngay tại chạy đến. Người càng tụ càng nhiều. Đã có không ít người đang đánh nhau, tại mổ giết. Dù sao toàn các nơi trên thế giới đều có người đến, rất dễ dàng gặp được mình địch nhân. Thiên kiếm còn chưa ra tới, từng chàng giết chóc tại tiếp tục. Từng cỗ thi thể bầy khắp nơi đều có. Phảng phất nhân gian luyện ngục. Chẳng qua chân chính thế lực lớn đều là tại thời khắc cuối cùng lên sàn, một ngày trước tuyệt sẽ không xuất hiện. Chẳng qua có không ít kỳ thật đã sớm đến. Chỉ là núp trong bóng tối thôi. Quân Quân cũng là một ngày trước đến nơi này. Có không ít người nhìn thấy Quân Quân một cái tiểu nữ hài, nghĩ khi dễ dưới, kết quả đều bị Quân Quân đánh lại. Nói thật, vị này là lần này không thể nhất khi dễ. Âm thầm thế nhưng là đi theo mấy vị tổ tông. Chẳng qua Quân Quân vẫn là thông minh, đủ khiêm tốn, mình trốn đi, không có gây nên quá nhiều chú ý. Không phải nàng thật sớm liền phải trở thành tiêu điểm. Giờ phút này, Thánh Kinh tổ chức hang ổ, hắc ám lao lung bên trong. Hỏa Vân Tà Thần đã ngất đi. Loại này ngày tháng sống không bằng chết hắn không vượt qua nổi, nhận hết tra tấn về sau, hắn buông ra mình, tự sinh tự diệt. Đã hôn mê thời gian rất lâu. Khí tức của hắn tại một chút xíu tiêu tán. Cùng Diệp Quân Lâm khí tức tiêu tán khác biệt. Hắn là sinh mệnh nguyên khí tại sói mòn, đợi đến không có khí tức, Hỏa Vân Tà Thần cũng phải chết rồi. Oanh! Ngay tại lúc này, Hỏa Vân Tà Thần bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ đáng sợ năng lượng ba động khủng bố. Đem hôn mê trạng thái hắn trực tiếp bừng tỉnh. Rất nhanh là hắn biết cỗ năng lượng này chấn động đến từ nơi đó. Bên cạnh Diệp Quân Lâm. Thời khắc này Diệp Quân Lâm tựa như là một vành mặt trời cực nóng, loại kia đáng sợ năng lượng càng ngày càng mạnh, tựa như là mặt trời khoảng cách Hỏa Vân Tà Thần càng ngày càng gần, cực nóng càng ngày càng đáng sợ. Ông trời ơi! Hỏa Vân Tà Thần cảm giác mình muốn bị cái này đáng sợ năng lượng hòa tan. Hắn căn bản không chịu nổi a. Nếu như cái gì đều không phòng bị, hắn lập tức liền phải biến mất. Hỏa Vân Tà Thần tại loại này năng lượng kích động dưới, hắn cũng khôi phục. Hắn vội vàng sử xuất tất cả vốn liếng để ngăn cản Diệp Quân Lâm trên thân phát ra đáng sợ năng lượng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đây là làm sao rồi? 2 năm này đến nay, Diệp Quân Lâm bế quan khí tức càng ngày càng yếu,
đến cuối cùng khí tức hoàn toàn không có. Cùng viên tịch cao tăng đồng dạng. Hỏa vân tà thần vô luận như thế nào kêu gọi đều không tỉnh lại, hắn cũng làm Diệp Quân Lâm chết rồi. Nhưng lúc này trên người hắn làm sao bộc phát ra cường thịnh như vậy năng lượng đến. Không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ có hy vọng rồi. Hắn bế quan phải kết thúc rồi. Nhưng không kịp hắn suy nghĩ, đáng sợ năng lượng oanh kích lấy hắn. Trực tiếp để hắn cuống họng ngòn ngọt, tràn đầy tụ huyết. Hỏa vân tà thần kinh ngạc đến ngây người. Cái này vẻn vẹn khí tức tràn ra ngoài a, chính là như thế năng lượng ba động khủng bố. Không khoa trương mà nói, Diệp Quân Lâm tựa như là mặt trời đồng dạng. Trên người hắn tản mát ra khí tức, hóa thành đáng sợ năng lượng tại đốt cháy hòa tan hỏa vân tà thần. A, à, hỏa vân tà thần cảm giác thân thể da thịt tại da bị nẻ, thân thể khí quan muốn nổ tung, linh hồn muốn bị rút ra. Hắn cảm nhận được cực hạn đau đớn. Hỏa vân tà thần kỳ thật cũng coi như bế quan 2 năm. So trước kia mạnh hơn quá nhiều. Hiện tại hắn thực chiến tất cả vốn liếng đến ngăn trở cái này năng lượng chấn động. Phốc, mặc dù hắn đang ra sức chống cự, ngon miệng bên trong máu tươi tràn ra, càng ngày càng nhiều. A, à, đau đớn cũng là càng ngày càng mãnh liệt, linh hồn muốn bị xé nát bóc ra. Hỏa vân tà thần sử xuất bình sinh mạnh nhất phòng ngự ngăn cản cái này năng lượng chấn động. Thế nhưng là hắn gào thét âm thanh càng lúc càng lớn, máu tươi cũng càng ngày càng nhiều, trên thân vỡ ra từng đạo vết thương. Chấm. Hỏa vân tà thần đời này đều không bị từng tới loại này tử vong uy hiếp. Nhưng cái này vẻn vẹn Diệp Quân Lâm trên người năng lượng chấn động a. Hắn nếu như chân chính năng lượng tản mát ra tới, được nhiều mạnh. Không biết. Dù sao hỏa vân tà thần khẳng định nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hư vô. Liền thứ cặn bã tử đều không để lại. Không cách nào tưởng tượng khủng bố. Hỏa vân tà thần cả người đều đang run rẩy, hắn sợ hãi, thật sợ. Diệp Quân Lâm cả người càng ngày càng cực nóng, phảng phất mặt trời muốn đặt ở hỏa vân tà thần trên thân. Hỏa vân tà thần không biết là hiện tại hắc ám lao lung bên ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giữa không trung từng đạo hồng sắc thiểm điện bừa bãi tàn phá, phát ra thanh âm đáng sợ. Tựa như thiên địa đều đang tức giận đồng dạng. A, à, hỏa vân tà thần phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết tới. Thân thể của hắn sắp nổ tung. Hắn muốn chết. Hắn kỳ thật vẫn nghĩ chết, cuối cùng càng là chạy không chính mình. Nhưng bây giờ cảm nhận được Diệp Quân Lâm trên người năng lượng chấn động, hắn cảm thấy lại có hy vọng. Hắn không muốn chết. Hắn muốn sống. Nhưng trước mắt cực nóng năng lượng muốn đem hắn xé nát. A, à, tại hỏa vân tà thần thân thể nổ tung một khắc này, đột nhiên tất cả năng lượng rụt về lại, toàn bộ lùi về Diệp Quân Lâm trong cơ thể. Nháy mắt hỏa vân tà thần trên thân uy thế như vậy biến mất. Thời khắc sống còn, hỏa vân tà thần được cứu vớt. Hồng hộc, hồng hộc. Hắn thở hồng hộc. Hắn tương đương với chết qua một lần. Lúc này hắn nhìn thấy bế quan Diệp Quân Lâm đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt của hắn như có sấm sét đang lượn lờ, tựa như sao trời đảo ngược, vũ trụ vỡ vụn. Đó là như thế nào ánh mắt a? Cái nhìn này dường như xuyên thấu linh hồn của hắn. Mạnh, quá mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói a. Loại này thể nghiệm trước nay chưa từng có. Lột xác. Hắn cảm nhận được Diệp Quân Lâm lột xác. Trên thân có cỗ tử không linh khí tức, tựa như cùng thế gian vạn vật xung hợp lại cùng nhau. Cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Cái này cảm thụ chỉ ở Diệp Quân Lâm sư phụ trên thân thể nghiệm từng tới. Tiên sinh ngài bế quan kết thúc rồi. Hỏa vân tà thần kích động mà hỏi. Ừm. Rốt cục có đáp lại. Một tiếng này đáp lại. Hỏa vân tà thần trọn vẹn chờ 2 năm. Rốt cục nghe được Diệp Quân Lâm thanh âm. Diệp Quân Lâm mở mắt ra, sau khi mở miệng đứng dậy. Hơn 2 năm. Diệp Quân Lâm cảm thán. Hỏa vân tà thần lại cháy lên hy vọng, kích động nhìn Diệp Quân Lâm. Từ vừa rồi tản mát khí tức đến xem, hắn đối Diệp Quân Lâm tràn ngập lòng tin. Tiên sinh ngài là không phải có thể mở ra rồi. Hỏa vân tà thần thanh âm rõ ràng đang phát run. Diệp Quân Lâm cười cười, ta thử xem đi. Đứng tại đằng sau ta. Hỏa vân tà thần nghe vậy đứng tại Diệp Quân Lâm sau lưng. Oanh! Hắn cười cười, giơ lên nắm đấm, không duyên cớ không có gì lạ đấm ra một quyền. Nhưng cái này nhìn như phổ thông một quyền, nhưng lại có siêu việt cực hạn thời gian cùng lực lượng uy năng. Giản dị tự nhiên mới là cảnh giới tối cao. Đây là Diệp Quân Lâm bế quan 2 năm đối với cực hạn tốc độ cùng lực lượng truy cầu.
Một quyền này nhìn như phổ thông, lại là Diệp Quân Lâm hơn 2 năm bế quan bài thi. Ong ong ong, hỏa vân tà thần trong tai truyền đến thời không run rộng, cảm thụ được đáng sợ chấn động, một quyền này vậy mà tại tiến dần lên thức mạnh lên. Oanh ra từng cái khí lãng đến. Hỏa vân tà thần kinh ngạc phát hiện, Diệp Quân Lâm nắm đấm còn chưa nện vào vách tường. Tường này vách tường cảm nhận được đáng sợ sóng năng lượng cùng, vậy mà tại biến hình, tại hướng bên trong lõm đi vào. Loại này biến hình càng ngày càng kịch liệt. Oanh! Thẳng đến Diệp Quân Lâm một quyền oanh đi lên, hỏa vân tà thần lỗ tai mất thông, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đại não ý thức trống rỗng. Một quyền này dường như đem thế giới đánh thành hỗn độn trạng thái. Để hỏa vân tà thần linh hồn rút ra. Làm Diệp Quân Lâm một quyền đập xuống thời điểm, bên ngoài giữa không trung sấm sét bừa bãi tàn phá. Răng rắc! Vỡ vụn! Diệp Quân Lâm cùng hỏa vân tà thần trước mắt vách tường vỡ vụn. Nổ tung! Ngay sau đó phía ngoài một tầng vách tường kim loại toàn bộ vỡ vụn. Diệp Quân Lâm trước mắt tầm mắt trống trải. Oanh! Răng rắc! Toàn bộ hắc ám lao lung một tấc vỡ vụn ra, đến cuối cùng, toàn bộ hắc ám lao lung toàn bộ nổ nát vụn. Một chút cũng không có còn lại. Diệp Quân Lâm một quyền phía dưới, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt đảo ngược. Hắc ám lao lung trực tiếp bị đánh không có. Mặc dù nói hắc ám lao lung hai chắn vách tường kim loại ở giữa có chuyển hóa năng lượng trang bị, người đánh ra lực lượng phần lớn đều sẽ bị chuyển hóa rơi, căn bản không đả thương được vách tường kim loại. Thế nhưng là cái này chuyển hóa trang bị cũng là có hạn mức cao nhất đến, liền có năng lượng không cách nào chuyển hóa. Thậm chí chuyển hóa trang bị cũng sẽ bạo chết. Hiện tại Diệp Quân Lâm một quyền chi uy quá mạnh. Mạnh đến rung động thiên địa. Trực tiếp vượt qua chuyển hóa trang bị hạn mức cao nhất cùng tiếp nhận. Răng rắc, nháy mắt chuyển hóa trang bị sụp đổ, trực tiếp hóa thành hư vô. Chuyển hóa trang bị mất linh, như vậy trực tiếp từ hai mặt vách tường kim loại trực tiếp gặp lực lượng oanh kích. Bởi vậy, Diệp Quân Lâm một quyền uy lực toàn bộ nện ở hai mặt trên vách tường, mới đưa đến hai mặt vách tường toàn bộ sụp đổ ra. Diệp Quân Lâm một quyền này dưới, phía ngoài màu đỏ huyết vân bị trực tiếp xua tan. Phức tạp dãy núi cũng từ giữa đó vỡ ra. Cách đó không xa sương mù dày đặc cũng toàn bộ bị đuổi tản ra. Một quyền phía dưới, đem cái này luyện ngục địa phương đánh thành bích hải lam thiên. Đây chính là Diệp Quân Lâm thực lực bây giờ. Hắc ám thượng đế bằng vào mình thực lực cường đại cùng thần khí địa đao khả năng mở ra hắc ám lao lung, bị Diệp Quân Lâm một quyền oanh mở. Khủng bố! Khủng bố như vậy! Hỏa vân tà thần thật lâu đều không có kịp phản ứng. Loại cảm giác này tựa như là linh hồn cùng thân thể tách ra. Hắn lại chết một lần. Quá mẹ hắn mạnh. Vì sao lại có mạnh như vậy người? Hỏa vân tà thần mặc dù nhìn qua Diệp Quân Lâm sư phụ, càng nhìn qua hắn ra tay. Đều không có Diệp Quân Lâm như vậy rung động. Hắn hiện tại thậm chí cho rằng Diệp Quân Lâm so sư phụ hắn còn mạnh hơn. Hỏa vân tà thần nằm trên mặt đất, miệng lớn hô hấp, cảm thụ được trời xanh mây trắng. Đã lâu. Thế giới bên ngoài thật tốt. Diệp Quân Lâm cũng ngửa mặt lên trời gào thét, hắc ám thượng đế ngươi khốn không được ta. Ta Diệp Quân Lâm ra tới. Diệp Quân Lâm lần thứ nhất bị nhốt lâu như vậy. Hơn 3 năm a, lại thấy ánh mặt trời cảm giác thật thoải mái. Hỏa vân tà thần cười lớn, nhìn xem Diệp Quân Lâm hỏi, tiên sinh ngài hiện tại đến cùng là thực lực gì? Hỏa vân tà thần chỉ biết cái này hắc ám lao lung rất khó đánh vỡ, nhưng lại không biết đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Diệp Quân Lâm lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta biết ta rất mạnh. Ta cảm giác toàn lực một quyền có thể đem thế giới đánh xuyên qua. Cái đồ chơi này đều khốn không được ngươi, ta cũng không biết ngươi mạnh bao nhiêu. Hỏa vân tà thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bỗng nhiên Diệp Quân Lâm cùng hỏa vân tà thần liếc nhau. Bọn hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, hắc ám thượng đế cùng thánh kinh tổ chức những người kia đi đâu rồi. Làm sao không có tin tức gì đâu. Vừa mới một quyền của mình kém chút đem thiên địa đều đánh sập, thánh kinh tổ chức người làm sao một điểm động tĩnh đều không có. Không tầm thường. Đi, đi xem một chút. Diệp Quân Lâm cùng hỏa vân tà thần lập tức chạy về phía bên cạnh đã phá hủy một nửa thánh kinh tổ chức tòa thành. Hai người tiến vào đi sau hiện nơi này không ai. Thở sinh vật đều không có. Tiên sinh từ các loại vết tích phán đoán, nơi này không người đã kinh thật lâu. Xem bộ dáng là phát sinh qua đại quy mô di chuyển. Hỏa vân tà thần quan sát rồi nói ra. Diệp Quân Lâm đôi mắt bên trong sáng lên,
đại khái suất là thánh kinh tổ chức đi địa phương khác, chúng ta là bị hắc ám thượng đế vứt bỏ. Đoán chừng hắn nhìn ta không thần phục hắn, liền phảng phất hắc ám lao lung, quan ta cả một đời. Diệp Quân Lâm rất nhanh phân tích thánh kinh tổ chức rời đi nguyên nhân. Thế nhưng là ngươi không nghĩ tới a, ta ra tới. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Diệp Quân Lâm đã không kịp chờ đợi muốn trở về. Hơn 3 năm, thân nhân của mình thế nào rồi? Các huynh đệ thế nào rồi? Hắn 10 phần sốt ruột. Lý Tử Nhiễm lại bị thánh kinh tổ chức mang tới nơi nào đi? Sốt ruột đến muốn chết. Chấm. Bên này Diệp Quân Lâm đem hắc ám lao lung đánh vỡ. Nếu là đoạn thời gian trước, hắc ám thượng đế khẳng định sẽ dự báo đến. Chính là hỏa vân tà thần nổi điên đoạn thời gian kia, hắn là cảm thấy được, hắn còn để lại đồ vật. Nhưng bây giờ hắn triệt để từ bỏ hắc ám lao lung. Tại hắn khái niệm bên trong, Diệp Quân Lâm vĩnh thế không thể đi ra, cái này hắc ám lao lung lại không có bất kỳ giá trị gì. Cùng rác rưởi đồng dạng ném là được. Cho nên hiện tại dù là Diệp Quân Lâm đem hắc ám lao lung vỡ nát, đem mảnh này nhân gian luyện ngục đánh thành bích hải lam thiên, hắc ám thượng đế cũng mảy may không có phát giác. Hắn còn tưởng là Diệp Quân Lâm vĩnh viễn không thể đi ra đâu. Chấm. Diệp Quân Lâm cùng hỏa vân tà thần một đường phi nước đại. Chấm. Khoảng cách thiên kiếm xuất thế còn có một đêm thời gian. Đại hạ bắc cảnh băng nguyên chỗ sâu đều rơi đầy người, khắp nơi đều có chiến đấu, giết đến đất trời tối tăm. Mà tại mảnh này núi tuyết dãy núi chỗ cao nhất, Thiên Sách Phủ, Côn Luân Công Nghiệp cùng sở thuộc cường giả trên cơ bản một nửa đã tới. Còn lại một nửa đều sớm tiềm phục tại chung quanh. Mặc dù toàn thế giới cường giả đều đến đoạt, nhưng nơi này dù sao cũng là đại hạ, là Thiên Sách Phủ bọn hắn sân nhà. Thiên Sách thiếu soái nhất định phải sớm bố trí tốt hết thảy. Không đơn thuần là Thiên Sách Phủ, Bảo Long nhất tộc ta cũng điều đến cường giả trợ trận. Còn có đại hạ thập đại đỉnh tiêm thế lực, trừ Diệp tộc Diệp Vô Đạo bên ngoài, còn lại 9 đại thế lực ta đều liên hệ tốt. Mọi người cùng nhau đem thiên kiếm lưu tại đại hạ. Thiên Sách thiếu soái cười nói. Áo vải sát thần bọn hắn cũng gật gật đầu, đúng a, đại hạ thế lực liền không phân ngươi ta. Thiên kiếm chỉ cần lưu tại đại hạ là được. Không đúng, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là thiên kiếm rơi vào người khác trong tay, người ta có thể yên tâm sao? Có được thiên kiếm sẽ thành uy hiếp lớn nhất. Rất dễ dàng sinh linh đồ thán. Nhất là Diệp tộc Diệp Vô Đạo cầm tới thiên kiếm, hắn càng thêm sẽ không đem Thiên Sách Phủ để vào mắt. Để hắn cầm tới, đại hạ sắp nổi một vòng gió tanh mưa máu. Thậm chí chúng ta rất khó ngăn cản lại hắn. Ta cùng hắn đối diện một trường, ta biết hắn thực lực. Thiên Sách thiếu soái bắt đầu nêu ví dụ. Rất nhiều người gật gật đầu, đúng, không sai. Nếu là cái này thiên kiếm rơi vào Diệp Vô Đạo loại này người điên trong tay. Dứt bỏ quốc gia vinh nhục đến nói, thiên kiếm tại Diệp Vô Đạo loại người này trong tay uy hiếp càng lớn. Đúng, đại hạ thập đại đỉnh tiêm thế lực nhìn như hợp tác với chúng ta, trên thực tế từng cái tâm hoài quỷ thai, lòng mang độc kế. Thiên kiếm đến đám người này trong tay, chính là vô cùng vô tận tai nạn. Thậm chí chúng ta không nhất định có thể ngăn cản. Thiên Sách Phủ đầu ngựa thần tướng càng là nói, đúng. Nói trắng ra thiên kiếm vừa chính vừa tà. Một ít người trong tay nó chính là thủ hộ bách tính thần khí. Nhưng đến Diệp Vô Đạo những người này trong tay nó chính là sinh linh đồ thán tà khí. Cái khác thần tướng nói, nhưng chính tà như thế nào định nghĩa? Chúng ta cũng không biết, có lẽ Diệp Vô Đạo cầm tới về sau không phải uy hiếp, ngược lại là phúc. Những cái này cũng không biết. Thế nhưng là nguy hiểm tuyệt đối là tồn tại, nhưng chúng ta không biết nguy hiểm từ đâu tới đây. Chúng ta chỉ có thể từ đầu nguồn ngăn chặn hết thảy. Thiên Sách thiếu soái quét đám người một cái nói, phụ họa nói, ngăn chặn hết thảy biện pháp tốt nhất chính là đem thiên kiếm trưởng khống tại trong tay chúng ta. Đây mới là chính xác nhất biện pháp. Tứ đại thần tướng cũng rối rít nói, đúng, vì ngăn chặn loại nguy hiểm này, chúng ta đem thiên kiếm trưởng khống ở trong tay chính mình liền tốt. Kỳ Lân Thanh Long cùng áo vải sát thần bọn hắn đều sửng sốt. Rõ ràng chính là Thiên Sách thiếu soái muốn đem thiên kiếm chiếm làm của riêng, lại nói phải như thế đường hoàng. Chẳng qua lời nói đi cũng phải nói lại, thiên kiếm nếu là tại Thiên Sách thiếu soái trong tay lời nói còn được. Chí ít Thiên Sách thiếu soái cầm tới thiên kiếm sẽ không tạo thành tai nạn, thậm chí càng có thể thủ hộ đại hạ. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Duy trì Thiên Sách thiếu soái cầm tới thiên kiếm. Thế nhưng là thiếu soái, lần này cướp đoạt thiên kiếm quá nhiều thế lực, nhất là cao thủ nhiều như mây. Chúng ta thật được không?
Kỳ Lân hỏi. Đúng, liền không nói nước ngoài những đại thế lực kia, chính là Diệp Vô Đạo đều rất khó đối phó. Chúng ta cũng không có nắm chắc a. Thanh Long đưa ra một cái sắc bén vấn đề tới. Đại đa số cường giả đều là thở dài. Đúng, xác thực không có nắm chắc. Nhất là Diệp Vô Đạo từng theo Thiên Sách thiếu soái đối diện một trường. Mảy may không có đem Thiên Sách phủ để vào mắt. Chớ đừng nói chi là cái khác nhiều như vậy thế lực. Thậm chí một chút một mực ẩn thế không ra khủng bố đám gia hỏa đều đến. Cứ như vậy lại càng không có nắm chắc. Không phải nói muốn cầm xuống thiên kiếm liền có thể cầm xuống. Cái này cần thực lực. Đối với mọi người nghi vấn, Thiên Sách thiếu soái cùng tứ đại thần tướng đều là cười thần bí. Các ngươi khả năng không biết, 3 năm trước đây kỳ thật thiếu soái là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, từ bế quan trạng thái rời núi. Mà trước lúc này hắn một mực đang một nơi nào đó bế quan. Những người khác giải thích nói. Kỳ Lân rất nhanh kịp phản ứng, nên không phải là nơi này a. Thiên Sách thiếu soái gật gật đầu, trước đó ta một mực đang nơi đây bế quan. Chẳng qua khi đó ta tuyệt không phát hiện thiên kiếm ở chỗ này. Chẳng qua ta hẳn là nhận thiên kiếm tẩm bổ. Nơi này là phụ thân, cũng chính là Thiên Sách thần soái dẫn ta tới bế quan. Hắn đại khái suất biết thiên kiếm ở đây, chẳng qua vì không làm cho hỗn loạn, không có nói cho ta. Hẳn là ta xuất quan, để trong này buông lỏng, tiến tới để đào móc tài nguyên đội ngũ phát hiện thiên kiếm tồn tại. Chấm. Thì ra là thế. Mọi người lúc này mới từng cái minh bạch chuyện gì xảy ra. Thiên Sách thiếu soái cười cười, tại nơi này ta bế quan quá lâu, không có người so ta quen thuộc hơn nơi này. Lại tới đây, tựa như là đi vào ta trưởng khống thế giới đồng dạng. Cho nên ta so bất luận kẻ nào đều có ưu thế. Bất luận kẻ nào ta cũng sẽ không sợ, bao quát Diệp Vô Đạo chi lưu. Lại thêm các ngươi hiệp trợ, thiên kiếm nhất định là chúng ta. Đi vào mình bế quan có phần lâu địa phương, Thiên Sách thiếu soái có như mê tự tin. Thiên kiếm tình thế bắt buộc. Mặt khác Lý Tử Nhiễm chi lưu cũng tới. Đến lúc đó toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Thiên Sách thiếu soái trên mặt hiện lên một vòng ngoan lệ. Những người khác cười cười, sợ là giết Lý Tử Nhiễm, chúng ta đều không xen tay vào được. Thiên Sách thiếu soái gật gật đầu. Hắn biết Diệp Vô Đạo cùng Diệp tộc tất nhiên sẽ tru sát Lý Tử Nhiễm. Đều không tới phiên bọn hắn. Thậm chí nói Lý Tử Nhiễm là đại hạ kẻ thù chung, đại hạ đứng đầu nhất thập đại thế lực đều nghĩ trừ chi cho thống khoái. Giết chết Lý Tử Nhiễm, cũng sẽ cho mình tăng thêm danh dự. Người người đều muốn tranh phần này danh dự. Bởi vậy, giết Lý Tử Nhiễm thực sự xếp hàng. Thiên Sách thiếu soái đã bố trí tốt hết thảy, hắn muốn khống tràng, khống chế lại hết thảy cục diện. Đêm nay mọi người đã có thể rõ ràng cảm nhận được thiên kiếm chí dương khí tức, đã đang dần dần càn quét nơi này. Rõ ràng là băng thiên tuyết địa băng nguyên chỗ sâu, nhưng mọi người không cảm giác được một tia rét lạnh. Rất là quỷ dị. Đêm nay vô số thế lực lặng yên chạy đến, từng tràng huyết chiến cũng tại tiếp tục. Hôm sau, thiên kiếm chân chính đào được thời gian đến. Từng cái thế lực lớn rốt cục đến. Danh xưng muốn rèn đúc thành đệ nhất thế lực Diệp tộc đến. Cầm đầu Diệp Vô Đạo cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Sau lưng Diệp tộc cường giả cũng là khí thế hung hăng. Hôm nay, đối cái này thiên kiếm, hắn cũng là tình thế bắt buộc. Ngay sau đó, các thế lực lớn từng cái xuất hiện. Nhất là đại hạ thập đại đỉnh tiêm thế lực, đều nhất nhất đến. Cái này thập đại đỉnh tiêm thế lực, trừ 3 nhà, trực tiếp là cổ xưa chủng tộc xuất hiện, một lần trở thành đỉnh tiêm. Còn lại phần lớn là cùng Diệp tộc đồng dạng, phía sau cổ tộc có lẽ đại nhân vật duy trì, mới đem lúc đầu gia tộc đẩy lên đỉnh phong. Ví dụ như kinh thành đã từng hoàng tộc Lâm gia. Lúc ấy gia chủ Lâm Hạo Thiên vẫn là Lý Tử Nhiễm nghĩa phu. Hiện tại những gia tộc này phía sau đều có người xuất hiện, một lần đẩy lên đỉnh phong vị trí. Đương nhiên cũng có mới xuất hiện đỉnh tiêm thế lực. Còn có liên hợp các phương cường giả thành lập liên minh thế lực. Cái thế lực này có Diệp Quân Lâm đã từng người quen, Tu La Chiến Thần cùng Phiền Thắng Nam vân vân. Thời đại này tiến đến về sau, trước kia nội tình không sai võ đạo thế gia ra tới càng có xác suất cất cánh, lại càng dễ nổi tiếng. Tu La Chiến Thần cùng Phiền Thắng Nam bọn hắn cũng nhận được các loại kỳ ngộ, trở thành thế gian này cường giả đỉnh cao. Bọn hắn càng là liên hợp sắp xếp Đại Hạ Minh. Đứng hàng Đại Hạ thập đại đỉnh tiêm thế lực. Thậm chí có thể nói như vậy, thập đại thế lực bên trong, Đại Hạ Minh là đối Diệp Vô Đạo uy hiếp lớn nhất.
Chẳng qua một khi Diệp Vô Đạo có được thiên kiếm, thập đại thế lực sẽ không còn là uy hiếp. Sau đó, đế vương tổ chức xuất hiện. Đây là chư thần phòng thí nghiệm biến mất về sau, cái thứ nhất thay thế nó vị trí. Các phương diện đều cùng chư thần phòng thí nghiệm rất tương tự. Lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, có được đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật, nắm giữ lấy siêu cấp lực lượng cường đại cùng kinh tế. Sau đó không lâu, Tam Hưng tập đoàn cũng xuất hiện. Chính bọn hắn phát triển cũng rất nhanh, lại có Mã Nhã công nghiệp làm chỗ dựa, một lần trở thành quốc tế đỉnh tiêm thế lực. Mã Nhã công nghiệp đại biểu cũng lập tức xuất hiện. Toàn thế giới các phe thế lực lớn một cái tiếp một cái xuất hiện. Giữa sân tiếng kinh hô không ngừng. Nhìn thấy dạng này từng vị cường giả xuất hiện. Rất nhiều trong lòng người lạnh một nửa. Lúc đầu tất cả mọi người là hướng về phía nhặt nhạnh chỗ tốt đến, vạn nhất liền rơi trong tay mình đây. Nhưng hôm nay nhiều cường giả như vậy hoành ra, bọn hắn là một chút xíu cơ hội đều không có. Có thể nói như vậy, lần này thiên kiếm xuất thế, thần bảng gần như một nửa cường giả đến. Cái này còn thế nào chơi? Những người khác có cơ hội? Không có khả năng. Soạt. Mau nhìn. Chấm. Bỗng nhiên giữa sân bầu không khí đại biến, mọi người nhao nhao kinh hô lên. Hóa ra là huyết tộc tứ đại huyết tổ cùng đi. Bọn hắn đến để rất nhiều người e ngại. Dù sao thiên kiếm là truyền tới có thể khắc chế vũ khí của bọn hắn. Bọn hắn tất nhiên sẽ đến cướp đoạt. Mau nhìn, nữ ma đầu Lý Tử Nhiễm. Nàng vậy mà đến rồi. Sau đó có người nhìn thấy Lý Tử Nhiễm xuất hiện. Nhao nhao lên tiếng kinh hô. Lý Tử Nhiễm 3 năm này danh khí quá cao, nàng vừa xuất hiện, gây nên sóng to gió lớn. Thánh kinh tổ chức những cường giả khác tuyệt không cùng Lý Tử Nhiễm cùng lúc xuất hiện. Bọn hắn đều giấu ở âm thầm. Dù sao 3 năm này, thánh kinh tổ chức tuyệt không ra mặt qua. Trước kia bọn hắn liền cực kỳ khiêm tốn, trừ chư thần phòng thí nghiệm cùng Diệp Quân Lâm bên ngoài, không ai chú ý qua bọn hắn. Đến mức hiện tại cũng không có mấy người biết thánh kinh tổ chức. Hiện tại bọn hắn lấy Lý Tử Nhiễm hấp dẫn lực chú ý, sau đó còn lại cường giả sẽ cùng đi ra ngoài kích. Lý Tử Nhiễm vừa xuất hiện, quả nhiên giữa sân phần lớn thế lực phần lớn người đều tức giận đến nghiến răng. Phần lớn thế lực đều cùng Lý Tử Nhiễm có cửu hận bất cộng đái thiên. Cho nên vừa thấy được nàng, đều là bốc lên trùng thiên nộ diễm. Hận không thể đem Lý Tử Nhiễm rút gân lột ra. 3 năm này Hắc Ám Thượng Đế lợi dụng Lý Tử Nhiễm giết rất nhiều người, dựng nên cái này đến cái khác địch nhân. Có thể nói như vậy, Lý Tử Nhiễm là thời đại này dựng nên cửu nhân nhiều nhất một cái. Những người này nhìn thấy nàng hận không thể lập tức giết. Tiểu tổ, Lý Tử Nhiễm đến rồi. Diệp Lăng Thiên bọn hắn lập tức nhìn về phía Lý Tử Nhiễm. Diệp Vô Đạo nhìn Lý Tử Nhiễm liếc mắt, tốt, ta biết, đợi chút nữa cầm tới thiên kiếm về sau, cái thứ nhất cầm nàng tế kiếm. Các ngươi xem trọng, tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi. Diệp Vô Đạo lại căn dặn vài câu. Kỳ thật ở đây phần lớn thế lực đều là giống nhau. Đều muốn giết chết Lý Tử Nhiễm. Có chút là muốn lấy được thiên kiếm sau giết chết Lý Tử Nhiễm. Có chút là nghĩ tại cướp đoạt thiên kiếm quá trình bên trong tru sát Lý Tử Nhiễm. Chấm. Chẳng qua mọi người mục đích rất thống nhất, trừ tranh đoạt thiên kiếm về sau, tru sát Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm ngươi rốt cục đến rồi. Lần này ngươi còn muốn cướp đoạt thiên kiếm. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên sách thiếu soái chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tử Nhiễm. Ta có không có nói qua, ngươi lại tiến vào đại hạ ta tất sát ngươi. Đây là ngươi tự tìm. Hôm nay, ngươi còn sống không thể rời đi đại hạ. Văn Lôi bọn hắn ánh mắt phức tạp. Đối đầu Lý Tử Nhiễm thật để bọn hắn rất khó khăn. Giết cũng không phải. Thả đi cũng không được. Về công về tư rất khó khăn. Đợi chút nữa bọn hắn là giết Lý Tử Nhiễm đâu. Vẫn là trợ giúp nàng chạy trốn đâu. Làm thế nào đều không được. Lý Tử Nhiễm không nói gì. Vừa vặn nàng hôm nay cũng không có ý định còn sống ra ngoài. Nàng muốn đều giết sạch còn lại tất cả cửu nhân. Liếc mắt qua, đều là dối trá cửu nhân. Giết. Toàn bộ giết sạch. Lại giúp sư phụ cầm tới thiên kiếm. Nàng cũng đáng. Ma ma. Chỗ tối quân quân nhìn thấy Lý Tử Nhiễm, thần sắc kích động lên. Nàng kém chút lớn tiếng kêu đi ra. Nếu không phải những năm này tại thiên sách phủ tâm cảnh tu luyện đủ sâu, sợ là quân quân nhìn thấy Lý Tử Nhiễm một khắc này đã sớm khống chế không nổi. Nàng bây giờ có thể nhìn ra Lý Tử Nhiễm rõ ràng có vấn đề.
mà lại nàng muốn đi ra ngoài cùng Lý Tử Nhiễm nhận nhau, đoán chừng ta sẽ chọc cho ra phiền toái không nhỏ ra tới. Nàng muốn khống chế lại. Chờ một hồi hãy nói. Cái này nhưng làm chỗ tối mấy vị lão tổ tông khó xử xấu. Làm sao bây giờ, nếu như đợi chút nữa Quân Quân mẫu thân xảy ra chuyện, chúng ta phải chăng muốn xuất thủ? Nữ tổ tông đưa ra một cái sắc bén vấn đề. Cái này, mấy vị khác tổ tông cũng đều sửng sốt. Bọn hắn bởi vì thân phận cùng cái nhìn đại cục tổng hợp suy xét đến xem, rất khó khăn. Chúng ta chỉ án chiếu Quân Quân an nguy đến xem, những người khác cùng chúng ta không quan hệ. Chỉ có Quân Quân gặp phải nguy hiểm chúng ta mới có thể ra tay. Đây là chúng ta sau khi ra ngoài thương lượng ra phép tắc. Không thể phá. Có người nói. Nhưng đây là Quân Quân mẫu thân, nếu là nàng xảy ra chuyện, Quân Quân được nhiều thương tâm. Nữ tổ tông lắc đầu, kia chỉ có thể nói là Quân Quân vận mệnh như thế. Chúng ta còn kia bảo hộ Quân Quân an nguy, cái khác đều mặc kệ. Đúng, Quân Quân nhận nguy hiểm, chúng ta nhất định phải ra tay. Dù là Diệp thị cổ tộc cũng không được. Tốt, minh bạch. Mọi người nhao nhao đều gật gật đầu. Nguyên tắc không thể biến. Những người khác xảy ra chuyện, dù là Quân Quân khóc đến lớn tiếng đến đâu, bọn hắn cũng không xuất thủ. Cường giả Hoành gia, đem nơi này súng lại cực kỳ chặt chẽ, khắp nơi đều có. Sau đó chí dương khí tức càng ngày càng thuần túy, thiên kiếm lập tức sẽ ra tới. Một bên khác, Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần hai người một đường đi ngang qua. Đi qua đã từng 18 lớn hắc ám thiên sứ dẫn bọn hắn đi qua địa phương. Đoạn đường này hoang tàn vắng vẻ. Trên cơ bản cùng 3 năm trước đây không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là đi vào chùa túi quốc lân cận, Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần liền biết 3 năm này thế giới lớn thay đổi. Cường giả rất rất nhiều. Nguyên bản bị huyết tổ trấn áp không thể làm gì chùa túi quốc bây giờ cường giả san sát, khắp nơi đều là. Diệp Quân Lâm hiện tại cảm giác khoa trương một điểm nói. Đến nhìn rõ vạn vật tình trạng. Hắn nhắm mắt lại cảm giác. Phảng phất toàn bộ chùa túi quốc đô tại trong cảm nhận của hắn. Nhất là năng lượng chấn động đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Mỗi người, mỗi cái sinh vật đều tản ra bao nhiêu năng lượng. Diệp Quân Lâm là lấy năng lượng bao nhiêu để phán đoán có phải là cường giả. Cứ như vậy một cảm giác, là hắn biết thời đại này biến. Cường giả nhiều lắm. Có lẽ 3 năm trước đây mình tại bây giờ thời đại này, thật tính không được cái gì. Gặp được một ít chuyện đoán chừng cũng là bất lực. Nhưng 3 năm qua đi, toàn thế giới đều đang đại phát triển thời điểm, Diệp Quân Lâm mạnh lên càng nhanh, đến tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng một loại hoàn cảnh. Tiếp tục tại chùa túi quốc xuyên qua. Diệp Quân Lâm hai người còn gặp được một chút không có mắt đến gây sự. Chẳng qua không cần Diệp Quân Lâm ra tay, Hỏa Vân Tà Thần liền có thể thu thập bọn họ. Nói đến, cái này chuột túi quốc còn thiếu ta một cái ân tình đâu. Có cơ hội để bọn hắn trả lại. Diệp Quân Lâm ân oán rõ ràng. Những cái này đều nhớ đâu. Rất nhanh, tại tiếp xúc đến một ít chuyện sau. Diệp Quân Lâm bọn hắn đối thời đại này hiểu rõ 7-8 phần. Cũng biết lập tức là thiên kiếm xuất thế thời gian, các phương đều tụ lại. Hắn cũng biết Lý Tử Nhiễm sự tình. Sợ đây chính là hắc ám thượng đế âm mưu. Hắn vốn là muốn đem ta tôi luyện thành cỗ máy giết người a. Nhưng về sau các loại nguyên nhân không thành công, thậm chí đem ta nhốt vào hắc ám lao lung cũng không thành công. Diệp Quân Lâm biết đại khái hết thảy. Hỏa Vân Tà Thần cũng cả giận nói, cái này người đáng chết. Đi, nhanh đi đại hạ. Diệp Quân Lâm mang theo Hỏa Vân Tà Thần hướng đại hạ phi nước đại. Chấm. Tại thiên kiếm xuất thế trước, ta chỉ nói câu nào. Mọi người lẫn nhau tranh đoạt không quan trọng, nhưng ai nếu là uy hiếp được đại hạ chút nào, ta thiên sách phủ tuyệt đối giết chi. Thiên sách thiếu soái âm thanh lạnh lùng nói. Sau khi nghe xong, đám người bắt đầu chờ đợi. Răng rắc, băng nguyên bắt đầu lớn diện tích vỡ vụn. Từng đạo cực nóng khí tức oanh kích, bay thẳng thiên khung. Giữa không trung truyền đến đạo đạo sấm rền. Thiên kiếm muốn ra tới. Mọi người đã cảm nhận được thiên kiếm kia khinh người khí tức. Quá mạnh, kích động, khẩn trương. Mỗi người đều đang mong đợi. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển về sau, băng nguyên triệt để sụp đổ, thiên kiếm tự thân bạo phát đi ra cực nóng khí tức nháy mắt sấy khô hết thảy hơi nước. Chỗ sâu thiên kiếm rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời. Ra tới, muốn ra tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người cùng như bị điên, hướng sụp đổ hố to nhảy đi xuống tranh đoạt thiên kiếm.
Lý Tử Nhiễm cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Hóa thành một luồng ánh sáng nháy mắt biến mất. Ngươi còn muốn tranh đoạt thiên kiếm. Tiếng nói vừa dứt, từng vị trí cường giả liên tiếp nhảy vào trong hố lớn. Đại hạ thập đại thế lực trừ Diệp tộc, cũng toàn bộ nhảy vào. Đế Vương tổ chức, Mã Nhã công nghiệp, Tam Hưng tập đoàn, chấm, tứ đại huyết tổ cũng toàn bộ vọt xuống dưới. Không chỉ có như thế, chỗ tối giấu thật lâu các cường giả cũng kìm nén không được. Từng cái tranh nhau chen lấn nhảy vào trong hố lớn, sợ lạc hậu người khác một bước. Khống Tràng Thiên Sách thiếu soái để dưới trướng tất cả cường giả đều chuẩn bị kỹ càng. Tính cả Côn Luân công nghiệp các đại cường giả cũng canh giữ ở các nơi. Nơi này là hắn thế giới, Thiên Sách thiếu soái muốn một mực khống chế lại. Một bên khác Diệp Vô Đạo cũng không chút hoang mang. Cái thứ nhất cầm tới không nhất định có thể mang đi thiên kiếm. Ta chờ bọn hắn đánh mệt mỏi lại ra tay. Diệp Vô Đạo phách lối nhìn thoáng qua Thiên Sách thiếu soái. Bọn hắn lẫn nhau trong mắt, mới là đối thủ. Cái khác mặc dù toàn thế giới các thế lực lớn các đại cường giả, thần bảng cường giả đến một nửa. Nhưng hai người đều không để vào mắt. Uy hiếp lớn nhất đều là tại sau cùng. Băng nguyên sụp đổ lớn trong hố sâu, nháy mắt hàng trăm hàng ngàn người nhảy vào trong đó. Hố sâu ước chừng 3.000 mét sâu. Theo lý mà nói càng hướng xuống càng lạnh. Người nháy mắt bị đông cứng thành băng côn, 2-3 ngàn mét chỗ sâu càng là không cách nào tưởng tượng rét lạnh. Nhưng bây giờ càng hướng xuống càng nóng, phảng phất đang tới gần mặt trời. Rất nhanh, mọi người đã thấy phía dưới phát ra hào quang chói sáng. Thiên kiếm. Lý Tử Nhiễm đã thấy thiên kiếm. Oanh. Lý Tử Nhiễm tiến lên, muốn bắt lên thiên kiếm. Nhưng thiên kiếm phía trên phát ra cực nóng khí tức làm nàng bị thương đánh lui. Nhìn xem bị đốt bị thương trong lúc nhất thời không cách nào phục hồi như cũ tay. Lý Tử Nhiễm đều chấn kinh. Xuy, 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 chấm. Cái khác chúng cường giả đi bắt thiên kiếm, đều bị đốt bị thương. Căn bản tiếp cận không được. Thiên kiếm chung quanh mấy chục mét bên trong đều không thể tiếp cận. Nhất là thiên kiếm còn khắc chế huyết tộc, làm tứ đại huyết tổ đến gần thời điểm, thiên kiếm chí dương khí tức đối với huyết tổ đốt bị thương càng đáng sợ. Tứ đại huyết tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mắt trợn tròn. Gần như tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không ngớt kiếm chung quanh đều không thể tiếp cận, chớ đừng nói chi là lấy đi thiên kiếm. Chấm. Sau đó không ngừng có cường giả nếm thử, đều bị thiên kiếm khí tức đốt bị thương bức lui. Lại thiên kiếm khí tức càng ngày càng mạnh. Nếu là cưỡng ép lấy đi thiên kiếm, đoán chừng sẽ bị thiên kiếm chí dương khí tức xé rách. Cái này tương đương với không khác biệt công kích. Ai cũng không thể thừa nhận. Ta minh bạch, thiên kiếm bị phong ấn ở nơi này quá lâu. Như hôm nay kiếm giải phong, khí tức toàn bộ triển khai. Đây cũng là thiên kiếm mạnh nhất thời khắc, chỉ là khí tức chúng ta đều không thể thừa nhận. Có người nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ thiên kiếm khí tức yếu đi lại lấy? Đúng, chỉ có thể dạng này. Chờ thiên kiếm khí tức yếu đi mới có thể. Cưỡng ép điều khiển thiên kiếm, trừ phi là so thiên kiếm mạnh. Nhưng tại trận gần như không có người có thể. Chấm. Lý Tử Nhiễm bắt đầu gấp. Vô luận như thế nào nàng đều muốn thay ân sư cầm tới thiên kiếm. Đúng vào lúc này, bên cạnh nàng xuất hiện một thân ảnh. Minh Tà Thần. Trước đó Hắc Ám Thượng Đế phái ra Thánh Kinh tổ chức gần như tất cả cường giả, nhưng duy chỉ có Minh Tà Thần lưu lại. Bởi vì có tác dụng khác. Hiện tại chính là Minh Tà Thần thể hiện tác dụng thời điểm đến. Hắn đưa cho Lý Tử Nhiễm một con đặc chế găng tay. Cái bao tay này là Hắc Ám Thượng Đế hấp thu địa đao đến ngầm trí âm khí lưu luyện chế mà thành. Chuyên môn dùng để lấy đi thiên kiếm. Có được địa đao Hắc Ám Thượng Đế so với ai khác đều thanh sở thiên kiếm. Muốn lấy đi thiên kiếm, Lý Tử Nhiễm loại cường giả cấp bậc này nhất định phải dựa vào cái tay này bộ tiêu trừ thiên kiếm chí dương khí tức. Dạng này khả năng cầm tới thiên kiếm. Lý Tử Nhiễm kịp phản ứng về sau. Lập tức đeo lên găng tay đi bắt thiên kiếm. Đồ đần sao, muốn đối cứng thiên kiếm. Mọi người nhìn thấy Lý Tử Nhiễm đi bắt thiên kiếm, đều cho rằng nàng điên, nàng muốn bị thiên kiếm chí dương khí tức vỡ vụn. Cùng ngày kiếm chí dương khí tức đánh phía Lý Tử Nhiễm thời điểm, găng tay phát huy tác dụng. Đến ngầm chí âm khí tức bộc phát, âm dương dung hợp, nháy mắt thiên kiếm uy hiếp liền vô dụng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Tử Nhiễm một cái rút ra thiên kiếm. A, à, cái này. Tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lý Tử Nhiễm làm được rồi. Rút.
Nhận được mệnh lệnh, Lý Tử Nhiễm lập tức phóng tới mặt đất. Đừng để hắn chạy, đừng để thiên kiếm rơi vào trong tay nàng a. Mọi người dần dần kịp phản ứng, lập tức đuổi theo. Còn có một bộ phận người ngăn cản Lý Tử Nhiễm. Kẻ ngăn ta chết. Lý Tử Nhiễm trực tiếp sử dụng thiên kiếm. Thiên kiếm chí dương kiếm khí oanh ra, trước mắt ngăn trở cả đám trực tiếp hóa thành xương máu khí. Phải biết những người này đều là cường giả. Thiên kiếm quá khủng bố. Mọi người đều bị thiên kiếm uy lực rung động đến. Trước đó truyền thiên kiếm uy lực như thế nào, đều là nghe nói cùng tưởng tượng. Nhưng lúc này đây mọi người trực quan cảm nhận được thiên kiếm uy lực. Vừa rồi ngăn cản Lý Tử Nhiễm mười mấy tên cường giả. Nếu là Lý Tử Nhiễm không có thiên kiếm tình huống dưới, muốn giết chết tối thiểu phải mười mấy phút. Nhưng có được thiên kiếm, Lý Tử Nhiễm một kiếm miểu sát mười mấy người. Cái này để người ta quá mừng rỡ. Cũng càng phát ra kiên định đám người cướp được thiên kiếm quyết tâm. Không lớn không gian bên trong, từng chàng chém giết tại tiếp tục. Mỗi người đều như bị điên. Chẳng qua Lý Tử Nhiễm tay cầm thiên kiếm, lại có thánh kinh tổ chức các đại cường giả âm thầm bảo vệ dưới, từng bước một từ lỗ lớn huyệt giết ra ngoài. Lý Tử Nhiễm sử dụng thiên kiếm càng ngày càng thuần thục, uy lực càng ngày càng kinh người. Thiên kiếm đến Lý Tử Nhiễm trong tay, để nàng trực tiếp lên cao một cái cấp bậc. Cái này vẫn là không có lẫn nhau dung hợp tình huống dưới. Muốn chân chính có thể sử dụng thiên kiếm, uy lực có thể nghĩ. Các phương đại năng lần lượt xung kích cướp đoạt. Thế nhưng là đều không chiếm được chỗ tốt. Tứ đại huyết tổ thậm chí bị Lý Tử Nhiễm đả thương. Chấm. Trên mặt đất, Thiên Sách thiếu soái cùng Diệp Vô Đạo bọn hắn đều đang đợi. Thậm chí chỗ tối còn có mấy trăm vị cường giả cũng đang đợi. Bọn hắn không có một mạch toàn xông đi vào. Dù sao người đầu tiên xông vào, không nhất định có thể mang đi. Cũng phải nhìn đúng thời cơ. Thiên Sách thiếu soái cùng Diệp Vô Đạo đứng tại cửa hang, hai người liếc nhau, cười nói, người đoán xem là ai có thể lấy đi thiên kiếm ra tới. Sẽ không là Lý Tử Nhiễm a? Hai người đồng thời đoán là Lý Tử Nhiễm. Oanh! Sau một khắc, Lý Tử Nhiễm phóng lên tận trời. Quả nhiên là, ngăn lại hắn. Thiên Sách thiếu soái cùng Diệp Vô Đạo đồng thời vọt lên. Hai người phân biệt dùng một quyền cưỡng ép oanh kích Lý Tử Nhiễm. Muốn chạy trốn Lý Tử Nhiễm mạnh mẽ áp xuống tới. Tứ đại thần tướng, Thiên Sách phủ cường giả, Côn Luân công nghiệp cùng Thiên Sách thiếu soái an bài cường giả đồng loạt ra tay. Diệp tộc cường giả cũng ra tay. Bọn hắn gắt gao đem Lý Tử Nhiễm ngăn lại, ngăn trở nàng chạy trốn bất luận cái gì lộ tuyến. Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm trong tay thiên kiếm. Lúc này còn thừa núp trong bóng tối các cường giả toàn bộ nhịn không được. Từng cái toàn giết ra tới. Hướng về phía Lý Tử Nhiễm mà đi. Rất nhanh, nhảy vào băng nguyên chỗ sâu những cường giả kia cũng toàn bộ lao ra. Trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn. Hơn mấy ngàn vạn cường giả tại chém giết lẫn nhau. Mặc dù nói thiên kiếm là khoai lang bỏng tay, Lý Tử Nhiễm cầm nó nhất định dẫn tới công kích mạnh nhất. Có thể nói trắng rồi, đều là một đám người ô hợp. Đều nghĩ mình đạt được, mỗi người đều có ý tưởng. Hơn ngàn cường giả cùng một chỗ cướp đoạt đồ vật, cũng không phải là đoàn kết tụ tập lại lực lượng. Đều là cá thể. Trong lúc nhất thời đối Lý Tử Nhiễm thật đúng là không thể làm gì. Ngược lại để Lý Tử Nhiễm tay cầm thiên kiếm giết cái thoải mái. Biết mình tạm thời không cách nào rời đi. Cho nên Lý Tử Nhiễm tìm tới cựu địch báo thù. Trong lúc nhất thời giết đến chia năm xẻ bảy. Diệp Vô Đạo, Thiên Sách thiếu soái những cái này cũng là từng người tự chiến. Cảm giác khắp nơi đều là địch nhân, căn bản giết không hết. Chớ đừng nói chi là tiếp xúc đến Lý Tử Nhiễm trong tay thiên kiếm. Chấm. Mạnh, không hổ là so sánh ta đông đảo yêu đao thôn chính đại hạ thiên kiếm. Đầy đủ mạnh. Nơi xa trên đỉnh núi, mấy thân ảnh đang đứng. Cầm đầu người trẻ tuổi tán dương. Hắn là đến từ đông đảo cường giả. Cũng là gần 2 năm mới xuất hiện. Là đông đảo cổ xưa thế lực đại biểu. Trên thân có một cái so sánh đại hạ thiên kiếm yêu đao thôn chính. Hắn cực kỳ khủng bố. Thần bảng trước ba. Hắn kỳ thật sớm ngay ở chỗ này. Chỉ chẳng qua lần này đến đại hạ, hắn cũng không phải tới tranh đoạt thiên kiếm, chỉ là muốn nhìn một chút thiên kiếm uy lực. Giống hắn dạng này cường giả còn tại mấy vị. Đều là đang âm thầm quan sát, chỉ là muốn nhìn một chút thiên kiếm uy lực. Quân Quân cũng là đang âm thầm quan sát. Lý Tử Nhiễm không có xuất hiện nguy hiểm. Nàng sẽ không xuất thủ. Trước hết để cho thiên kiếm rời đi.
Lúc này Thánh Kinh tổ chức cường giả muốn để Lý Tử Nhiễm mang thiên kiếm rời đi. Bọn hắn mạnh mẽ giết ra một cái lỗ hổng tới. Hiện tại các phương hỗn chiến, nhìn như cường giả như mây, đều không đoàn kết, ý nghĩ khác nhau. Bởi vậy Thánh Kinh tổ chức rất dễ dàng mở ra một cái lỗ hổng tới. Lý Tử Nhiễm nhìn thoáng qua cửu nhân nhóm, dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. Thấy thế, Thiên Sách thiếu soái cao giọng nói, các vị bây giờ không phải là chúng ta lẫn nhau đánh thời điểm. Chúng ta hẳn là đoàn kết lại, trước từ nữ ma đầu trên tay đem thiên kiếm đoạt lại. Chúng ta lại tranh đoạt chúng ta. Thiên Sách thiếu soái lời nói này, đám người là nhất hô bách ứng. Đúng, thiên kiếm có thể rơi vào bất luận kẻ nào trong tay. Nhưng tuyệt đối không thể rơi vào Lý Tử Nhiễm trong tay. Mọi người trước từ Lý Tử Nhiễm trong tay đem thiên kiếm đoạt lại. Tất cả chúng ta muốn đoàn kết một điểm, trước hết giết Lý Tử Nhiễm đoạt thiên kiếm. Chấm. Dù là Diệp Vô Đạo cũng tương ứng cái này đề nghị, mọi người chú ý, trong chúng ta có Lý Tử Nhiễm đồng bạn đang trợ giúp. Chính chúng ta không thể lại đánh Lý Tử Nhiễm liền phải chạy. Lên. Cùng một chỗ. Chấm. Liên thủ. Ở đây trừ Lý Tử Nhiễm cái này phương ngoại, còn lại trên cơ bản đều liên thủ. Mấy ngàn hơn vạn cường giả cùng một chỗ ép hướng Lý Tử Nhiễm bọn hắn. Lần này Lý Tử Nhiễm áp lực một chút liền tăng lớn. Cứ việc có thiên kiếm gia trì, nhưng một lần tính đối mặt rất nhiều cường giả. Nàng dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là Diệp Vô Đạo cùng Thiên Sách thiếu soái. Hai vị này người ở bên ngoài nghĩ đến, vô luận như thế nào cũng sẽ không hợp tác. Nhưng thời khắc này, bọn hắn vậy mà liên thủ. Cái này đoán chừng là Hắc Ám Thượng Đế đều không nghĩ tới. Hắn liệu chuẩn hết thảy, bố cục tốt hết thảy. Duy chỉ có không nghĩ tới hai vị này hội hợp làm liên thủ. Oanh! Oanh! Chấm! Diệp Vô Đạo cùng Thiên Sách thiếu soái một trước một sau công kích Lý Tử Nhiễm. Phốc! Cứ việc Lý Tử Nhiễm siêu cấp cường đại, nhưng đối mặt hai người này đồng thời công kích. Nháy mắt bị thương. Ba! Hắn lại bị Thiên Sách phủ tứ đại thần tướng làm bị thương, trong tay thiên kiếm nháy mắt bay ra ngoài. Lập tức, mấy ngàn cường giả đều vọt tới. Chỉ thấy Thiên Sách thiếu soái nhếch miệng lên, cười thần bí. Giờ khắc này, mấy ngàn cường giả bỗng nhiên cảm giác được cái này khu vực khí tràng biến. Bọn hắn cảm nhận được nặng như vạn quân uy áp mang theo, hành động, ra tay đều bị hạn chế. Sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Tất cả đều nhận hạn chế. Ha ha ha. Thiên Sách thiếu soái cười. Nơi này đã từng là hắn bế quan đều địa phương, hắn quen thuộc hết thảy, cũng có thể trưởng khống nơi này khu vực. Đây là hắn thế giới, hắn có thể khống chế hết thảy. Liên Diệp Vô Đạo cũng nhận hạn chế. Chậm một bước. Ba. Thiên Sách thiếu soái đem thiên kiếm chộp trong tay. Những người khác còn muốn tranh đoạt, Thiên Sách phủ cùng Côn Luân công nghiệp còn có đại hạ đỉnh tiêm thế lực toàn bộ bảo hộ ở Thiên Sách thiếu soái trước người. Kỳ Lân Thanh Long bọn hắn cũng nguyện ý thủ hộ. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy từng màn giết chóc. Cái này thiên kiếm liền cùng không rõ chi vật đồng dạng, có thể tạo thành rất nhiều giết chóc. Còn không bằng tại Thiên Sách thiếu soái trong tay. Thỏa mãn hắn tư dục cũng không thành vấn đề. Chí ít hắn có thể càng mạnh, càng có thể thủ hộ đại hạ. Ngươi! Diệp Vô Đạo không nghĩ tới tại nơi này bị hạn chế, hắn phẫn nộ trừng mắt Thiên Sách thiếu soái. Ha ha ha, các ngươi nghĩ quá nhiều. Thiên kiếm là ta đại hạ, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Nơi này là ta bế quan chi địa, không có người so ta quen thuộc hơn nơi này. Ở đây không ai sẽ là ta đối thủ. Thiên Sách thiếu soái cười lớn. Lần này tất cả mọi người trầm mặc. Mặc dù người người đều muốn lấy được thiên kiếm. Nhưng vừa vặn Thiên Sách thiếu soái đối với nơi này khống chế, tất cả mọi người cảm nhận được. Tăng thêm Thiên Sách thiếu soái bên người có quá nhiều người thủ hộ. Trong lúc nhất thời thật không có cách nào. Bỗng nhiên Thiên Sách thiếu soái nhìn về phía Lý Tử Nhiễm lớn tiếng nói, ta cầm tới thiên kiếm chuyện thứ nhất, chu sát nữ ma đầu Lý Tử Nhiễm. Để Lý Tử Nhiễm không nghĩ tới chính là Thánh Kinh tổ chức người khác đã lặng lẽ chạy đi. Đưa nàng một thân một mình vứt bỏ ở đây. Đồng ý, trước hết giết Lý Tử Nhiễm, thiên kiếm sự tình chúng ta đằng sau lại nói. Diệp Vô Đạo cái thứ nhất đứng ra duy trì. Lý Tử Nhiễm trượng phu Diệp Quân Lâm xúc phạm ta Diệp thị cổ tộc gia quy. Diệp Quân Lâm biến mất, liền từ Lý Tử Nhiễm đến tiếp nhận gia quy. Ta lấy Diệp thị cổ tộc danh nghĩa trừng phạt Lý Tử Nhiễm, chết. Diệp Vô Đạo cao giọng nói. Cái này trong lúc mấu chốt, hắn ngược lại không gấp.
Cứ việc Thiên Sách thiếu soái đối nơi này có trưởng khống, những người khác thực lực giảm đi nhiều. Nhưng mọi người làm sao lại từ bỏ đối thiên kiếm tranh đoạt? Thiên Sách thiếu soái ở nơi này là vô địch. Nhưng hắn không có khả năng cả một đời đều ở chỗ này a. Luôn có rời đi thời điểm a. Vừa rời đi, thiên kiếm lại có thể tranh đoạt. Hiện vào lúc này còn không bằng đem Lý Tử Nhiễm những người này giết. Ta cũng duy trì. Đại hạ đỉnh tiêm thập đại thế lực một cái tiếp một cái tỏ thái độ. Dù là có chút thế lực bao nhiêu cùng Lý Tử Nhiễm có quan hệ, cũng đều tỏ thái độ. Đồng ý. Đồng ý. Chấm. Ở đây các thế lực lớn nhao nhao tỏ thái độ, trước hết giết Lý Tử Nhiễm. Dù sao lần này tới nơi này hai cái mục đích, thiên kiếm cùng Lý Tử Nhiễm. Giết Lý Tử Nhiễm. Chấm. Giữa sân hơn vạn người nhao nhao hô hào muốn chu sát Lý Tử Nhiễm. Tốt, đã như vậy, ta lấy nàng máu đến tế thiên kiếm. Thiên Sách thiếu soái hô to một tiếng. Trong tay thiên kiếm phảng phất đạt được cộng minh, phát ra ông ông run giọng. Đáng sợ khí tức hủy diệt tràn ngập toàn trường. Làm cho tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Đây chính là thiên kiếm sao? Thèm. Tất cả mọi người thèm. Cảm nhận được thiên kiếm khí tức, Diệp Vô Đạo những cái này cơ hồ là đôi mắt bên trong tại tỏa ánh sáng. Lý Tử Nhiễm, hôm nay ta dùng thiên kiếm giết ngươi, để rửa soát tội danh của ngươi. Thiên Sách thiếu soái giơ lên thiên kiếm thẳng hướng Lý Tử Nhiễm. Giờ phút này, Lý Tử Nhiễm chỉ là rất nhỏ trọng thương, nàng vẫn là có lực đánh một trận. Dù sao nàng thế nhưng là thần bảng thứ 8. Đối mặt Thiên Sách thiếu soái mãnh liệt công kích, Lý Tử Nhiễm liều mạng một lần. Đem Hắc Ám Thượng Đế dạy cho nàng hết thảy đều thi triển đi ra. Thực lực cường đại lệnh ở đây tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, liền Diệp Vô Đạo đều híp mắt, một lần nữa dò xét Lý Tử Nhiễm. Hiển nhiên Lý Tử Nhiễm so mọi người trong tưởng tượng càng đáng sợ. Ở đây có hơn phân nửa người đều nghĩ trừ chi cho thống khoái, muốn giết thần bảng thứ 8 đến để thăng tự thân đều danh dự. Nhưng bây giờ Lý Tử Nhiễm thực lực chân chính bày ra về sau, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Rốt cục vẫn là đánh giá thấp Lý Tử Nhiễm. Nữ nhân này bạo phát, quả thực vô địch a. Thậm chí so tay cầm thiên kiếm vậy sẽ muốn càng mạnh. Vậy sẽ nàng chỉ là bằng vào thiên kiếm khí thế tới dọa bách, thực lực bản thân tuyệt không chiến hiện ra. Bây giờ triệt để bộc phát. Muốn giết nữ nhân này rất khó a. Diệp Vô Đạo rốt cuộc biết, vì sao Lý Tử Nhiễm sớm bị liệt vào nữ ma đầu, lại còn một mực còn sống. Nàng quá mạnh. Không có mấy người có thể giết chết nàng a. Những người khác cũng giống như vậy ý nghĩ. Nếu như một đối một, Thiên Sách thiếu soái thời gian ngắn rất khó giết chết Lý Tử Nhiễm. Nhưng vấn đề ở chỗ Thiên Sách thiếu soái đạt được thiên kiếm. Mà lại lúc trước hắn ở đây bế quan thời gian rất lâu, thụ thiên kiếm chí dương khí tức tẩm bổ. Hắn cùng thiên kiếm có nhất định liên hệ. So ở đây tất cả mọi người lại càng dễ sử dụng thiên kiếm, lại càng dễ phát huy ra thiên kiếm uy lực. Thiên Sách thiếu soái nhìn thấy Lý Tử Nhiễm mạnh như vậy, tại ương ngạnh chống cự. Hắn cũng giận. Bản thân hắn tu tập chính là chí dương công pháp, một thân chí dương chân khí bành trướng như biển. Kết hợp chí dương chi kiếm, trong lúc nhất thời như là thiên thần hàng thế, đại sát tứ phương. Từng đạo chí dương kiếm khí quét ngang Lý Tử Nhiễm. Làm Hắc Ám Thượng Đế đồ đệ, Lý Tử Nhiễm tu luyện chính là chí âm công pháp, học đều là hắc ám kỹ thuật giết người pháp. Nhưng đối mặt thiên kiếm cùng Thiên Sách thiếu soái lại bị khắc chế. Oanh! Thiên kiếm mới ra, Lý Tử Nhiễm lập tức bị chí dương kiếm khí đốt bị thương. Thiên Sách thiếu soái sử dụng đều là thẳng thắn thoải mái cương mãnh chiêu thức. Lý Tử Nhiễm trực tiếp bị áp chế, liên tiếp hộc máu. Oanh! Lại một đợt mãnh liệt thế công, Lý Tử Nhiễm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân trên dưới đạo đạo vết thương. Hết thảy nên kết thúc. Lý Tử Nhiễm bị đánh tới không còn cách nào khác, căn bản không còn khí lực đi phòng ngự cùng phản kích. Nằm ở nơi đó, chỉ có thể chờ đợi lấy tử thần đến. Nàng đã bỏ đi. Không có bất kỳ cái gì sống sót hy vọng. Đồng bạn của nàng đều đã bỏ đi nàng. Tại Thiên Sách thiếu soái đạt được thiên kiếm một nháy mắt, Hắc Ám Thượng Đế liền hạ lệnh để Thánh Kinh tổ chức tất cả mọi người rút lui, không tham dự nữa tranh đoạt, đem Lý Tử Nhiễm một người từ bỏ. Giá trị của nàng đã không có. Chấm. Thiên Sách thiếu soái cười lớn, sử dụng thiên kiếm về sau, hắn cảm thấy mình chính là không gì làm không được sát thần. Vô địch thiên hạ. Không ai cản nổi. Đám người cũng kiến thức đến thiên kiếm chân chính uy lực.
Cái này khiến Thiên Sách thiếu soái sức chiến đấu đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Diệp Vô Đạo bắt đầu trông mà thèm. Những người khác cũng đều trông mà thèm. Chết cũng phải tranh đoạt thiên kiếm. Không thể từ bỏ. Lý Tử Nhiễm đi chết đi. Thiên Sách thiếu soái cơ thiên kiếm, bổ về phía Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm đã nhắm mắt lại. Trừ những cái này dối trá địch nhân bên ngoài, chân chính giết chết Diệp Quân Lâm cửu địch cũng đều diệt đi. Chư thần phòng thí nghiệm cũng hủy diệt. Nàng có thể yên tâm đi tới gặp mặt Diệp Quân Lâm. Trời kiếm phong mang lộ ra. Muốn xé rách Lý Tử Nhiễm. Người người bắt đầu gieo hò. Cái này nữ ma đầu rốt cục muốn chết rồi. Thần bảng thứ 8 vẫn lạc. Tất cả mọi người là hướng về phía xem náo nhiệt đến. Văn Lôi, Chu Nam Yên, Kỳ Lân những người này muốn ra tay. Nhưng tứ đại thần tướng trở Thiên Sách phủ cường giả, gắt gao đem bọn hắn khống chế lại. Không cho bọn hắn cứu người cơ hội. Chị dâu, Kỳ Lân bọn hắn tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn Lý Tử Nhiễm muốn đi chết. Chẳng qua bởi vì Lý Tử Nhiễm là nữ ma đầu sự thật, bọn hắn kỳ thật có chút do dự. Thủ hộ Diệp Quân Lâm cùng người nhà của hắn không sai. Nhưng Lý Tử Nhiễm đều là tội nhân, đều là đại hạ kẻ thù chung. Chấm. Đây là bọn hắn mâu thuẫn căn bản. Thiên Sách phủ hôm nay muốn chấm dứt hết thảy. Trong tay thiên kiếm tuyệt sẽ không dừng lại. Tuyệt vọng lúc. Oanh. Đột nhiên một đạo bàng bạc khí kình oanh đến, đánh vào thiên kiếm phía trên. Cộc cộc cộc. Thiên Sách thiếu soái liên tiếp lui về phía sau, dưới chân dẫm ra một đạo lại một đạo vết rách tới. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lại còn có người có thể bước lui hắn. Ở đây những người khác cũng giống như vậy. Không tin lúc này còn sẽ có người cứu Lý Tử Nhiễm. Kỳ Lân bọn hắn hiện ra một vòng vui mừng đến, chẳng qua cũng đang tìm là ai xuất thủ. Ai? Thiên Sách thiếu soái cao giọng nói. Liền Lý Tử Nhiễm đều đang tìm kiếm là ai cứu mình. Lúc này, một đạo thân ảnh nhỏ bé xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một đứa bé. Nhìn thấy tiểu hài xuất hiện, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nơi này tiểu hài đều có thể xuất hiện. Vẫn là bức lui Thiên Sách thiếu soái tiểu hài. Khủng bố như vậy. Quân Quân, ngươi tới làm cái gì? Thiên Sách thiếu soái liếc mắt nhận ra là Quân Quân, hắn coi là Quân Quân lịch luyện đi phương xa. Không muốn chạy nơi này đến. Quân Quân nhìn hằm hằm hắn liếc mắt, không nói gì, trực tiếp đi vào Lý Tử Nhiễm trước mặt. Ma ma. Lý Tử Nhiễm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đem Quân Quân ôm vào trong ngực. Quân Quân. Nàng là bị ma luyện thành cỗ máy giết người không sai, gần như ma diệt tất cả tình cảm. Nhưng cũng không phải là mất hết tính người, Quân Quân tự nhiên nhận biết. Nghe được Thiên Sách thiếu soái nói ra Quân Quân thân phận, toàn trường chấn kinh. Vậy mà là Thiên Sách phủ vạn cổ không một tiểu thiên tài. Ta sớm nghe nói Thiên Sách phủ tiểu thiên tài rời núi lịch luyện. Không nghĩ tới là thật a. Chấm. Diệp Vô Đạo cẩn thận nhìn xem Quân Quân, đây chính là Diệp Quân Lâm hài tử sao. Diệp Lăng Thiên bọn hắn cũng là một mặt khác biệt, đều đã lớn như vậy rồi. Quân Quân vừa xuất hiện, Thiên Sách thiếu soái chau mày, người xuất hiện tại nơi này làm gì? Nhanh đi về, nơi này không phải ngươi nên đến. Quân Quân xuất hiện, hắn rất khó xuống tay a. Quân Quân phía sau mấy vị lão tổ tông hắn cũng kiêng kỵ a. Dù là hắn hiện tại chủ trưởng Thiên Sách phủ, nhưng mấy vị này tổ tông căn bản không nghe hắn. Có lẽ hắn lão tử đến, người ta sẽ cho mặt mũi. Quân Quân một mặt quật cường lắc đầu, không, ma ma không thể chết. Quân Quân sẽ không để cho ma ma chết. Ngươi, Thiên Sách thiếu soái càng phát ra làm khó. Thật chẳng lẽ muốn hướng Quân Quân ra tay? Phía sau nàng mấy vị kia lão tổ tông sẽ đáp ứng sao? Ngươi biết mụ mụ ngươi phạm sai lầm bao lớn sao? Nàng giết bao nhiêu người sao? Trên tay nàng dính bao nhiêu máu tươi sao? Thiên Sách thiếu soái hỏi. Quân Quân lắc đầu, mẹ ta nhất định là bị hãm hại. Nàng không phải là người như thế. Huống chi ta mặc kệ cái khác. Ta chỉ biết có ta ở đây, ma ma không thể chết. Chỗ tối mấy vị lão tổ tông vẫn là lo lắng lên. Bọn hắn dự đoán một màn vẫn là xuất hiện, Quân Quân cuối cùng vẫn là sẽ ra tay. Nếu như tiếp xuống loạn chiến lên, bọn hắn đến cùng muốn hay không ra tay. Chấm. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Vị này nữ ma đầu nữ nhi là Thiên Sách phủ đệ nhất thiên tài. Nguyên lai Thiên Sách phủ mới là ma đầu môi trường nuôi cấy đất a. Thật sự là chết cười ta, đường hoàng dối trá Thiên Sách phủ.
Thiên sách phủ các ngươi có phải hay không muốn bao che nữ ma đầu này? Chấm. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao hô to, cái này khiến thiên sách phủ mặt mũi mất hết. Cùng nữ ma đầu dính líu quan hệ. Quá mất mặt. Chẳng qua cứ như vậy, Lý Tử Nhiễm càng muốn giết. Dùng cái này đến rửa sạch thiên sách phủ mặt mũi. Các ngươi không muốn nói bậy. Đứa nhỏ này từ khi gia nhập thiên sách phủ, liền cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Mẫu thân của nàng như thế nào, cùng với nàng có quan hệ gì? Cùng ta thiên sách phủ có quan hệ gì? Ta lại tuyên bố một lần, nữ ma đầu này hôm nay phải chết, trong tay thiên kiếm nhất định chém đầu nàng, ai cũng ngăn cản không được. Thiên sách thiếu soái lập tức tỏ thái độ. Ha ha, đứa nhỏ này ngăn đón, ngươi dám không? Không dám đi, không dám đối nàng động thủ đi. Đám người cười nhạo nói. Ta có cái gì không dám? Dám can đảm ngăn trở ta giết Lý Tử Nhiễm người, chết. Thiên sách thiếu soái bị chọc giận. Hắn vừa bước ra một bước, Quân Quân ngăn ở trước người, nếu muốn giết mẹ ta, đánh trước bại ta. Oanh! Quân Quân trên thân phóng xuất đáng sợ khí tức, bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người trong lòng đều là siết chặt. Thiên sách thiếu soái vậy mà cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tiểu hài này dường như so Lý Tử Nhiễm mạnh. Trách không được mấy vị lão tổ tông sẽ thả nàng xuống núi lịch lãm. Hóa ra là nàng có đủ thực lực, mới bằng lòng thả nàng ra tới. Kiêng kỵ, thiên sách thiếu soái vẻ mặt nghiêm túc lên. Tại Quân Quân chưa xuất hiện trước, hắn nhưng là thiên sách phủ thực sự đệ nhất thiên tài. Hiện tại Quân Quân đem hắn tên tuổi đoạt, nếu không phải nhìn nàng là trẻ con, thiên sách thiếu soái đã sớm muốn thử xem. Cho tới bây giờ thiên sách thiếu soái mới hiểu được, hắn trước kia là xem thường. Cảm thấy là trẻ con không có coi trọng qua. Nhưng bây giờ phát hiện tiểu hài này quá mạnh. Thiên sách thiếu soái ngươi có dám hay không đem nàng giết? Lại đem Lý Tử Nhiễm giết rồi. Chấm. Mọi người bắt đầu giật dây kích động thiên sách thiếu soái. Nhưng đối mặt Quân Quân, thiên sách thiếu soái từ đầu đến cuối không có động thủ. Liền tứ đại thần tướng đều trầm mặc. Nếu như bọn hắn đối Quân Quân ra tay bị mấy vị kia lão tổ tông biết, bọn hắn hạ chàng không biết sẽ có bao nhiêu thảm. Cũng không dám. Thiên sách phủ bên này không có chút nào động tác. Ha ha ha, không dám đúng không? Đám người cười nhạo. Lúc này, Diệp Vô Đạo ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại đứa nhỏ này trở ngại thiên sách thiếu soái chu sát nữ ma đầu. Dù sao đứa nhỏ này là thiên sách phủ, bọn hắn không động thủ tình có thể hiểu. Hiện tại chúng ta liền phải hỗ trợ. Ta đến giúp ngươi một tay, đứa nhỏ này giao cho ta. Vừa vặn phụ thân nàng xúc phạm ta Diệp tộc gia quy. Ta đối nàng cũng có trừng phạt, ngươi đến giết Lý Tử Nhiễm. Diệp Vô Đạo đứng dậy. Thiên sách thiếu soái lộ ra nụ cười. Cái này nguy cơ rốt cục giải trừ. Hắn không thể đối Quân Quân động thủ, nhưng những người khác có thể a. Diệp Vô Đạo trực tiếp hung ác thẳng hướng Quân Quân. Lập tức liền cuốn lấy Quân Quân, đem Lý Tử Nhiễm triệt để bại lộ cho thiên sách thiếu soái. Chỗ tối tổ tông nhóm cũng bối rối. Tâm treo tại cổ họng. Lý Tử Nhiễm tình huống như thế nào bọn hắn không nghĩ quản, cũng không muốn biết. Nhưng Quân Quân mọi cử động dẫn động tới lòng của bọn hắn. Mỗi người đều khẩn trương đến cực hạn, hoảng sợ nhìn xem Quân Quân cùng Diệp Vô Đạo chiến đấu. Diệp Vô Đạo biết Quân Quân cường đại, cho nên ra tay chính là liệt chiêu, không có giữ lại chút nào. Quân Quân chỉ có thể lấy ra thật đồ vật đến chống đỡ. Mà lại nàng muốn bảo vệ mẫu thân. Cho nên chiến lực toàn bộ triển khai. Chấm. Nhìn xem Diệp Vô Đạo cùng Quân Quân siêu cấp chiến đấu. Tất cả mọi người chấn kinh. Đứa nhỏ này mạnh như vậy. Đối cứng Diệp Vô Đạo tôn đại thần này. Diệp Vô Đạo mạnh cỡ nào, toàn thế giới đều biết. Nhưng tiểu hài này không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cái này tất cả mọi người kinh đến. Nàng cùng Diệp Vô Đạo đối chiến đồng thời, còn có thể ẩn ẩn bận tâm đến Lý Tử Nhiễm. Càng làm cho người chấn kinh. Liền thiên sách thiếu soái trong lúc nhất thời đều nhìn ngốc. Không hổ là mấy vị lão tổ tông dạy dỗ đến, mạnh như vậy. Dựa theo điệu bộ này, Quân Quân có thể đồng thời đơn đấu hắn cùng Diệp Vô Đạo. Ngươi còn thất thần làm gì, đi giết Lý Tử Nhiễm a. Diệp Vô Đạo bất mãn nhắc nhở lấy. Kịp phản ứng thiên sách thiếu soái lập tức thẳng hướng Lý Tử Nhiễm. Nhưng Quân Quân như là phát điên, bước lui Diệp Vô Đạo về sau. Lại ngăn cản tại thiên sách thiếu soái trước mặt. Đáng sợ sức chiến đấu để người quả thực ngạt thở. Kinh ngạc đến ngây người. Không cách nào tưởng tượng.
Cái này thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa như thế lực lượng cường đại. Không hổ là thiên sách phủ vạn cổ không một thiên tài. Chấm. Chỗ tối mấy vị lão tổ tông lộ ra nụ cười vui mừng tới. Cuối cùng là nhìn thấy quân quân trưởng thành một mặt. Cũng không nhìn một chút là ai đồ đệ. Nữ tổ tông một mặt tự hào. Chấm. Trong lúc nhất thời quân quân ngăn cản Diệp Vô Đạo cùng thiên sách thiếu soái liên thủ công kích. Đương nhiên thiên sách thiếu soái có chút thu liếm, không dám chân chính đi đối quân quân xuống tay. Hắn nhưng không chịu nổi mấy vị tổ tông lửa giận a. Chấm. Các ngươi cũng nhanh lên, đồng loạt ra tay. Diệp Vô Đạo hô. Diệp tộc cường giả Diệp Lăng Thiên chi lưu kịp phản ứng, toàn bộ thẳng hướng quân quân. Diệp Lăng Thiên một nháy mắt minh bạch hết thảy. Diệp Vô Đạo giúp thiên sách thiếu soái ngăn lại quân quân, để hắn giết Lý Tử Nhiễm là một mặt. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là Diệp Vô Đạo nghĩ bắt quân quân, dùng cái này đến áp chế thiên sách phủ giao ra thiên kiếm. Vừa mới quân quân đối thiên sách phủ trọng yếu bao nhiêu, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Mạnh như thiên sách thiếu soái dạng này cuồng nhân, mảy may không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt hắn, nhìn thấy đứa nhỏ này, vậy mà không dám động thủ, toàn bộ thiên sách phủ đều tịt ngòi. Có thể thấy được đứa nhỏ này tại thiên sách phủ nội địa vị cao bao nhiêu. Một khi đưa nàng bắt, đến lúc đó thiên sách thiếu soái đổi cũng phải đổi, không đổi cũng phải đổi. Đây là cơ hội tốt nhất. Ai đạt được đứa nhỏ này, tương đương với đạt được thiên kiếm. Diệp Lăng Thiên cảm thán, không hổ là Diệp Vô Đạo, đầu óc chuyển thật nhanh. Sợ là liền thiên sách thiếu soái đều không có kịp phản ứng a. Diệp tộc cường giả ra tay về sau, trực tiếp ngăn cản quân quân. Chấm. Cái khác các thế lực lớn cũng một cái tiếp một cái thấy rõ sở thiên sách thiếu soái mục đích. Minh bạch bắt quân quân liền có thể đạt được thiên kiếm đạo lý. Chúng ta cũng tới, nhất định phải bắt đứa nhỏ này. Cái khác các cao thủ nhóm đều cùng như bị điên, bắt đầu gia nhập chiến đoàn, đi công kích quân quân. Bọn hắn muốn bắt quân quân. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn người công kích quân quân một cái. Lần này quân quân mạnh hơn, cũng không có cách nào bận tâm Lý Tử Nhiễm. Nàng tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng đi theo khẩn trương lên. Nguyên bản hắn nghĩ một người bắt quân quân, nhưng đứa nhỏ này thực lực quá mạnh, trong lúc nhất thời thật bắt không được. Hiện tại tốt, tất cả mọi người kịp phản ứng. Lần này bắt quân quân khó khăn. Thiên sách thiếu soái cũng kịp phản ứng, đám người này mục đích là bắt quân quân đến đổi trong tay hắn thiên kiếm. Chẳng qua hắn phản ứng chậm. Được rồi, trước hết giết Lý Tử Nhiễm a. Thiên sách thiếu soái tay cầm thiên kiếm thẳng hướng Lý Tử Nhiễm. Một kiếm đâm ra. Phốc phốc. Xuyên thấu thanh âm truyền đến, toàn trường chấn kinh. Một đạo huyết tiễn tiêu bắn. Lý Tử Nhiễm bị thiên kiếm đâm xuyên. Lần này nàng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mặc cho thiên kiếm đâm vào. Chẳng qua là vai phải bị đâm xuyên, máu tươi cốt cốt bốc lên. Oanh. Bỗng nhiên, Lý Tử Nhiễm đôi mắt bên trong nổ bắn ra hai đạo quang mang. Một trưởng đem thiên sách thiếu soái đánh bay ra ngoài. Phốc, thiên sách thiếu soái bị đánh tới hộc máu. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đều thoi thóp Lý Tử Nhiễm đột nhiên bộc phát ra loại thực lực này đến. Đây cũng quá khủng bố. Ở đây những người khác cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Bị Lý Tử Nhiễm tuyệt cảnh sức chiến đấu bộc phát chấn kinh đến. Quá yêu nghiệt, toàn gia đều mạnh như vậy. Trước kia là Diệp Quân Lâm. Hiện tại đến phiên thê tử của hắn cùng hài tử. Nếu là Diệp Quân Lâm còn sống, ta đoán chừng đều sẽ xấu hổ đến đâm chết a. Dù sao hắn ở thời đại này quá yếu, cần nhờ hai nữ nhân bảo hộ. Chẳng qua bây giờ Lý Tử Nhiễm lập tức sẽ chết rồi, Diệp Quân Lâm chỗ dựa đều không có. Có sao nói vậy, nếu như không có ra cái này sự tình, Diệp Quân Lâm trở lại, ở thời đại này cũng có thể sống rất khá. Cường đại như vậy lão bà cùng hài tử liền có thể bảo hộ hắn. Hắn một thế không lo a. Chấm. Đây là tất cả mọi người đối Diệp Quân Lâm một nhà đánh giá. Liền mấy cái tổ tông cũng cho rằng như vậy. Nếu như Diệp Quân Lâm ở đây, cái nhà này chính là quân quân cùng Lý Tử Nhiễm đang chọn đòn rông. Hắn chính là được bảo hộ nhân vật. Bọn hắn nhìn thấy quân quân cường đại, nhưng là bây giờ quân quân đối mặt mấy ngàn hơn vạn cường giả công kích. Trong đó không thiếu Diệp Vô Đạo dạng này siêu cấp cường giả, nàng đụng phải áp lực quá lớn quá lớn. Lo lắng. Khẩn trương. Nếu là quân quân có nguy hiểm, mấy vị lão tổ tông sợ là đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm, sợ quân quân nhận một điểm điểm tổn thương.
Mỗi người khẩn trương đến suốt mồ hôi, nắm đấm nắm thật chặt. Nếu là Quân Quân có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn phải tùy thời ra tay. Về phần Lý Tử Nhiễm bị bọn hắn xem nhẹ. Sống hay chết cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Chấm. Quân Quân nhìn thấy ma ma thụ thương, gào thét muốn tránh thoát mở những người trước mắt này. Nhưng cuối cùng cường giả nhiều lắm, nàng bất đắc dĩ a. Quân Quân một bên khóc, một bên chiến đấu. Lý Tử Nhiễm thời khắc cuối cùng bộc phát ra đáng sợ sức chiến đấu đến, lại còn muốn phản kích. Chẳng qua cái này cũng đem Thiên Sách thiếu soái triệt để chọc giận, tay hắn cầm thiên kiếm, uy lực bắn ra bốn phía, thẳng hướng Lý Tử Nhiễm. Rất nhanh Lý Tử Nhiễm liền chống đỡ không được. Trên thân chúng một kiếm, lại không đâm xuyên. Cái này, đây là, ta nhận ra, đây là năm ngoái tại phương Tây Châu Biển chết di tích bên trong khai quật ra bạch kim chiến giáp. Là cổ xưa phương Tây chủng tộc đế hoàng vô địch chiến giáp, cái gì đều đánh không thủng. Quả nhiên khủng bố a. Thậm chí ngay cả thiên kiếm phong mang đều không có xé mở. Chấm. Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm mặc trên người bạch kim chiến giáp, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này bạch kim chiến giáp là phòng ngự thần khí. Năm ngoái vô số người tranh đoạt, không nghĩ tới tại Lý Tử Nhiễm trong tay. Đây là gần 3 năm xếp hàng đầu thần khí. Lực phòng ngự kinh người. Danh xưng phòng ngự thứ nhất chiến giáp. Trước mắt còn tìm không thấy có thể phá vỡ chiến giáp này vũ khí. Hiện tại thiên kiếm đối đầu phòng ngự thứ nhất thần khí, mọi người rất là chờ mong giữa lẫn nhau cọ sát ra đến hỏa hoa. Liền mấy vị lão tổ tông lực chú ý đều tới một điểm. Cái này phòng ngự thần khí bọn hắn cũng chấn kinh a. Thật sao? Thiên Sách thiếu soái cười lạnh một tiếng. Trong tay thiên kiếm tiếp tục vung vẩy. Âm vang. Âm vang. Chấm. Thiên kiếm cùng đế vương chiến giáp mạnh mẽ đụng vào nhau. Ba lần sau. Răng rắc. Răng rắc, răng rắc, chấm. Đế vương chiến giáp xuất hiện một từng đường vết rách. Cuối cùng, tại thiên kiếm oanh kích dưới, đế vương chiến giáp triệt để vỡ vụn ra. Lý Tử Nhiễm triệt để bay tứ tung ra ngoài. Lần này nàng lại ngăn không được. Miệng phun máu tươi, trọng thương. Đây chính là thiên kiếm sao? Phòng ngự thứ nhất thần khí cũng phá vỡ. Ta nhất định được thiên kiếm. Thiên kiếm quá khủng bố. Ta nhất định phải đạt được. Điên. Triệt để điên. Có thể nói những người này đều như là đã nhập ma. Bị thiên kiếm thực lực kinh khủng cho kinh ngạc đến ngây người. Từng cái đôi mắt bên trong lộ ra điên cuồng. Thậm chí có không ít người trong mắt đều là quyết tâm quyết tử. Dù là chết cũng phải đạt được thiên kiếm. Nói trắng ra, hiện tại gần như tất cả mọi người bị thiên kiếm mê hoặc. Thiên kiếm vừa chính vừa tà. Nhưng bây giờ trạng huống này, thiên kiếm để mỗi người đều nhập ma. Như thế nào đạt được thiên kiếm? Kia nhất định phải là bắt Quân Quân, áp chế Thiên Sách phủ giao ra thiên kiếm. Đám người này càng thêm điên cuồng công kích Quân Quân. Từng cái bị mê hoặc. Ngăn không được. Lý Tử Nhiễm cũng đầy mục chấn kinh. Vừa mới nàng kỳ thật nghĩ phản công, giết chết Thiên Sách thiếu soái chạy trốn. Cái này đế vương chiến giáp là bí mật của nàng át chủ bài, không đến cuối cùng thời khắc không cần. Tại trong dự đoán của nàng, vô luận như thế nào thiên kiếm trong lúc nhất thời khó mà bổ ra đế vương chiến giáp, thậm chí bổ không ra. Thế nhưng là không nghĩ tới thiên kiếm uy lực khủng bố như vậy. Nàng kế hoạch phá diệt. Kỳ thật điểm này Hắc Ám Thượng Đế đã sớm biết. Đế vương chiến giáp là hắn cho Lý Tử Nhiễm, hắn lại thanh sở thiên kiếm, hắn rút đi, hiển nhiên là đế vương chiến giáp ngăn không được thiên kiếm. Thiên kiếm như thế kinh khủng uy lực làm người ta kinh ngạc run sợ. Không chỉ có mê hoặc đến mọi người ở đây, liền mấy vị tổ tông cũng không khỏi thở dài, nếu không phải thần soái chi tử đạt được, ta đều nghĩ tham dự tham dự. Cái này thiên kiếm quá khủng bố. Nữ tổ tông thở dài, kỳ thật các ngươi đều không có cảm thụ qua thiên kiếm chân chính uy lực. Từng tại người kia trong tay, thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thật khủng bố. Chung quanh trên đỉnh núi, còn có chỗ tối xem chiến các đại năng đều bị thiên kiếm uy lực chấn kinh đến. Nhất là đông đảo đến vị nào thiên tài, khóe miệng lộ ra một nụ cười, có thể làm yêu đao thôn chính đối thủ. Những cái này đại năng không tham dự tranh đoạt. Hoặc là trong tay có sánh ngang thần khí, hoặc là chính là sợ hãi lộ diện. Thiên kiếm chi khủng bố, để Thiên Sách thiếu soái lòng tin tăng nhiều. Hắn muốn giết chết Lý Tử Nhiễm về sau, lập tức đi trợ giúp Quân Quân. Không thể để cho Diệp Vô Đạo những người này kế hoạch đạt được. Lý Tử Nhiễm lần này ta nhìn ngươi còn thế nào tránh.
Thiên Sách thiếu soái đâm xuống dưới. Lý Tử Nhiễm bắt lấy thiên kiếm. Thế nhưng là thiên kiếm chính từng chút đâm về phía thân thể của nàng. Lý Tử Nhiễm trợn mắt nhìn lên trời kiếm phong mang tới gần mình. Nàng không thể làm gì. Lần này thật không có hậu chiêu. Ma ma. Lúc này Quân Quân gào thét. Phốc. Nàng bốc lên trọng thương nguy hiểm, mạnh mẽ mở ra một đường vết rách. Phía sau chịu mấy chiêu, miệng phun máu tươi. Nàng thụ thương. Cho tới nay, tất cả mọi người nghĩ bắt nàng, cho nên nói tuyệt không vận dụng toàn bộ thực lực, bởi vậy Quân Quân không có bị thương nặng. Nhưng lần này vì cứu Lý Tử Nhiễm, nàng không thèm đếm xỉa. Mặc dù Quân Quân bị trọng thương, nhưng nàng cuối cùng là vọt tới Lý Tử Nhiễm trước mặt, vì nàng cứu vãn sinh mệnh. Nữ nhi, Lý Tử Nhiễm nhìn thấy Quân Quân thụ thương, kia băng phong tâm thật hình như có một tia tâm động. Trừ báo thù, nàng còn có cái khác tình cảm. Nhìn thấy Quân Quân thụ thương, nàng tâm vậy mà lại đau nhức. Quân Quân, nhìn thấy Quân Quân thụ thương, nữ tổ tông kém chút lao ra. Chậm đã, chờ một chút, Quân Quân có nguy hiểm tính mạng chúng ta lại ra tay. Hiện tại kỳ thật đối Quân Quân là tốt nhất lịch luyện. Mấy vị khác tổ tông lập tức giữ chặt nàng. Đương nhiên những người khác cũng rất gấp. Còn nữa nói, những người này không dám giết chết Quân Quân. Bọn hắn nghĩ bắt Quân Quân đổi thiên kiếm. Chúng ta trên cơ bản có thể không cần ra tay. Có tổ tông nói. Mấy đại tổ tông bắt đầu lo lắng nhìn xem. Cầm xuống. Hiện tại tất cả mọi người cùng như bị điên. Trong mắt chỉ có Quân Quân. Cái khác đều không lo được. Giết, giết. Một đám người toàn bộ xông tới. Diệp Vô Đạo sinh lòng một kế. Vì bắt Quân Quân, hắn cố ý thẳng hướng Lý Tử Nhiễm. Nghĩ dẫn tới Quân Quân, dùng cái này đem nàng bắt. Hơn vạn người cùng một chỗ hành động, tình cảnh một trận hỗn loạn. Cút. Đột nhiên giữa không trung truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Một tiếng này tựa như sấm sét, giữa không trung truyền đến run giọng, phảng phất cả phiến thiên địa đều đang rung động. Oanh! Càng có một cỗ sức mạnh đáng sợ, tựa như một con thái sơn lớn bàn tay đem ở đây hơn vạn cường giả mạnh mẽ từ Lý Tử Nhiễm mẹ con hai người trước người đẩy đi. Bao quát Diệp Vô Đạo cùng Thiên Sách thiếu soái cùng tứ đại huyết tổ dạng này cường giả, cũng toàn bộ bị đẩy đi chí ít hơn 100 mét. Không thể tưởng tượng nổi. Toàn trường tất cả mọi người một mặt không thể tin. Đến cùng cái dạng gì tồn tại có thể trong lúc vô hình đem lên vạn siêu cấp cường giả bức lui. Cái này là dạng gì chiến lực kinh người. Không cách nào tưởng tượng. Giờ khắc này, không chỉ là người trong cuộc đều kinh ngạc đến ngây người. Liền chỗ tối quan sát các loại cường giả đều mắt trợn tròn. Bao quát đông đảo đến vị kia tay cầm yêu đao thôn chính thiên tài. Còn có chỗ tối vẫn không có lộ diện siêu cấp cường giả nhóm, đều chấn kinh. Cái này. Đây là tình huống như thế nào? Lúc nào xuất hiện cường giả? Lúc nào xuất hiện, ở đâu, ta làm sao không biết? Chấm. Tất cả mọi người phát ra dạng này kinh ngạc. Chỉ thấy tất cả mọi người bị đẩy ra, lại không nhìn thấy xuất thủ ở nơi nào. Trừ bọn hắn, liền bí mật quan sát lấy mấy vị tổ tông đều triệt để mộng. Làm Quân Quân nhận cực hạn nguy hiểm, bọn hắn tại do dự ra tay không xuất thủ thời điểm, có người ra tay. Nhưng cái này người liền mấy vị tổ tông cũng không biết ở đâu, chớ đừng nói chi là nhìn thấy như thế nào ra tay những thứ này. T. Bọn hắn nhao nhao hít vào khí lạnh. Khủng bố. Quá khủng bố. Thực lực của người này, bọn hắn cũng trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán. Bọn hắn tự hỏi mình đi lên, có thể hay không nháy mắt bước lui hơn vạn cường giả. Thật không thể làm được. Chấm. Quân Quân cùng Lý Tử Nhiễm đều sửng sốt. Lúc đầu tưởng rằng tình huống tuyệt vọng, không nghĩ tới còn có người ra sân cứu bọn họ. Là ai? Oanh! Lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đại địa chấn chiến. Tất cả mọi người nhìn sang. Chỉ là hắn mang theo một ổ bánh gỗ. Căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt. Người, đương nhiên là Diệp Quân Lâm. Lúc đầu hắn trực tiếp muốn ra tới cứu người. Chỉ có điều Hỏa Vân Tà Thần đưa cho hắn một ổ bánh gỗ, để hắn đeo lên. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại thời đại này biến, Diệp Quân Lâm đột nhiên cao điệu như vậy ra tới, không nhất định là chuyện tốt. Tiếp theo hắn trực tiếp xuất hiện, Hắc Ám Thượng Đế cùng đã từng cừu địch bởi vì sử dụng cấm kỹ thuật lưu lại. Còn có một đầu, Lý Tử Nhiễm là đại hạ thậm chí thế giới kẻ thù chung, Diệp Quân Lâm trực tiếp lộ diện cứu, vấn đề xử lý không tốt. Bởi vậy, mang theo mặt nạ, có thể lẩn tránh rất nhiều phiền phức.
nhìn thấy người tới mang theo mặt nạ, tất cả mọi người minh bạch. Vị cường giả này là không nguyện ý lộ diện. Quân Quân cùng Lý Tử Nhiễm đều là mộng. Bọn hắn cũng không biết trước mắt là ai. Từ trên người hắn hoàn toàn không cảm giác được một tí Diệp Quân Lâm khí chất. Dù sao bế quan này 3 năm, Diệp Quân Lâm hoàn toàn lột xác thành một người khác. Trước kia khí tức đều không có. Hiện tại toàn thân trên dưới đều là một cỗ cảm giác không linh. Phảng phất hắn không tồn tại, lại phảng phất hắn là thế gian vạn vật cảm giác. Ngươi là ai, vì sao ngăn cản chúng ta? Diệp Vô Đạo căn bản không sợ, chất vấn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm không trả lời, hắn quét một vòng, nhìn thấy rất nhiều người quen, Diệp Lăng Thiên, Diệp Cuồng Lan vân vân. Thời đại này bọn hắn toàn bộ xuất hiện lại làm yêu rồi. Ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Diệp Vô Đạo điên cuồng gào thét lớn. Thiên Sách thiếu soái cũng lên tiếng nói, tiền bối ta không biết ngài là thần thánh phương nào. Nhưng bây giờ chúng ta tại giết một cái đại ma đầu. Còn hy vọng ngài không nên nhúng tay, xin tránh ra. Mặc dù hắn không biết trước mắt là ai, nhưng cho hắn một loại tuyệt thế cao nhân cảm giác. Tránh ra, mau nhường mở. Chúng ta chẳng những muốn giết nữ nhân này, còn muốn bắt đứa bé này đến đổi thiên kiếm. Đúng, vì thiên kiếm mọi người xông. Người nào cản trở ai chết. Chấm. Đám người này cùng như bị điên. Chẳng cần biết hắn là ai. Chỉ cần hắn cản đường. Như vậy liền giết không tha. Thiên kiếm. Vì thiên kiếm. Tất cả mọi người trong đầu đều là thiên kiếm. Thiên Sách thiếu soái trầm mặc. Hắn hiện tại muốn làm chính là giết Lý Tử Nhiễm bảo đảm Quân Quân. Gián tiếp là vì bảo hộ thiên kiếm. Chấm. Một giây ghi nhớ. Diệp Vô Đạo càng là giật dây đám người. Mọi người chú ý, muốn cầm tới thiên kiếm, nhất định phải đem người trước mắt này diệt trừ. Giết giết giết. Chấm. Tất cả mọi người cùng như bị điên, cùng nhau hô. Nhập ma. Bọn hắn đều điên. Tất cả mọi người mê thất. Cứ việc thiên kiếm là chí dương chi kiếm. Nhưng lúc này đến nói, nó chính là tà vật. Nó mê hoặc tất cả mọi người tâm trí, làm cho tất cả mọi người điên cuồng, để thế giới này máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Đây không phải tà vật là cái gì. Nếu như thiên kiếm không khai quật, những vấn đề này đều không tồn tại. Thiên kiếm, các ngươi vì thiên kiếm đều điên. Diệp Quân Lâm bất mãn hô. Oanh! Vừa dứt lời, hắn hóa thành một luồng sấm sét, xuất hiện tại Thiên Sách thiếu soái trước người. Diệp Quân Lâm vồ một cái về phía thiên kiếm. Thiên Sách thiếu soái kịp phản ứng, nghĩ ngăn trở Diệp Quân Lâm. Nhưng hắn đánh hụt một cái. Trong tay càng là không còn, thiên kiếm không có. Tốc độ. Diệp Quân Lâm tốc độ ra ngoài ý định, siêu thoát một loại cực hạn, căn bản vượt qua Thiên Sách thiếu soái nhận biết. Rõ ràng nhìn như chậm chạp, hắn có thể phản ứng, hắn có thể ngăn cản. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là chậm nửa nhịp. Đây chính là tuyệt thế cao nhân. Đáng sợ nhất chính là, nơi này Thiên Sách thiếu soái có thể trưởng không a. Tại hắn bế quan địa phương tất cả mọi người chịu lấy hạn. Căn bản không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Các phương diện giảm bớt đi nhiều, liền Diệp Vô Đạo chi lưu cũng không ngoại lệ. Nhưng gặp được Diệp Quân Lâm về sau, hết thảy đều không có hiệu quả. Diệp Quân Lâm không nhìn hết thảy, còn nhẹ nhõm tại Thiên Sách thiếu soái trong tay giật đồ. Cứ như vậy nhoáng một cái công phu, thiên kiếm đã đến Diệp Quân Lâm trong tay. Ong ong ong, thiên kiếm đến Diệp Quân Lâm trong tay về sau, bắt đầu run rẩy, càng ngày càng kịch liệt. Phát ra thanh âm. Oanh, 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 chấm. Thiên kiếm đáng sợ khí tức giống như bị triệt để phóng thích, từng đạo tịch diệt khí tức bắt đầu dâng trào. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hủy diệt sát ý. Kia là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Bức bách phải tất cả mọi người đang lùi lại. Mọi người có loại cảm giác, thời khắc này thiên kiếm phóng xuất ra kiếm khí đoán chừng muốn đem tất cả mọi người chém giết. Đúng. Không sai. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Diệp Vô Đạo chi lưu cũng ngăn không được một kiếm này khủng bố. Thiên kiếm chân chính uy lực bị thôi phát ra tới. Cái này, tất cả mọi người chấn kinh. Ta, Diệp Vô Đạo lui lại đồng thời đều mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Hiện tại thiên kiếm chính là sát khí nặng nhất thời điểm, hắn cũng cảm nhận được một chút sợ hãi. Thiên Sách thiếu soái càng là mắt trợn tròn. Làm sao thiên kiếm đến Diệp Quân Lâm trong tay? Hoàn toàn bị kích phát đồng dạng, chân chính thể hiện ra khủng bố tới. Phía trước thiên kiếm,
mặc dù khủng bố, nhưng cảm giác ở đây người người đều có thể điều khiển. Nhưng bây giờ thiên kiếm kinh khủng uy lực sau khi ra ngoài. Cảm giác ai cũng không cách nào điều khiển. Bao quát thiên sách thiếu soái cùng Diệp vô đạo. Cái này thiên kiếm khí tức có thể làm bị thương bọn hắn. Chấm. Chỗ tối một đám các cường giả cũng rối rít nói, quả nhiên thiên kiếm phải đại thần sử dụng. Mới có thể phát huy ra chân chính uy lực đến. Các lão tổ tông cũng đang thương thảo. Thấy được chưa, cường giả chân chính trong tay thiên kiếm là như vậy. Năm đó ta từng thấy người đó sử dụng, chính là kinh khủng như vậy. Nữ tổ tông nói, các ngươi nói cái này người sẽ không phải là vì thiên kiếm. Có lão tổ tông nói, đúng, hắn có khả năng không phải tới cứu người, hắn là vì thiên kiếm trong tay hắn mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực đến. Đám người lập tức kịp phản ứng. Chẳng qua bọn hắn đều hiểu lầm Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cầm tới thiên kiếm, không phải vì được đến nó, mà là vì hủy đi nó. Nguyên lai hắn không phải cứu người, hắn là vì thiên kiếm đến. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng như vậy. Liền Quân Quân cùng Lý Tử Nhiễm đều cho rằng như vậy. Lúc đầu cho rằng là cứu bọn họ. Hiện tại xem ra là đến cướp đoạt thiên kiếm. Thiên sách thiếu soái cùng Diệp vô đạo cũng mắt trợn tròn. Đến thưởng thiên kiếm. Hiện tại thiên kiếm trong tay hắn phát huy ra chân chính uy lực đến, đây tuyệt đối là đến thưởng thiên kiếm. Tất cả mọi người cho rằng như vậy. Mà lại Diệp Quân Lâm quá vô địch. Hiện tại lại có thiên kiếm, càng thêm vô địch, những người khác làm sao tranh. Chấm. Ong ong ong. Thiên kiếm rung động càng ngày càng kịch liệt. Khí tức càng ngày càng đáng sợ, che khuất bầu trời, bao phủ mỗi một cái góc. Hưng phấn. Tại mọi người nhìn lại, thiên kiếm tại Diệp Quân Lâm trong tay, cảm nhận được cường giả thực lực, nó tại hưng phấn. Cái này tương đương với một loại cộng minh. Thiên kiếm loại này thần khí liền cùng người đồng dạng, chân chính đến có thể điều khiển nó người trong tay. Có thể không hưng phấn sao? Nhưng mọi người làm sao biết kỳ thật thiên kiếm không phải hưng phấn, nó đang sợ. Bởi vì nó cảm nhận được một loại áp chế. Chấm. Đã thiên kiếm huyên náo máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Còn thần khí, chính là tà vật, vậy lưu loại này tà vật làm cái gì? Diệp Quân Lâm hô to một tiếng. Tay trái cầm thiên kiếm. Tay phải vươn ra hai ngón tay đánh tại thiên kiếm trên thân kiếm. Đinh. Một tiếng vang lên. Tất cả mọi người lỗ tai nghẹn ngào, đầu óc trống rỗng. Giống như tất cả mọi người bị chấn điếc, đại não đều đánh nát. Ông, giữa không trung càng là bay lên lên chỉ có siêu cấp vũ khí bạo tạc khả năng hình thành mây hình nấm. Một cỗ đáng sợ sóng xung kích tứ tán. Đem chung quanh hết thảy lồi ra đến đồ vật đối nháy mắt phá hủy. Khủng bố đến cực điểm. Nhưng đáng sợ nhất chính là tất cả mọi người nhìn thấy. Thiên kiếm tại Diệp Quân Lâm cái này hai ngón tay đánh dưới, nháy mắt vỡ vụn, xuất hiện một từng đường vết rách. Răng rắc. Đến cuối cùng thiên kiếm trực tiếp sụp đổ, vỡ vụn thành cặn bã. Hết rồi. Thiên kiếm cứ như vậy hết rồi. Thiên kiếm bị Diệp Quân Lâm hai ngón tay gõ nát. Điên. Giờ khắc này tất cả mọi người điên. Cái này. Tuyệt đối là bọn hắn cả đời này nhìn thấy chấn động nhất nhất chuyện kinh khủng. Không có cái thứ hai. Lại có người hai ngón tay đem thế gian này cường đại nhất thần khí thiên kiếm đập nát. Cái này cái này cái này. Khủng bố như vậy. Không cách nào hình dung cường đại. Cái này hoàn toàn siêu thoát ra tất cả mọi người nhận biết khái niệm. Làm mọi người vẫn còn đang suy tư như thế nào cướp đoạt thiên kiếm, để thiên kiếm phát huy càng lớn uy lực thời điểm. Có người có thể đem thiên kiếm hủy. Đây là không cách nào tưởng tượng sự tình. Cái này cần là dạng gì thực lực a? Từ xưa đến nay đệ nhất nhân a. Lý Tử Nhiễm mẫu nữ mắt trợn tròn. Diệp vô đạo mắt trợn tròn. Thiên sách thiếu soái mắt trợn tròn. Chấm. Tất cả mọi người sắp điên. Chỗ tối quan sát đám người cũng đều là tê cả da đầu, đều muốn vỡ ra. Tê. Cái này. Đây không phải mạnh không mạnh vấn đề. Đây là cao hơn một cái vĩ độ vấn đề. Hắn không phải người a. Dù là hiện tại thời đại như thế nào biến. Bao nhiêu cổ xưa chủng tộc xuất hiện, hiện đại khoa học kỹ thuật gen kỹ thuật phát triển đến loại trình độ nào. Nhưng loại này cấp bậc căn bản chưa thấy qua. Các phương cơ cấu làm ra qua bình chắc, trước mắt mà nói thiên kiếm mới là đệ nhất thần khí. Không gì không phá. Phía trước thiên kiếm cũng biểu hiện ra kinh khủng một mặt, nhẹ nhõm đem Lý Tử Nhiễm trên thân phòng ngự thứ nhất thần khí đế vương chiến giáp xé rách.
Nhưng bây giờ thiên kiếm bị người hai ngón tay đập nát. Nếu không phải mọi người mắt thấy thiên kiếm xuất thế toàn bộ quá trình, đều sẽ coi là vừa mới là giả. Thiên kiếm làm sao lại bị người hai ngón tay gõ nát đâu? Đừng nói chuyện đi không ai tin, chính là ở đây mắt thấy hết thảy cũng không ai tin. Mộng ảo. Hết thảy đều quá mộng ảo. Tất cả mọi người cùng giống như nằm mơ. Không chân thực. Hết thảy đều quá không chân thực. Đừng nói những người này, chính là biết Diệp Quân Lâm thực lực Hỏa Vân Tà Thần đều muốn điên. CMN, cái này mẹ hắn. Cái này thiên kiếm so Hắc Ám Lao Lung còn muốn yếu ớt a. Nhưng kỳ thật không phải Hắc Ám Lao Lung cùng thiên kiếm ai giòn vấn đề. Cũng là bởi vì Diệp Quân Lâm mạnh. Mạnh đến đáng sợ tình trạng. Ừng ực. Chỗ tối các lão tổ tông cuồng nuốt nước bọt, bị một màn trước mắt làm chấn kinh đến. Ngay từ đầu bọn hắn cảm thấy cùng Diệp Quân Lâm vẫn là có lực đánh một trận. Nhưng khi thiên kiếm bị đập nát về sau, bọn hắn trực tiếp tự bế. Bọn hắn minh bạch, lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng đập nát thiên kiếm. Bọn hắn cùng thiên kiếm so sánh, chính là hỗ trợ lẫn nhau. Thiên kiếm đến trong tay bọn họ gần như có thể phát huy lớn nhất uy lực. Nói trắng ra, thiên kiếm cùng bọn hắn là ngang nhau. Nhưng trước mắt này người trực tiếp cao hơn thiên kiếm, cho nên hắn khả năng đánh gãy thiên kiếm. Không phải một cái vĩ độ. Chấm. Trầm mặc. Ở đây tất cả mọi người trầm mặc im lặng. Bao quát chỗ tối tất cả cường giả đều trầm mặc. Bọn hắn đến cùng gặp một cái dạng gì tồn tại. Tay không hai ngón tay đập nát đệ nhất thần khí thiên kiếm. Đây tuyệt đối là đệ nhất nhân. Cái gì thần bảng? Vị này vừa xuất hiện, áp đảo thần trên bảng. Hắn vừa ra tay có thể đem thần bảng tàn sát sạch sẽ. Nói như vậy, đem vị này xếp tại thần bảng thứ nhất, chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Bởi vì thần bảng căn bản không cách nào hình dung sự cường đại của hắn. Cái gọi là thần bảng, ngụ ý lên bảng cường giả tiếp cận thần, hoặc là hình dung cùng như thần. Thế nhưng là trước mắt vị này chính là thần. Bao trùm cao hơn hết. May mà bọn hắn trước đó còn tưởng rằng Diệp Quân Lâm là đến thưởng thiên kiếm. Bây giờ suy nghĩ một chút mình quá vô tri. Thiên kiếm loại vật này làm sao xứng với hắn. Đem thiên kiếm đập nát, Diệp Quân Lâm lúc này mới cười cười, ta hủy các ngươi liền không có cách nào tranh. Thiên kiếm hủy. Chẳng qua không ai cảm giác tiếc nuối hoặc là cái khác. Bởi vì đối mặt loại này cấp bậc tồn tại, trong đầu không có cái khác bất cứ chuyện gì. Dù là thiên sách phủ mấy cái lão tổ tông chi lưu bọn hắn đều không có bất kỳ ý tưởng gì. Quá mẹ hắn mạnh. Rất nhiều người ý nghĩ trong lòng chính là, mà ta hôm nay nhìn thấy thần. Tại Diệp Quân Lâm trước mặt, Diệp Vô Đạo cùng thiên sách thiếu soái cái chủng loại kia cảm giác ưu việt, loại kia vô địch không phục hết thảy khí thế đều không có. Trước mắt người này mạnh đến bọn hắn run rẩy. Người ta mang đi, các ngươi có gì dị nghị không? Diệp Quân Lâm muốn dẫn lấy Quân Quân cùng Lý Tử Nhiễm đi, còn cố ý hỏi một câu. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc, nào có người dám phản đối a? Ai dám nói một chữ không a? Đây không phải muốn chết sao? Ai dám cản hắn a? Cái này hơn vạn người đều không đủ nhân mạch giết. Tốt, không có dị nghị, vậy ta liền đem người mang đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Diệp Quân Lâm mang theo Lý Tử Nhiễm cùng Quân Quân rời đi. Hơn vạn người tự động tránh ra một con đường. Dù là Diệp Quân Lâm mang theo ba người rời đi thật lâu. Ở đây tất cả mọi người là trầm mặc. Mắt trợn tròn. Mỗi người đều là cái xác không hồn. Chỉ có thể xác. Lại không linh hồn. Diệp Vô Đạo thần sắc ngưng kết, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên sách thiếu soái đứng, trong đầu giường như vẫn là phía trước Diệp Quân Lâm từ trong tay hắn cướp đi thiên kiếm một màn. Thanh Long. Kỳ Lân bọn hắn hô hấp dồn dập, đôi mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Vốn cho là bọn họ ở thời đại này đã đủ mạnh, nhập thần bảng, thuộc về đứng đầu nhất một túm người. Nhưng hôm nay chân chính kiến thức đến trời cùng đất. Bọn hắn thật nhỏ bé như là sâu kiến. Bọn hắn càng không nghĩ tới là cái này người chính là Diệp Quân Lâm. Lão đại của bọn hắn. Chấm. Mấy cái tổ tông cũng trầm mặc hồi lâu. Không đúng, Quân Quân đâu? Quân Quân đi đâu rồi? Nữ tổ tông cái này mới phản ứng được. Quân Quân không gặp. Cái khác tổ tông cũng kịp phản ứng. Bọn hắn lập tức rời đi, đi tìm Quân Quân. Chẳng qua Diệp Quân Lâm mang theo hai người tuyệt không đi xa, liền tại phụ cận. Diệp Quân Lâm nhìn bọn hắn ẩn thân vị trí liếc mắt. Cái này mấy vị tổ tông giật nảy mình.
Hiển nhiên đối phương phát hiện bọn hắn. Diệp Quân Lâm là phát hiện. Chẳng qua biết là mấy vị tổ tông, hắn tuyệt không có động tác. Cảm tạ tiền bối ra tay. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Quân Quân cung kính mà hỏi. Trọng thương Lý Tử Nhiễm cũng muốn biết. Âm thầm mấy vị lão tổ tông cũng muốn biết. Bọn hắn hiện tại không biết rõ Diệp Quân Lâm đến tột cùng là tới làm gì. Hủy đi thiên kiếm. Cứu người. Hoặc là huyễn diệu võ lực. Không biết rõ. Hiện tại mấy vị lão tổ tông từ một nơi bí mật gần đó, còn có những người khác tại, Diệp Quân Lâm tự nhiên không thể nói cho Quân Quân thân phận chân thật. Quân Quân đứng tại Diệp Quân Lâm trước mặt, có loại dự cảm mãnh liệt. Người này nàng dường như nhận biết. Về sau ngươi sẽ biết, trở về đi, cứu người. Diệp Quân Lâm sau đó rời đi. Quân Quân sợ lưu tại nơi này gặp nguy hiểm, lập tức mang theo Lý Tử Nhiễm rời đi. Hiện tại có lão tổ tông mấy người đi theo, Diệp Quân Lâm rất yên tâm Quân Quân bọn hắn. Băng Nguyên bên kia, Diệp Vô Đạo, Thiên Sách thiếu soái Chi Lưu lúc này mới một cái tiếp một cái kịp phản ứng. Đang lúc đám người muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên chân trời truyền đến một thanh âm, phế vật. Một đám phế vật, ta đại hạ đào được đồ vật còn đến phiên ngoại bang Man Di đến đoạt. Ta đại hạ không người sao? Oanh! Nghe vậy, tứ đại huyết tổ cùng với khác các quốc gia các cường giả toàn thân run lên. Cái này rõ ràng là đang cảnh cáo bọn hắn không muốn bước vào đại hạ. Thụ nhất rung động là Thiên Sách thiếu soái Diệp Vô Đạo bọn hắn. Lời nói này đối bọn hắn kích động là lớn nhất. Nhất là Thiên Sách thiếu soái cùng tứ đại thần tướng Chi Lưu. Đây là tại trách cứ bọn hắn bảo hộ đại hạ bất lợi. Thiên kiếm là đại hạ. Rơi xuống đại hạ bất luận kẻ nào trong tay không quan hệ. Nhưng tuyệt không thể để đại hạ bên ngoài người đến đoạt. Đây là nguyên tắc. Đây là đại hạ sức mạnh. Nhưng Thiên Sách thiếu soái không làm được. Mặc cho ngoại bang cường giả thành quần kết đội tiến vào. Bọn hắn đều dọa sợ. Nhìn đây là đại hạ ẩn tàng siêu cấp cường giả nhìn không được, chuyên môn nhảy ra biểu hiện ra một đợt vũ lực. Hướng thế giới tuyên cáo đại hạ không thể gây. Càng không thể vũ nhục. Mượn nhờ thiên kiếm hoàn mỹ biểu hiện ra một đợt siêu cấp vũ lực. Mọi người minh bạch. Vị siêu cấp cường giả này cũng không phải là muốn hủy đi thiên kiếm hoặc là cứu người. Hắn là tại hướng thế giới biểu hiện ra, đại hạ là Đông Phương Cự Long. Mặc dù đang ngủ say, nhưng các ngươi không thể động. Không thể không nói, lần này đưa đến tác dụng cực lớn. Tứ đại huyết tổ Chi Lưu trực tiếp bị dọa đến tè ra quần, vội vàng rời đi đại hạ. Sợ siêu cấp cường giả sẽ đem bọn hắn lưu tại đại hạ. Rất nhanh tin tức liền truyền khắp toàn thế giới. Thiên kiếm xuất thế ngày, đại hạ đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp cường giả, quát lui vạn người. Hai ngón tay gõ nát thiên kiếm. Tin tức truyền đi, các nơi đều vỡ tổ. Thiên kiếm đã bị lẫn lộn đến đệ nhất thế giới thần khí cường độ. Quả thực vô địch đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng ai có thể nghĩ tới lại bị người hai ngón tay gõ nát. Cái này người được nhiều mạnh. Đại hạ lại một lần nữa trở thành cấm kỵ. Thời đại này cấm kỵ. Thời đại mới cường giả như mây, khắp nơi đều có. Nhưng đại hạ đây là có thần A. Dù là tất cả thế lực lớn đều muốn kiêng kỵ. Mã Nhã công nghiệp, đế vương tổ chức chờ một chút lúc đầu nhằm vào đại hạ, thiết lập cái này đến cái khác kế hoạch. Nhưng vị cường giả này sau khi ra ngoài, tất cả kế hoạch đều phá diệt. Đại hạ ai còn dám đi a? Muốn chết sao? Thiên Sách thiếu soái sau này trở về, lập tức tuân vấn Thiên Sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc đám lão giả này. Cái này người đến cùng là ai? Cùng bọn hắn có quan hệ hay không? Nhưng cho ra trả lời đều là nhất trí, Thiên Sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc tuyệt không có bất kỳ bế quan cường giả ra tay. Kia có phải hay không là phụ thân? Thiên Sách thiếu soái lập tức nghĩ đến phụ thân của mình Thiên Sách thần soái. Không thể, nếu như là thần soái ra tay, có lẽ có sức chiến đấu cỡ này, nhưng hắn tuyệt sẽ không đập nát thiên kiếm. Thần soái cùng thiên kiếm rất có nguồn gốc, hắn không có khả năng đi hủy hoại thiên kiếm. Tứ đại thần tướng lập tức nói. Kia sẽ là ai chứ? Ta đi thiên cơ các thỉnh giáo hạ, thiên cơ các vị tiền bối có thể sẽ biết. Lập tức, Thiên Sách thiếu soái mang theo tứ đại thần tướng đám người đi tới thiên cơ các trước. Các vị tiền bối, ta cho tới bây giờ không có hỏi qua các ngài vấn đề. Ngươi muốn biết hắn là ai? Thiên Sách thiếu soái lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị thiên cơ các đại lão đánh gãy. Bọn hắn biết Thiên Sách thiếu soái muốn hỏi điều gì? Có sao nói vậy? Trước đó gần như tất cả bí mật chúng ta đều biết.
chính là bao quát mấy năm trước Diệp Quân Lâm phải chăng chết rồi, chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Chúng ta giao cái đáy, trên đời này không có Thiên Cơ Các không biết sự tình. Thế nhưng là lần này, chúng ta thật không biết người này là ai. Nói trắng ra, người này giống như là trống rỗng xuất hiện. Không thuộc về thế giới này đồng dạng, chúng ta không cách nào phát hiện hắn bất luận cái gì khí cơ. T. Nghe xong Thiên Cơ Các đại lão một phen về sau, tất cả mọi người là đổ rút khí lạnh. Còn có chuyện này, liền Thiên Cơ Các đều không được. Đến cùng là dạng gì tồn tại, mà lại cái này vũ lực giá trị hiếm thấy trên đời. Thiên Sách thiếu soái là rõ ràng nhất. Vạn hạnh, cái này người là đại hạ, nếu không phải đại hạ, sợ là một trận tai nạn a. Nếu là hắn ra tay, ai có thể cản? Mọi người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Chấm. Hắc ám thượng đế cũng biết chuyện này. Thiên kiếm bị gõ nát. Hắc ám thượng đế cũng phải điên. Giờ khắc này, hắc ám thượng đế cảm giác trong tay địa đao cùng sắt vụn đồng dạng. Có thể có làm được cái gì? Gặp được loại cường giả cấp bậc này, còn không phải bị hai ngón tay gõ nát. Không cách nào tưởng tượng khủng bố. Địa đao thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài a. Nhưng bây giờ cảm giác chính là một tấm phế bài. Hắc ám thượng đế còn muốn đem thiên kiếm đoạt lại. Thiên kiếm địa đao dung hợp thành một cái từ ngàn xưa thần khí. Nhưng hiện tại xem ra, dù là dung hợp thiên kiếm địa đao cũng không có cái gì dùng. Tại cái kia siêu cấp cường giả trước mặt, không được một chút tác dụng. Trong mắt các người từ xưa đến nay, vô địch tại thế thần khí nhưng tại trong tay người ta tận gốc thiêu hỏa côn cũng không bằng. Loại này cấp bậc siêu thoát thế tục. Lĩnh vực tại một cái khác vĩ độ. Là ai? Đến cùng là ai? Hắc ám thượng đế cũng không nghĩ đến là ai. Chỉ có thể bị tuyệt đỉnh chiến lực cho chấn kinh đến. Lý Tử Nhiễm vận khí tốt như vậy, vừa vặn gặp được đại hạ siêu cấp cường giả xuất thế. Lý Tử Nhiễm ở đâu? Tranh thủ thời gian tra tìm. Hắc ám thượng đế lập tức nói. Nếu như Lý Tử Nhiễm chết rồi, đổ không có cái gì sự tình. Nhưng Lý Tử Nhiễm còn sống liền có phiền phức. Nàng vẫn là biết Thánh Kinh tổ chức rất nhiều bí mật. Trường Kỳ giữ lại lời nói là cái mầm họa lớn. Cha được, trước mắt Lý Tử Nhiễm bị con gái nàng mang về Giang Bắc tĩnh dưỡng. Minh Tà Thần lập tức nói. Tốt, các ngươi lập tức tiến về Giang Bắc, hoặc là đem Lý Tử Nhiễm mang về, hoặc là giết chết. Hắc ám thượng đế kiên quyết không thể để cho Lý Tử Nhiễm lưu tại đại hạ. Minh Tà Thần mang theo 18 lớn hắc ám thiên sứ xuất phát. Một chiêu này cũng rất là khéo. Làm ngoại bang các cường giả từng cái muốn chạy trốn ra đại hạ thời điểm, bọn hắn lại len lén lẻn vào đại hạ. Chấm. Đại hạ Giang Bắc. Quân quân đem Lý Tử Nhiễm mang trở về. Gần như người cả nhà đều xúm lại. Bọn hắn nửa vui nửa buồn. Vui chính là quân quân, đã có thể một mình đảm đương một phía. Vẫn là thiên sách phủ người người sủng ái tiểu tổ tông. Nhưng Lý Tử Nhiễm thế nhưng là đại hạ kẻ thù chung, người người đều muốn chém giết nữ ma đầu. Chẳng qua giai đoạn hiện tại vẫn là trước tiên đem Lý Tử Nhiễm cùng quân quân chữa khỏi. Thú vị là Lý Văn Hải những người này toàn bộ bị thiên sách phủ còn có Côn Luân công nghiệp thả trở về. Trên người bọn họ thí nghiệm giá trị không có về sau, những người này tự nhiên không có tác dụng, còn không bằng thả lại tới. Chẳng qua bọn hắn mặc dù là thuần năng lượng thể, nhưng ở thời đại này chỉ có thể coi là trung đẳng mạnh. Không tính đỉnh tiêm. Rất nhiều tổ chức đã nghiên cứu ra như thế nào nhằm vào thuần năng lượng thể, bọn hắn hiện tại không dám nhảy, chỉ ở Giang Bắc hoạt động. Bây giờ thấy Lý Tử Nhiễm trở về, bọn hắn có chút sợ hãi. Nếu như bị người nhằm vào, bọn hắn chết không có chỗ chôn. Bọn hắn so trước kia càng muốn tiếc mệnh. Chúng ta đề nghị để Lý Tử Nhiễm mau chóng rời đi Giang Bắc. Quân quân có thể lưu lại. Lý Tử Nhiễm tại nơi này, sẽ cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Chấm. Mọi người muốn đem Lý Tử Nhiễm đuổi đi ra. Ai nói? Một tiếng truyền đến. Nương theo lấy thanh âm, hai thân ảnh xuất hiện. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần. Lần này bọn hắn là lấy bộ mặt thật đến. Tuyệt không lại có bất luận cái gì ngụy trang. Phía trước Diệp Quân Lâm tạo nên một cái vũ lực trần nhà. Kỳ thật ngược lại có rất nhiều chỗ tốt. Toàn thế giới người chỉ biết người này rất mạnh, nhưng lại không biết là ai. Một điểm tin tức đều không có. Dạng này càng suy đoán càng thần bí, cũng liền càng khủng bố hơn. Dù sao tương đương với không biết lĩnh vực. Người người đối với không biết lĩnh vực đều là sợ hãi lại hiếu kỳ. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước,
là căn bản không dám thăm dò. Hiện tại có siêu cấp cường giả ở đại hạ chính là cấm kỵ, chính là không biết lĩnh vực. Tất cả mọi người không dám động đại hạ chút nào. Chẳng qua bây giờ Diệp Quân Lâm muốn lấy bộ mặt thật thấy nữ nhi thê tử. Hỏa Vân Tà Thần muốn ngăn đều không có ngăn lại. Hắn còn lo lắng sẽ để cho Hắc Ám Thượng Đế những cái này biết bọn hắn ra tới. Diệp Quân Lâm nói không quan trọng, hắn sớm muộn cũng sẽ giết Hắc Ám Thượng Đế. Cho hắn biết cũng không quan trọng. Chấm. Lá, Diệp Quân Lâm. Vừa nhìn thấy Diệp Quân Lâm tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ta cái này, đây không phải đang nằm mơ chứ. Lãng quên. Diệp Quân Lâm biến mất hơn 3 năm, bất kỳ người nào đều đem hắn lãng quên. Chính là tại mọi người khái niệm bên trong, đều không tồn tại cái này người. Đây là một loại so chết còn đáng sợ hơn trạng thái. Chết tối thiểu mọi người biết nơi trở về của ngươi là đâu, thường xuyên sẽ còn nhắc tới. Nhưng biến mất, đều không có bất kỳ người nào nhắc lên. Hiện tại Diệp Quân Lâm chợt vừa xuất hiện, tất cả mọi người mộng. Đều cảm giác không chân thực. Tại giống như nằm mơ. Diệp Quân Lâm lại còn sống. Hắn vậy mà trở về rồi. Tình huống như thế nào? Mỗi người đều là không thể tin thần sắc. Ba ba. Quân Quân mất khống chế, bổ nhào vào Diệp Quân Lâm trong ngực. Oanh. Lý Tử Nhiễm đôi mắt bên trong xuất hiện Diệp Quân Lâm khuôn mặt thời điểm, nàng cả người vì đó rung một cái. Thân thể run rẩy kịch liệt. Phảng phất thế giới quan của nàng nhân sinh quan chờ một chút tại thời khắc này đều sụp đổ. Ba năm này đến nay, nàng thời thời khắc khắc nghĩ đến làm sao cho Diệp Quân Lâm báo thù. Bị cừu hận choáng váng đầu óc nàng, cũng bị Hắc Ám Thượng Đế ma luyện thành một kiện hoàn mỹ nhất cỗ máy giết người. Nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Quân Lâm thời điểm, hết thảy tín niệm đều sụp đổ. Diệp Quân Lâm căn bản không chết. Ma ma, ta sớm từng nói với ngươi, ba ba không chết, hắn chỉ là biến mất. Hiện tại hắn trở về. Quân Quân kích động nói. Lý Tử Nhiễm chật vật bò lên, nàng băng phong nội tâm nhiều một tia buông lỏng, sắc mặt nàng bình thường rất nhiều. Quân Lâm dài như vậy thế gian ngươi đi đâu rồi? Chu Oánh Oánh kích động mà hỏi. Diệp Quân Lâm thở dài nói, ta bị nhân thiết kế khốn lên, cái này một vây khốn chính là 3 năm. Lần này tất cả mọi người biết Diệp Quân Lâm biến mất đi đâu. Hóa ra là bị nhốt lên. Như vậy mọi người càng thêm dám khẳng định Diệp Quân Lâm thực lực vẫn là dừng lại tại 3 năm trước đây. Ở thời đại này, hắn chỉ có thể coi là trung đẳng cường giả. Ở thời đại này căn bản tính không được đỉnh tiêm. Diệp Quân Lâm 3 năm, người biết thế giới này phát sinh bao lớn chuyển biến sao? Lý Văn Hải cười nói. Diệp Quân Lâm nhìn bọn hắn liếc mắt, biến hóa hoàn toàn chính xác rất lớn, các ngươi đều được thả ra. Diệp Quân Lâm ngươi biết không, ở thời đại này ngươi căn bản không tính là cường giả. Ngươi muốn làm sao giữ được Lý Tử Nhiễm? Nàng hiện tại thế nhưng là đại hạ kẻ thù chung, là chính cống sát nhân ma đầu. Đám người nhao nhao nói. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Dựa vào nắm đấm. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười. Bọn hắn đều coi là Diệp Quân Lâm còn không có ý thức được thế giới này phát triển tới trình độ nào. Chờ hắn tiếp xúc về sau, là hắn biết cái gì là tàn nhẫn. Cái gì là cảm giác bất lực. Mọi người muốn giết Lý Tử Nhiễm. Hắn căn bản ngăn không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diệp Quân Lâm a, người căn bản không biết ngươi ở cái thế giới này yếu bao nhiêu. Ha ha ha. Lúc đầu Lý Văn Hải bọn người là nghĩ trực tiếp đem Lý Tử Nhiễm đuổi ra đại hạ. Nhưng bây giờ Diệp Quân Lâm đến, bọn hắn ý nghĩ lại biến. Bọn hắn muốn để cái kia Diệp Quân Lâm nhìn tận mắt Lý Tử Nhiễm bị giết chết. Muốn để Diệp Quân Lâm biết thế giới này phát triển đến loại trình độ nào, cường giả mạnh bao nhiêu. Hắn có bao nhiêu nhỏ bé? Lý Tử Nhiễm kinh ngạc nhìn xem Diệp Quân Lâm, ngươi. Ngươi còn sống. Đúng, ta còn sống. Hết thảy đều là Hắc Ám Thượng Đế đang lợi dụng ngươi. Lợi dụng ngươi nghĩ báo thù cho ta tâm lý, đưa ngươi rèn luyện thành một cái cỗ máy giết người. Diệp Quân Lâm giải thích nói. Luôn luôn đối Hắc Ám Thượng Đế tin tưởng không nghi ngờ Lý Tử Nhiễm, lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vậy mà sinh ra hoài nghi. Trước mắt Diệp Quân Lâm không phải giả mạo, hắn còn sống. Đây chính là Hắc Ám Thượng Đế vấn đề. Có lẽ là sư phụ cũng không biết ngươi còn sống, nhưng hắn báo thù cho ngươi, liên thủ ta cùng một chỗ diệt trừ cái này đến cái khác cửu địch. Cuối cùng còn đem chư thần phòng thí nghiệm xử lý. Hiện tại chư thần phòng thí nghiệm đúng là từ trên thế giới biến mất. Chính là ta cùng sư phụ liên thủ xử lý,
Ta nhìn tận mắt chư thần phòng thí nghiệm hủy diệt. Lý Tử Nhiễm lời này mới ra, để Diệp Quân Lâm sững sờ. Cái gì, chư thần phòng thí nghiệm biến mất, làm sao có thể? Diệp Quân Lâm không thể tin được chư thần phòng thí nghiệm sẽ biến mất. Xem ở hắn đại khái đối cái này sự phát triển của thời đại hiểu rõ, đúng là nghiêng trời lệch đất. Có thể theo như lý thuyết chư thần phòng thí nghiệm mới là thời đại này chủ đạo người. Bọn hắn có nội tình chờ một chút, tuyệt đối để bọn hắn trở thành cái này thời đại người được lợi lớn nhất. Làm sao lại biến mất đâu? Hắc ám thượng đế diệt. Càng không khả năng. Một bên Quân Quân giải thích nói, ba, chư thần phòng thí nghiệm hoàn toàn chính xác biến mất. 3 năm này nó là chậm rãi biến mất, năm thứ nhất còn có chỗ hoạt động, cùng ngươi cùng đến chỗ chết Lucifer kỳ thật không chết, hắn tại năm thứ nhất hoạt động tấp nập, nhưng mà phía sau 2 năm hoàn toàn biến mất. Ngươi cùng chư thần phòng thí nghiệm đồng dạng, triệt để bị lãng quên. Chư thần phòng thí nghiệm biến mất thật có việc này. Nhưng Diệp Quân Lâm khẳng định bọn hắn đang âm thầm quan sát lấy toàn bộ thế giới, chư thần phòng thí nghiệm tuyệt đối đang nổi lên kế hoạch lớn. Chờ bọn hắn xuất hiện. Bất kỳ cái gì tổ chức thế lực đều là cặn bã. Không có người nào là bọn hắn đối thủ. Cái gì Mã Nhã công nghiệp, đế vương tổ chức còn thay thế chư thần phòng thí nghiệm, so chư thần phòng thí nghiệm còn mạnh hơn. Tất cả đều là kéo con bê. Làm chư thần phòng thí nghiệm xuất hiện thời điểm, thế nhân liền biết cái gì là cường đại. Liền cùng biến mất Diệp Quân Lâm đồng dạng. Vừa xuất hiện chính là chiến lược trần nhà. Diệp Quân Lâm có thể dự cảm đến chư thần phòng thí nghiệm sẽ giống như hắn, vương giả trở về. Đúng, không sai, chư thần phòng thí nghiệm là ta cùng sư phụ diệt đi. Liên quan tới Quân Lâm ngươi còn sống, có thể là sư phụ cũng không cách nào biết chuyện này. Nhưng sư phụ vì để cho ta báo thù, trả giá rất nhiều. Về phần sư phụ lợi dụng ta, không có khả năng. Đây chính là Hắc Ám Thượng Đế chỗ lợi hại. Đem mình tạo thành Lý Tử Nhiễm tín ngưỡng. Hắn mỗi một câu nói Lý Tử Nhiễm cũng sẽ không hoài nghi. Người khác nói Hắc Ám Thượng Đế không tốt, nàng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ phẫn nộ. Hiện tại chính là loại tình huống này. Mà lại phát sinh sự tình logic bên trên đều nói thông được. Cũng không có tính thực chất chứng cứ chứng minh Hắc Ám Thượng Đế đang lợi dụng. Cho nên Lý Tử Nhiễm không tin Diệp Quân Lâm nói. Diệp Quân Lâm lập tức phủ định, không có khả năng. Bằng ngươi cùng Hắc Ám Thượng Đế làm sao có thể diệt đi chư thần phòng thí nghiệm. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi bị lừa, hắn một mực đang lợi dụng ngươi. Chuyện này tuyệt đối là dạng này. Diệt đi chư thần phòng thí nghiệm. Nói đùa cái gì? Nói như vậy. Diệp Quân Lâm cảm thấy lấy hiện tại mình thực lực đều diệt không xong. Lý Tử Nhiễm thêm Hắc Ám Thượng Đế làm sao có thể. Hắc Ám Thượng Đế nhiều nhất cùng hắn hiện tại không sai biệt lắm. Thậm chí còn không bằng. Thế nhưng là ta tự tay tham dự chư thần phòng thí nghiệm diệt vong, tận mắt thấy chư thần phòng thí nghiệm đổ xuống. Này làm sao nói, ngươi có chứng cứ sao? Lý Tử Nhiễm bắt đầu phản bác. Hiện tại dù là Diệp Quân Lâm nói ra hoa, thậm chí chư thần phòng thí nghiệm xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nàng sẽ chỉ nói là giả. Vừa mới Diệp Quân Lâm chợt vừa xuất hiện, nàng cẩn thận quan sát nửa ngày mới xác định là thật. Bởi vì nàng trong ý thức là không thể lật đổ Hắc Ám Thượng Đế. Bởi vậy tại loại này khái niệm dưới, nàng sẽ đi suy nghĩ các loại khả năng. Thứ nhất ý thức là nghĩ đến giữ gìn Hắc Ám Thượng Đế. Diệp Quân Lâm chăm chú nhìn Lý Tử Nhiễm, người bây giờ là bị tẩy não. Người bây giờ là bị hắn khống chế lại, người tranh thủ thời gian tỉnh. Không có khả năng, ta rất thanh tỉnh, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, sư phụ là đối ta người tốt nhất. Lý Tử Nhiễm nói thẳng. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, vậy ngươi biết ta vì cái gì bị nhốt lên sao? Ta cũng là bởi vì đi tìm ngươi, mới bị Hắc Ám Thượng Đế khốn lên. Cái này một khốn chính là 3 năm. Oanh! Giờ khắc này, Lý Tử Nhiễm đột nhiên thân thể run rẩy. Coi là Diệp Quân Lâm lời nói này, để nàng vang lên một sự kiện tới. Từng tại Thánh Kinh tổ chức hang ổ thời điểm, Hắc Ám lao lung bên trong có người đang giãy giụa, náo ra đất rung núi chuyển động tĩnh. Nàng còn hỏi thăm qua Hắc Ám Thượng Đế chuyện gì xảy ra. Là Hắc Ám Thượng Đế cửu nhân bị giam lại. Chẳng lẽ là trưởng phu Diệp Quân Lâm? Không. Không có khả năng. Có sao nói vậy, Diệp Quân Lâm còn không có tư cách trở thành Hắc Ám Thượng Đế địch nhân. Lý Tử Nhiễm rõ ràng nhất Hắc Ám Thượng Đế cường đại cỡ nào. Vô luận 3 năm này thời đại như thế nào biến hóa, hắn đều là đứng ở đỉnh tiêm.
Diệp Quân Lâm điểm kia thực lực chỉ xứng làm Hắc Ám Thượng Đế đồ đệ. Tiếp theo, Lý Tử Nhiễm biết cái kia bị vứt bỏ Hắc Ám Lao Lung trừ Hắc Ám Thượng Đế không người nào có thể mở ra. Mà lại nàng còn nghe Minh Tà Thần nói qua, Hắc Ám Lao Lung cũng không phải Hắc Ám Thượng Đế muốn mở ra liền có thể mở ra. Hắn nhất định phải mượn nhờ so sánh Thiên Kiếm Địa Đao mới có thể mở ra Hắc Ám Lao Lung. Chính là nói, không có Thiên Kiếm Địa Đao, Hắc Ám Thượng Đế đều mở không ra. Nếu như Diệp Quân Lâm thật bị vây ở Hắc Ám Lao Lung bên trong, hắn sao có thể ra tới? Chuyện không thể nào. Hơi suy tư về sau, Lý Tử Nhiễm liền đâm thủng Diệp Quân Lâm lời nói dối. Tốt, Quân Lâm nhìn thấy ngươi còn sống, ta rất vui vẻ. Nhưng xin ngươi đừng chửi bới sư phụ, nếu không phải hắn, đoán chừng ta chết sớm. Lý Tử Nhiễm nói thẳng. Ai, ngươi làm sao cũng không tin ta đây. Diệp Quân Lâm cũng không biết nói cái gì. Hiện tại tình huống này, dù là đem Hắc Ám Thượng Đế kéo đến Lý Tử Nhiễm trước mặt nói hắn đang lợi dụng, Lý Tử Nhiễm cũng sẽ không tin. Biện pháp duy nhất chính là đem Hắc Ám Thượng Đế giết. Xem hắn lại thế nào tẩy não. Chửi bới hắn, ta còn muốn giết hắn. Chờ xem, rất nhanh ta liền sẽ giết hắn. Bị nhốt 3 năm, Diệp Quân Lâm sau khi ra ngoài, muốn giết nhất rơi người chính là Hắc Ám Thượng Đế. Không được, ngươi không thể giết sư phụ. Đương nhiên ngươi cũng không có thực lực này. Lý Tử Nhiễm trực tiếp cùng Diệp Quân Lâm ầm ĩ lên. Quân Quân ở bên cạnh lo lắng xuông, cũng không biết như thế nào mở miệng. Dù sao ba mụ mụ các ngươi yên tâm, có Quân Quân đâu, thực sự không được, Quân Quân phía sau có mấy vị sư phụ đâu. Quân Quân ý tứ rất đơn giản. Nàng đến bảo hộ ba mụ mụ. Các ngươi một nhà có thể lưu tại Giang Bắc, nhưng không thể tại Lý gia. Các ngươi đi về nhà của mình. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm mang theo người một nhà về mình chỗ ở. Lý Tử Nhiễm còn tại tự trách không có giúp sư phụ cướp đoạt ngày nữ kiếm. Mama, chúng ta có thể còn sống cũng không tệ. Còn muốn cái gì thiên kiếm, vị tiền bối kia ai có thể đánh được? Quân Quân nói. Như thế, Lý Tử Nhiễm rất tin phục. Dù là Hắc Ám Thượng Đế cũng không được. Đối đầu vị này chỉ có bị miểu sát phần. Vị kia cơ hồ là tất cả mọi người nhìn thấy vũ lực giá trị cao nhất. Đáng tiếc, không có giúp sư phụ hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua vô luận như thế nào ta đều muốn trở về cho sư phụ một câu trả lời. Lý Tử Nhiễm nói. Diệp Quân Lâm vừa muốn nói chuyện, một thanh âm vang lên, chúng ta tới mang ngươi trở về. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ cùng lúc xuất hiện. Minh Tà Thần mang đội. Nghe được Lý Tử Nhiễm mình cũng có muốn trở về ý nghĩ. Minh Tà Thần bọn hắn thở dài một hơi. Dạng này tốt nhất. Miễn cho một trận đại chiến. Ai, các ngươi không thể mang ta đi Mama. Quân Quân lập tức vào tới phía trước, nhìn chòng chọc vào trước mắt 18 người. Chỗ tối các lão tổ tông tâm cũng đi theo treo lên. Quân Quân gặp nguy hiểm, bọn hắn sẽ tùy thời ra tay. Hai tử ngươi ngăn không được, lại nói mụ mụ ngươi cũng phải trở về. Minh Tà Thần cười cười. Hắc Ám Thượng Đế một mực đang lợi dụng ngươi, nhìn thiên kiếm tranh đoạt thất bại, liền đem ngươi một người vứt bỏ. Nếu như ta không có đoán sai, trước đó những người này cũng ở a. Diệp Quân Lâm cười cười. Lý Tử Nhiễm không có cách nào phản bác. Trước đó đúng là, đằng sau xảy ra chuyện sau chạy so với ai khác đều nhanh. Chẳng qua nàng lập tức giải thích nói, kia là sư phụ sợ hãi sự tình làm lớn chuyện, để bọn hắn trước thoát đi. Không để ta còn muốn chiếu cố bọn hắn. Dẫn bọn hắn chạy trốn. Ha ha, bọn hắn lần này xuất hiện chính là mang ngươi trở về, từ đó khống chế ngươi. Chính là sợ hãi ngươi tiết lộ thánh kinh tổ chức bí mật. Ngươi nếu là không quay về, bọn hắn chính là đến giết ngươi. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm mặt mũi tràn đầy không tin, không có khả năng. Sư phụ làm sao lại giết ta? Ai đang nói chuyện? Minh Tà Thần hô lớn. Bởi vì góc độ vấn đề, mọi người tuyệt không nhìn thấy Diệp Quân Lâm. Ta, theo thanh âm, Diệp Quân Lâm xuất hiện tại 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ trước mặt. Lần này kém chút đem 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ trong mắt dọa bay. Cái này. Diệp Quân Lâm, người sống sờ sờ Diệp Quân Lâm. Còn có ta, Hỏa Vân Tà Thần từ một bên khác đi ra. Oanh, rung động, quá rung động. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ đều muốn điên rồi. Đây là sự thực. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần làm sao ở chỗ này? Bọn hắn so với trước kia nhìn thấy Diệp Quân Lâm người chấn kinh nhiều.
Dù sao bọn hắn biết Diệp Quân Lâm trước đó ở nơi nào. Hắc ám lao lung a. Đây chính là hắc ám lao lung a. Hắc ám thượng đế đều mở không ra khốn lồng. Nhất định phải mượn nhờ địa đao mới có thể. Hắc ám lao lung là không thể nào mở ra. Hắc ám thượng đế chính miệng nói qua Diệp Quân Lâm đời này đều muốn ở lại bên trong, không cách nào ra tới. Hắc ám lao lung trình độ chắc chắn cùng đặc thù trang bị khiến cho nó không cách nào đánh vỡ. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn nhìn thấy Diệp Quân Lâm hai người a. Bọn hắn từ hắc ám lao lung bên trong ra tới. Điên! Đều điên! 18 lớn hắc ám thiên sứ từng cái tê cả ra đầu, lông tơ dựng đứng. Cùng gặp quỷ đồng dạng. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm ở đây. Là bọn hắn đời này kinh hãi nhất sự tình. Chấn kinh trình độ thậm chí vượt qua thiên kiếm bị người hai ngón tay gõ nát chuyện này. Không có so với bọn hắn càng hiểu giam giữ Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần là địa phương nào. Ngươi! Minh Tà Thần run rẩy đến một câu đều nói không nên lời. Ngươi là thật Diệp Quân Lâm? Những người khác hỏi lên. Không phải ta còn có thể là ai? Ngượng ngùng ta ra tới. Không nghĩ tới a. Diệp Quân Lâm cười cười. Hỏa Vân Tà Thần cũng phụ họa. Ha ha, địa phương quỷ quái khốn không được chúng ta. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Cái chỗ kia không ai có thể đánh phá. Minh Tà Thần bọn hắn không nguyện ý tin tưởng hết thảy trước mắt. Muốn mang thê tử của ta đi. Không có khả năng. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Thế nhưng là Minh Tà Thần bọn hắn đều bị dọa sợ. Rút. Gặp được Diệp Quân Lâm chuyện này về sau, bọn hắn nào có nhàn tâm lại đi chú ý Lý Tử Nhiễm. 18 người trực tiếp bị dọa chạy. Mộng. Lý Tử Nhiễm cùng Quân Quân đều mộng. Không phải đến mang người đi sao? Làm sao chỉ chớp mắt cũng không thấy. Liền chỗ tối các lão tổ tông đều rất hiếu kỳ. Diệp Quân Lâm có dọa người như vậy sao? Một bên khác, 18 lớn hắc ám thiên sứ lấy tốc độ nhanh nhất trở về Thánh Kinh tổ chức mới nhất xào huyệt. Đem hết thảy nói cho hắc ám thượng đế. Cái gì, các ngươi nhìn thấy Diệp Quân Lâm? Hắc ám thượng đế sắp điên. Đây là hắc ám thượng đế đời này nghe được chuyện khó tin nhất. Cũng là hắn cảm thấy khó nhất sự tình. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm rồi. Ở đâu nhìn thấy? Bọn hắn không phải bị mình phái đi đại hạ sao? Làm sao lại nhìn thấy Diệp Quân Lâm? Không có khả năng. Đại hạ làm sao lại có Diệp Quân Lâm? Tuyệt đối không có khả năng. Nhìn lầm. Hắc ám thượng đế không tin. Đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Tại hắn khái niệm bên trong không ai có thể đánh phá hắc ám lao lung. Trừ phi có được hắn cấp bậc này thực lực tăng thêm địa đao như vậy thần khí mới có thể. Nhưng tại hắc ám lao lung bên trong Diệp Quân Lâm đã không có hắn thực lực như vậy, càng không có địa đao nơi tay. Hắn lấy cái gì phá vỡ hắc ám lao lung? Để hắn bế nhốt cả đời cũng không thể. Các ngươi ở đâu nhìn thấy? Hắc ám thượng đế run rẩy hỏi. Đương nhiên là tại đại hạ nhìn thấy. Chúng ta đi mang Lý Tử Nhiễm trở về. Kết quả Diệp Quân Lâm cũng tại. Minh Tà Thần lá gan đều dọa phá. Đúng, chúng ta tận mắt thấy Diệp Quân Lâm. Chính là hắn, không sai. Còn có Hỏa Vân Tà Thần. Hai người bọn họ cùng một chỗ. Chính là bọn hắn, ta dám khẳng định. Chấm. 18 lớn hắc ám thiên sứ tranh nhau chen lấn nói. Mặc dù mọi người lao nhau, nhận cực độ kinh hãi. Nhưng hắc ám thượng đế khẳng định một việc, Diệp Quân Lâm ra tới. Hắn từ hắc ám lao lung ra tới. Phốc. Xác định sự thật này về sau, hắc ám thượng đế một ngụm máu tươi phun ra. Lửa công tâm. Liền hắc ám thượng đế đều không có khống chế lại. Không, ta không tin Diệp Quân Lâm ra tới. Ta không tin. Hắc ám thượng đế lắc đầu liên tục. Tuyệt đối không tin Diệp Quân Lâm từ hắc ám lao lung ra tới. Hắc ám thượng đế ngài muốn là không tin. Ngài có thể tự mình đi đại hạ nhìn xem. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần ra tới, ngay tại đại hạ. Cái gọi là mắt thấy mới là thật. Tất cả mọi người muốn để hắc ám thượng đế đi đại hạ, tận mắt thấy Diệp Quân Lâm ra tới. Vừa nghe đến đại hạ, hắc ám thượng đế lộ ra một vòng kiêng kỵ thần sắc. Thiên kiếm địa đao không có dung hợp, hắc ám thượng đế là sẽ không cũng không dám bước vào đại hạ. Đúng. Chúng ta đi xem một chút hắc ám lao lung còn ở đó hay không chẳng phải được rồi. Bỗng nhiên, hắc ám thượng đế nghĩ đến đã từng thánh kinh tổ chức hang ổ. Đi xem một chút không phải. Xuất phát. Hắc ám thượng đế lập tức mang theo đám người xuất phát, không xa vạn dặm đi vào thánh kinh tổ chức hang ổ. Cái này.
nhìn đến đây biến thành Bích Hải Lam Thiên, mỗi người đều ngây ngốc. Chúng ta có phải là đi nhầm địa phương rồi? Cái này căn bản không phải a. Bây giờ Bích Hải Lam Thiên thắng cảnh nghỉ mát, như trước kia Thánh Kinh tổ chức hang ổ không quan hệ chút nào a. Tất cả mọi người đang hoài nghi có phải là đến nhầm địa phương. Không có khả năng, nơi này là được. Hắc Ám Thượng Đế rất khẳng định nói. Đúng, chính là chỗ này. Ta tìm tới trước kia tòa thành cung điện phế tích. Minh Tà Thần kinh hô. Rất nhanh mọi người đi vào phế tích chỗ. Nhìn thấy mà giật mình. Một mảnh hỗn độn. Những cái này phế tích vẫn là đụng một cái liền phong hóa biến mất. Giống như là đã phong hóa hơn mấy ngàn vạn năm đồng dạng. Có một chút điểm gió nhẹ những cái này phế tích liền tan biến. Cái này. Mọi người kinh hô liên tục. Lại nhìn nơi này dãy núi đều bị san bằng. Không phải san bằng, là san bằng. Chính là nói nguyên lai uốn lượn khúc chiết liên miên núi non chập trùng trực tiếp từ trên bản đồ biến mất. Cái này thay đổi cũng quá lớn đi. Hắc Ám Lao Lung đâu? Hắc Ám Thượng Đế kích động bắt đầu tìm kiếm Hắc Ám Lao Lung. Thế nhưng là tìm một vòng, nơi nào có Hắc Ám Lao Lung, liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Cuối cùng Hắc Ám Thượng Đế xác định đã từng Hắc Ám Lao Lung cất đặt vị trí. Nhưng bây giờ cái gì cũng không có. Bọn hắn xác định một sự thật, Hắc Ám Lao Lung bị đánh vỡ. Diệp Quân Lâm cùng Hỏa Vân Tà Thần ra tới. Minh Tà Thần bọn hắn tại Đại Hạ nhìn thấy chính là thật. Nhưng một cái nghi vấn xuất hiện, Hắc Ám Lao Lung là thế nào bị đánh vỡ? Đây là Diệp Quân Lâm mình đánh vỡ sao? Trầm mặc, lâu dài trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc. Không thể không tiếp nhận cái này đáng sợ sự thật tàn khốc. Trong con mắt của bọn họ trên đời này khó khăn nhất đánh vỡ lồng giam bị đánh vỡ. Sau đó tất cả mọi người nhìn xem Hắc Ám Thượng Đế đang tiến hành một chút kỳ quái hành vi, nhưng mọi người minh bạch Hắc Ám Thượng Đế là đang tìm kiếm một chút dấu vết để lại, đến trả nguyên lúc trước Hắc Ám Lao Lung là như thế nào bị mở ra. Chấm. Hồng hộc. Sau đó không lâu, Hắc Ám Thượng Đế từng ngụm thở hổn hển. Hắn đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này dường như siêu thoát ra Hắc Ám Thượng Đế nhận biết. Cái này 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ dọa sợ. Có thể siêu thoát ra Hắc Ám Thượng Đế nhận biết, cái kia phải khủng bố đến tình cảnh gì. Dù sao không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Hắn là một chiêu hủy diệt Hắc Ám Lao Lung. Một chiêu dự uy đem nơi này thay trời đổi đất, san bằng thế núi địa mạch, quét sạch sẽ hết thảy sương mù, để trong này biến thành Bích Hải Lam Thiên. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Cái này là dạng gì khái niệm? Không chỉ một chiêu phá hủy Hắc Ám Lao Lung, dự uy tác động đến còn để trong này thay trời đổi đất. Đây chính là quá khủng bố. Hủy diệt một chiêu. Hắc Ám Thượng Đế tự hỏi làm sao đều làm không được như thế. Dù là tay cầm địa đao đoán chừng cũng phải trên trăm đao mới khó khăn lắm đánh vỡ Hắc Ám Lao Lung, nhưng tổng thể kết cấu vẫn là không cách nào phá hủy. Nhưng người này một chiêu. Một chiêu này để ta nghĩ đến cái kia hai ngón tay gõ nát thiên kiếm kinh khủng tồn tại. Hắc Ám Thượng Đế mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Mọi người đã không cách nào tưởng tượng cái này cỡ nào khủng bố. Vậy mà có thể so sánh hai ngón tay đầu gõ nát thiên kiếm vị kia. Thậm chí rất có thể hai cái này chính là cùng một người. Hắc Ám Thượng Đế hoảng sợ nói. T. Tất cả mọi người nhao nhao đổ rút khí lạnh. Hai vị này như thế nào trùng điệp? Cái kia cũng thật đáng sợ. Chẳng lẽ là Diệp Quân Lâm? Phốc. Lời này mới ra, tất cả mọi người bị chấn kinh đến hộc máu. Cái này người nếu như là Diệp Quân Lâm, hoàn toàn giải thích được. Cứu Lý Tử Nhiễm cùng con của hắn, có được gõ nát thiên kiếm thực lực kinh khủng, tự nhiên cũng có thể mở ra Hắc Ám Lao Lung. Nghĩ kỹ cực sợ. Nghĩ như vậy, Diệp Quân Lâm hoàn toàn có khả năng. Hắn bế quan thực lực tăng nhiều, mở ra Hắc Ám Lao Lung, lại đi giải cứu thê nữ. Xác thực giải thích được, nhưng các ngươi xem nhẹ một vấn đề, Diệp Quân Lâm thực lực. 3 năm trước đây, không, 2 năm trước thực lực của hắn cái dạng gì các ngươi đều biết a. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ đơn sách ra tới không phải đối thủ của hắn. Nhưng 18 người liên hợp lại, Diệp Quân Lâm tuyệt đối không có cách nào thủ thắng. Liên thực lực thế này đối Hắc Ám Lao Lung đến nói gần như không thể sách, giống như sâu kiến. Ngắn ngủi thời gian 2 năm Diệp Quân Lâm liền có thể một bước lên trời. Vượt xa khỏi ta một cái cấp bậc, thậm chí cao hơn ta mấy cái cấp bậc. Khả năng sao? Ngươi nếu là nói ở bên ngoài,
hiện tại mấy năm này thời đại biến hóa, kỳ ngộ quá nhiều. Có thể Diệp Quân Lâm có nghịch thiên khí vận, một bước lên trời cũng không phải là không thể được. Nhưng 3 năm này hắn đều tại hắc ám lao lung bên trong, cái gì kỳ ngộ đều không có. Làm sao có thể? Hắc ám thượng đế bởi vì kích động, liên tục phân tích giải thích đặt câu hỏi. Tất cả mọi người gật gật đầu. Đúng là dạng này. Vô luận như thế nào phân tích, Diệp Quân Lâm không có khả năng một bước lên trời, mạnh tới mức này. Tuyệt đối không có khả năng. Hắc ám thượng đế làm đứng tại cường giả đứng đầu, kiến thức bao rộng, cái gì cường giả chưa thấy qua. Cái dạng gì hỏa tiễn tốc độ tăng lên chưa thấy qua. Nhưng giống Diệp Quân Lâm loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng. Nếu như có cơ hội Diệp Quân Lâm không đã sớm một bước lên trời. Không phải lúc này. Cho nên hắc ám thượng đế nói tuyệt đối không thể. Đây không phải hắc ám thượng đế tại an ủi mình, là thật cảm thấy không thể nào. Nhưng Diệp Quân Lâm là như thế nào rời đi đâu? Hắc ám lao lung lại là như thế nào mở ra đây này? Minh Tà Thần đưa ra một cái vấn đề mấu chốt nhất. Mọi người nhao nhao nhìn về phía hắc ám thượng đế, chờ đợi lấy trả lời. Còn nhớ rõ trước đó Kim Cảng Đảo một trận chiến Diệp Quân Lâm giả chết sự tình sao? Hắc ám thượng đế hỏi. Nhớ kỹ. Đám người gật đầu. Minh Tà Thần càng là nói, toàn thế giới đều coi là Diệp Quân Lâm chết rồi, nhưng ngài nói hắn còn sống. Đúng, đó là bởi vì ta cảm nhận được Diệp Quân Lâm dùng một loại cấm kỹ thuật, mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn là cảm nhận được. Đằng sau Diệp Quân Lâm triệt để không quan tâm, sử dụng cấm kỹ thuật. Cái này cấm kỹ thuật có cái gì đặc biệt sao? Đám người hỏi. Bởi vì nó nguồn gốc từ một người. Một cái để ta hiện tại cũng không thể tiến vào đại hạ người. Hắc ám thượng đế đột nhiên sắc mặt dữ tợn, trở nên cực độ đáng sợ khủng bố. Minh Tà Thần lập tức nói, chẳng phải là nói ngài muốn lấy được thiên kiếm, dung hợp địa đao sau đối phó chính là người này. Hắc ám thượng đế gật gật đầu, không sai. Thậm chí ta sáng tạo thánh kinh tổ chức, bố cục lâu như vậy đều là vì người này. Cho nên ý của ngài là nói Diệp Quân Lâm là đồ đệ của hắn. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn đem Diệp Quân Lâm bắt tới khi ngươi đồ đệ cũng là cùng cái này người có quan hệ. Ừm, xác thực như thế. Ta muốn để đồ đệ của hắn biến thành ta. Chỉ là thất bại. Đám người chấn kinh, đây chẳng phải là nói lần này hắc ám lao lung là Diệp Quân Lâm sư phụ đánh vỡ. Có khả năng này, nhưng bằng vào ta đối với hắn trước kia nhận biết, đại khái suất không có khả năng. Chẳng qua đâu, những năm này đi qua, nói không chừng hắn có cái gì kỳ ngộ cũng không nhất định. Không phải Diệp Quân Lâm hắc ám lao lung như thế nào đánh vỡ. Ta hiện tại thật sâu hoài nghi gõ nát thiên kiếm cùng đánh vỡ hắc ám lao lung đều là hắn. Hắc ám thượng đế có chút tuyệt vọng. Nếu như mình muốn nhằm vào người này có thực lực như thế, vậy mình thời gian dài như vậy đến nay cố gắng đều là uổng phí. Dung hợp thiên kiếm địa đao đoán chừng cũng không có cách nào. Nếu quả thật chính là hắn, như vậy đời này rốt cuộc đừng nghĩ tiến vào đại hạ. Chẳng qua so với Diệp Quân Lâm mình đánh vỡ hắc ám lao lung, hắc ám thượng đế càng muốn tin tưởng là sư phụ hắn làm. Diệp Quân Lâm làm. Hắc ám thượng đế không tin. Chẳng qua cũng không thể loại trừ Diệp Quân Lâm làm được. Vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi. Có người cả gan nói ra nghi vấn. Vô luận như thế nào đều là mọi người phân tích, nhưng cuối cùng mắt thấy mới là thật. Diệp Quân Lâm mình đánh vỡ hắc ám lao lung vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi. Không thể nói không có. Liền hắc ám thượng đế chính mình cũng minh bạch đạo lý này. Có phải là Diệp Quân Lâm đo lường một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Hắc ám thượng đế nói. Chẳng lẽ ngài muốn đi đại hạ rồi? Hắc ám thượng đế lắc đầu, trước kia cũng không thể. Hiện tại càng không thể. Kiểm tra Diệp Quân Lâm chuyện này rất đơn giản. Mượn nhờ tay người khác. Các ngươi nghe ta thu xếp. Nghe xong thu xếp về sau, đám người lộ ra nụ cười. Biện pháp này có thể. Chấm. Ở xa Giang Bắc Lý Tử Nhiễm cùng Quân Quân vẫn còn đang suy tư vì sao 18 lớn hắc ám thiên sứ nhìn thấy Diệp Quân Lâm đột nhiên chạy trốn nguyên nhân. Ta nói qua ta chính là bị hắc ám thượng đế vây khốn, bọn hắn vốn cho là sẽ quan ta cả một đời. Kết quả ta ra tới, cho nên bọn hắn nhìn thấy ta mới có thể như vậy chấn kinh, mới có thể đột nhiên chạy trốn. Diệp Quân Lâm giải thích nói. Nhưng Lý Tử Nhiễm căn bản nghe không vào. Bọn hắn khiếp sợ nguyên nhân là ngươi còn sống, cho tới nay, tất cả chúng ta đều cho là ngươi chết rồi, đột nhiên nhìn thấy người sống sờ sờ, ai không khiếp sợ. Lý Tử Nhiễm nói. Đang lúc hai người kịch liệt biện luận thời điểm,
Minh Tà Thần mấy người xuất hiện lần nữa. Các ngươi tới làm cái gì? Diệp Quân Lâm nói. Xem đi, tuyệt đối không phải nguyên nhân khác, chính là nhìn thấy ngươi còn sống mới có thể rời đi. Lý Tử Nhiễm chừng Diệp Quân Lâm liếc mắt. Truyền Hắc Ám Thượng Đế mệnh lệnh, từ nay về sau ngươi liền cùng người nhà sinh hoạt chung một chỗ, không cần về Thánh Kinh tổ chức. Minh Tà Thần truyền đạt cho Lý Tử Nhiễm mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Lý Tử Nhiễm chấn kinh thì chấn kinh, nhưng vẫn gật đầu. Nhưng Diệp Quân Lâm cảm thấy không phải chuyện như vậy. Âm mưu. Cái này nhất định là Hắc Ám Thượng Đế âm mưu. Đã những người này đi mà quay lại. Hắc Ám Thượng Đế khẳng định đã biết đồng thời tiếp nhận mình từ Hắc Ám Lao Lung bên trong ra tới sự thật. Chẳng qua Hắc Ám Thượng Đế tuyệt đối là sẽ không tin tưởng mình có thể đánh phá Hắc Ám Lao Lung. Đừng nói là hắn, nếu là Diệp Quân Lâm gặp được loại sự tình này cũng sẽ không tin tưởng. Dù là cùng một chỗ trải qua Hỏa Vân Tà Thần đến nay cũng không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Trước kia khả năng so hắn hơi mạnh một điểm Diệp Quân Lâm, giờ phút này vượt qua hắn gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí mười vạn lần. Kia vì sao ngược lại phái người đến để Lý Tử Nhiễm lưu tại Đại Hạ? Có âm mưu. Kiểm tra. Tuyệt đối là nghĩ kiểm tra mình thực lực. Đến xác định Hắc Ám Lao Lung đến cùng phải hay không mình đánh vỡ. Về phần âm mưu gì, Diệp Quân Lâm trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới. Chẳng qua Diệp Quân Lâm không quan trọng. Âm mưu gì, hắn chống đỡ không được. Đánh không được, trực tiếp biểu hiện ra thực lực chân thật. Hiện tại hắn ai cũng không để vào mắt. Hiện tại chỗ tốt là Lý Tử Nhiễm sẽ không nhao nhao rời đi Đại Hạ, đi cùng sư phụ thỉnh tội. Dạng này, Diệp Quân Lâm có thể một chút xíu đem tư tưởng của nàng cho chuyển biến tới. Là thời điểm cùng người nhà qua một đoạn nhàn hạ thời gian. Vừa vặn Quân Quân hiện tại cũng có thể lịch luyện, có thể mỗi ngày nhìn thấy hài tử. Chấm. Nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh Đại Hạ liền truyền ra tin tức trọng đại, nữ ma đầu Lý Tử Nhiễm bây giờ ngay tại Đại Hạ Giang Bắc. Còn có đã từng Đại Hạ thủ hộ thần Diệp Quân Lâm cũng trở về. Hai cái này tin tức vừa ra tới. Đừng nói Đại Hạ chấn kinh, chính là toàn thế giới cũng đều chấn kinh. Nhất là Diệp Quân Lâm còn sống trở về tin tức mọi người biết về sau, đều điên cuồng. Diệp Quân Lâm cái tên này lần nữa tiến vào mọi người trong tầm mắt. Thời đại trước vương giả xuất hiện. Rất nhiều mới lên cường giả cùng chỉ nghe qua Diệp Quân Lâm truyền thuyết những người mới đều nghĩ đến nhìn xem Diệp Quân Lâm bộ dáng gì. Về phần Diệp Quân Lâm trước kia người quen, nhất là những cái kia tại thời đại mới đạt được kỳ ngộ người quen nhóm càng khát vọng nhìn thấy Diệp Quân Lâm, muốn cùng hắn tương đối tương đối. Diệp Quân Lâm địch nhân lại càng không cần phải nói, thời thời khắc khắc đều nhớ nhìn thấy Diệp Quân Lâm. Bọn hắn so với ai khác đều nghĩ Diệp Quân Lâm còn sống, một mực đang khát vọng. Diệp Quân Lâm đối thủ đều nghĩ hắn trở về, đều muốn chứng minh so Diệp Quân Lâm mạnh, cho hắn biết ở thời đại này hắn yếu bao nhiêu. Hắn đã từng lấy làm tự hào hết thảy đều không tồn tại. Liền Diệp Quân Lâm các huynh đệ biết hắn còn sống, ngay lập tức đều kích động chạy đến. Kỳ Lân, Thanh Long bọn hắn. Còn có đã từng Diệp Quân Lâm đồ đệ Tiêu Phong bọn người cùng bồi dưỡng được đến các đại cao thủ cũng đều khát vọng nhìn thấy hắn. Trong lúc nhất thời đều nhao nhao hướng Giang Bắc tới. Diệp Quân Lâm ngươi rốt cục xuất hiện sao? Ta cũng phải nhìn nhìn ngươi như thế nào. Thiên Sách thiếu soái bọn hắn cũng chạy đến. Diệp Quân Lâm xuất hiện. Kinh thành Diệp tộc nhận được tin tức kích động nhất. Diệp Quân Lâm xuất hiện, kia nhất định phải dựa theo Diệp tộc gia quy, chúng ta đi Giang Bắc. Ta muốn nhìn Diệp Quân Lâm như thế nào. Diệp Vô Đạo rất là chờ mong. Chấm. Diệp Quân Lâm cái này thời đại trước vương giả vẫn là gây nên sóng to gió lớn. Hắn xuất hiện, trên cơ bản so sánh Thiên Kiếm xuất thế. Vô số người đều tiến về Giang Bắc đi. Một phương diện khác Lý Tử Nhiễm tại Giang Bắc tin tức bị phủ lên càng ngày càng nghiêm trọng. Nữ ma đầu phải chết, nàng giết đại hạ nhiều người như vậy. Sao có thể bình yên vô sự đợi tại đại hạ? Đúng, Lý Tử Nhiễm phải chết, nàng không thể sống lấy. Nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời, người nhà của chúng ta đều chết ở trong tay nàng. Chấm. Trong lúc nhất thời, muốn giết Lý Tử Nhiễm tiếng hô càng ngày càng cao. Gần như khắp nơi đều có. Không giết Lý Tử Nhiễm, người người đều muốn thỉnh nguyện. Thậm chí có không ít người chuyên môn hướng Thiên Sách phủ chờ cơ cấu thỉnh nguyện muốn giết Lý Tử Nhiễm. Tóm lại, Lý Tử Nhiễm không thể sống lấy tại đại hạ. Nàng phải chết. Diệp Quân Lâm rốt cuộc biết Hắc Ám Thượng Đế âm mưu là cái gì. Đem tất cả điểm tập trung trên người mình,
đến kiểm tra mình thực lực. Thứ nhất, thả ra mình còn sống tin tức, bại lộ mình vị trí hiện tại. Thứ hai, kích động cảm xúc, làm cho tất cả mọi người cừu thị Lý Tử Nhiễm, từ đó muốn giết chết nàng. Chấm. Liền hai điểm này, cũng đủ để cho tất cả mọi người đến nhằm vào Diệp Quân Lâm. Đến lúc đó thế gian đều là địch. Vì bảo vệ Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm nhất định phải ra tay. Đối mặt toàn đại hạ toàn thế giới uy áp, Diệp Quân Lâm thế tất sẽ thể hiện ra thực lực. Đến lúc đó Hắc Ám Thượng Đế liền sẽ biết Diệp Quân Lâm thực lực chân thật. Từ đó phán đoán Diệp Quân Lâm là như thế nào từ Hắc Ám lao lung ra tới. Đây chính là Hắc Ám Thượng Đế kiểm tra cùng kế hoạch. Giang Bắc lần nữa trở thành thế giới chú mục địa phương. Một nhóm lại một nhóm cường giả tới đây, còn lặng lẽ đem Giang Bắc phong tỏa ngăn cản. Không để Giang Bắc người ra ngoài. Bọn hắn thế tất yếu đem Lý Tử Nhiễm vĩnh viễn lưu tại nơi này. Một bộ người thuận tiện cũng muốn để Diệp Quân Lâm chết thảm. Không chết cũng cho hắn biết thế giới này tàn nhẫn, cho hắn biết mình ở thời đại này đến cỡ nào yếu. Còn có không ít người nghĩ đến nhìn xem cái này ngày xưa vương giả là thế nào. Không chỉ là đại hạ, toàn các nơi trên thế giới đều có người tới. Bởi vậy, lần này tới người không thua gì lúc trước thiên kiếm xuất thế trình độ. Thanh Long, Kỳ Lân bọn người sớm đến. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm, tất cả mọi người vô cùng kích động. Lão đại ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Thanh Long bọn người nhìn thấy Diệp Quân Lâm vô cùng kích động. Mỗi người đều cho Diệp Quân Lâm một cái to lớn ôm. Cho tới nay, bọn hắn đều đem Diệp Quân Lâm xem như tiến lên trong chóng đo chiều gió. Dần dần đều trở thành tinh thần biểu tượng. Vô luận Diệp Quân Lâm mạnh cùng không mạnh, đều là lão đại của bọn hắn. Đối ý nghĩa của bọn họ phi phàm, không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Tiên sinh, áo vải sát thần cũng chào hỏi. Quân Lâm ca ca. Văn Lôi cùng Chu Nam Yên cũng vọt lên. Bọn hắn hiện tại cũng là Côn Luân công nghiệp cao tầng, cùng một chỗ tổ đội đến. Bây giờ mỗi cái đều là một mình đảm đương một phía cự phách. Hoặc là thần bảng cường giả, hoặc là chuẩn thần bảng cường giả. Nghe nói hiện tại cường giả như mây, trước kia thần bảng chỉ lên bảng 100 vị xa xa bao quát không được. Hiện nay sắp đẩy ra mới thần bảng, trọn vẹn có thể có 1.000 người lên bảng. Mà 1.000 người thần bảng cuối cùng lại so trước đó 100 nhân thần bảng cuối cùng còn mạnh hơn. Đủ thấy năm thứ ba biến hóa khủng bố đến mức nào. Nếu là 1.000 nhân thần bảng đẩy ra, những người trước mắt này toàn bộ trên bảng nổi danh. Diệp Quân Lâm dò xét đám người một vòng, hài lòng gật đầu. Không sai, từng cái tiến bộ quá nhiều, bước vào cường giả hàng ngũ. Diệp Quân Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được Thanh Long, Kỳ Lân bọn hắn biến hóa quá lớn. Nhưng có một vấn đề, bọn hắn năng lượng trong cơ thể cùng nguyên tố rất tạp. Thậm chí nói lộn xộn. Nói rõ đi qua trong 3 năm này, bọn hắn cái gì đều luyện. Dùng hết các loại phương pháp đến đề cao mình. Ngược lại mình giao cho bọn hắn công pháp cơ bản lại vứt bỏ. Nhưng mà bọn hắn không biết là cái này cửa công pháp cơ bản mới là cường đại nhất. Cũng là Diệp Quân Lâm bế quan thời điểm vứt bỏ hết thảy tu luyện. Truy cầu nhất cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Cho nên hiện tại Diệp Quân Lâm đến trình độ này. Không khoa trương mà nói, mặc cho người thời đại này bao nhiêu nghiêu bức, không có ta Diệp Quân Lâm một quyền không giải quyết được sự tình. Lúc trước Diệp Quân Lâm đối những huynh đệ này cũng là dốc túi tương thụ, đem quý giá nhất đồ vật truyền thụ cho bọn hắn. Chẳng qua bây giờ xem ra là bị từ bỏ. Nhìn thấy lão đại thưởng thức hài lòng thần sắc, tất cả mọi người rất kích động. Bị người tán thành là một chuyện rất thoải mái. Nhất là bị tín ngưỡng của người tán thành. 3 năm này, kỳ thật tất cả mọi người kìm nén một hơi, đều nghĩ Diệp Quân Lâm trở về, để hắn nhìn xem mình cường đại. Đây là một loại tiểu hài thu hoạch được danh dự, muốn để người trong nhà bằng hữu nhìn xem tâm lý. Chẳng qua nhìn thấy Diệp Quân Lâm mày nhíu lại, tất cả mọi người sinh lòng nghi hoặc. Lão đại có vấn đề gì sao? Kỳ Lân hỏi. Diệp Quân Lâm thở dài nói, ta giáo đồ đạc của các ngươi không cần rồi. Lời này mới ra, Kỳ Lân Thanh Long chờ người đưa mắt nhìn nhau. Mọi người cũng không nguyện ý mặt đối với vấn đề này. Sợ làm bị thương Diệp Quân Lâm. Cuối cùng vẫn là Kỳ Lân lấy can đảm nói, lão đại nói câu ngài không muốn nghe. Ngài truyền cho công pháp của chúng ta quá mức phổ thông cơ sở. Tại cái này tàn khốc thời đại, các loại cổ xưa công pháp và hiện đại pháp môn tu luyện bay đầy trời. Ngài môn công pháp này sớm đã bị đào thải, hoàn toàn không phù hợp thời đại này.
Tựa hồ là sợ Diệp Quân Lâm sinh khí, Thanh Long lập tức nói bổ sung, lão đại. Kỳ Lân không có ý tứ gì khác, hiện tại thời đại phát triển quá nhanh, lợi hại công pháp những cái này nhiều lắm, ngài môn công pháp này hoàn toàn chính xác bị đào thải. Ví dụ như Côn Luân công nghiệp từ cổ di tích tìm tới cổ xưa công pháp một tháng thời gian liền để chúng ta tăng cường gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Nhưng người công pháp cơ bản sợ là tu luyện một năm đều chướng không đến gấp 10. Đào thải là hẳn là. Chu Tước cũng phụ họa nói, huống chi lão đại chúng ta cơ sở đánh cho đã thật tốt. Người môn công pháp này chính là đặt nền móng dùng. Chính bởi vì chúng ta cơ sở đánh thật hay. Cho nên tu luyện những cái kia cổ xưa công pháp và hiện đại pháp môn tu luyện, chúng ta tốc độ tiến bộ cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Áo vải sát thần, Huyền Võ, Bạch Hổ bọn hắn nhìn thấy Diệp Quân Lâm sắc mặt âm trầm, cũng đều nói, lão đại tiên sinh thực sự là thời đại phát triển quá cấp tốc. Đồ tốt nhiều lắm, cũng không có rèm pha ý của ngài a. Ai? Hỏa Vân Tà Thần nhìn xem đám người, bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm thở dài nói, phát triển cấp tốc, các ngươi căn bản không biết cái gì gọi là tốc độ. Tại vị này trước mặt các ngươi điểm kia thực lực không bằng người ta hắt cái xì hơi đâu. Văn Lôi cười cười, Quân Lâm đừng nóng giận, chủ yếu là ngươi không hiểu rõ thời đại này. Ta nghe nói ngươi bị người khốn 3 năm, ngươi hết thảy cũng đều dừng lại tại 3 năm trước đây. Chờ ngươi nhiều hiểu rõ một chút thời đại này liền sẽ rõ ràng. 3 năm hết thảy gần như đều đào thải, không chỉ là công pháp của ngươi, chính là chư thần phòng thí nghiệm vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật cũng đều đào thải. Cùng Côn Luân công nghiệp đồ vật so ra liền là trò trẻ con. Liền lấy thuần năng lượng thể đến nói. 3 năm trước đây vừa ra tới ngươi xem một chút, ai cũng không có cách nào. Nhưng hôm nay thuần năng lượng thể đều phải cầu lên, nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Văn Lôi lời giải thích này rất hình tượng. Mọi người nhao nhao đều gật gật đầu. Là 3 năm trước đây hết thảy đều đào thải. Bao quát Diệp Quân Lâm cùng công pháp của hắn. Ở thời đại này Diệp Quân Lâm công pháp liền giống với bài tập thể dục đồng dạng. Căn bản là vô dụng. Ta biết, các ngươi cũng đều có tự mình lựa chọn quyền lợi. Huống chi các ngươi đều mạnh lên nhiều lắm. Ta sẽ không trách các ngươi. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Kỳ Lân mấy người nghe được phấn chấn, lão đại ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục cố gắng xuống dưới, để ngươi cho chúng ta kiêu ngạo. Lão đại ngươi yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Không người nào dám ra tay với ngươi. Trước kia là ngươi dẫn đầu chúng ta, thủ hộ chúng ta. Hiện tại là chúng ta tới thủ hộ ngươi. Chẳng qua lời này nghe vào trong tai rất chói tai. Phảng phất đang nói, Diệp Quân Lâm hiện tại không được, bị thời đại đào thải, ngươi rất yếu. Về sau chúng ta tới thủ hộ ngươi. Ý thức được tự mình nói sai, Kỳ Lân mấy người lập tức đổi giọng, lão đại chúng ta không có chút nào nói ngươi yếu ý tứ. Chỉ là thời đại đúng là dạng này. Lão đại thực lực của ngươi ở thời đại này không tính là cường giả đỉnh cao. Nhưng ngươi đừng sợ, nên chúng ta thủ hộ ngươi. Mà lại lão đại chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi rất nhanh liền có thể thích ứng thời đại này. Ngươi cũng sẽ bởi vậy đạt được một chút kỳ ngộ tiến bộ lên. Lấy ngươi tuyệt luân thiên phú cùng khắc khổ cố gắng, chúng ta tin tưởng ngươi sau đó không lâu sẽ lần nữa trở thành cường giả đỉnh cao. Lời này xem như chân thành chúc phúc. Giai đoạn hiện tại Diệp Quân Lâm chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng bọn hắn tin tưởng, Diệp Quân Lâm thiên phú rất nhanh sẽ đuổi tới. Chẳng qua tạm thời không có bọn hắn mạnh, phải dựa vào bọn hắn bảo hộ lấy. Phốc! Hỏa Vân Tà Thần ngược lại là nhịn không được, cười ra tiếng. Thật sự là quá khôi hài. Đây là Hỏa Vân Tà Thần đời này nghe qua buồn cười lớn nhất. Lại có người đang cùng Diệp Quân Lâm nói khắc khổ cố gắng. Liền Văn Lôi cùng muội muội Chu Nam Yên cũng phụ họa, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Quân Lâm. Cứ việc Diệp Quân Lâm ở thời đại này không phải cường giả đỉnh cao, nhưng bọn hắn tin tưởng Diệp Quân Lâm tại khắc khổ cố gắng dưới, nếu như nữ thần may mắn giáng lâm, đạt được một chút kỳ ngộ, chưa chắc không thể lần nữa trở thành cường giả đỉnh cao. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng vẫn phải có. Một khi đạt được kỳ ngộ, bọn hắn tin tưởng Diệp Quân Lâm so bất luận kẻ nào càng có thể đem nắm chặt. Dù sao Diệp Quân Lâm nội tình tốt, tất cả mọi người trên mặt nụ cười, kỳ vọng nhìn xem hắn. Cái này khiến Diệp Quân Lâm dở khóc dở cười. Bọn hắn đối với mình hết thảy đều dừng lại tại 3 năm trước đây a. Trong 3 năm này, các ngươi tại tiến bộ, ta cũng tại tiến bộ a. Các ngươi cho là như vậy ta chỉ trệ không tiến. 3 năm ta sự tình gì đều không làm. Ta nếu là cái gì đều không làm, làm sao có thể từ hắc ám lao lung ra tới.
Hỏa Vân Tà Thần bị chọc giận, hắn quát to, các ngươi căn bản không biết cái gì gọi là lực lượng. Các ngươi căn bản không biết cái gì gọi là cường đại. Lên núi người chế giễu xuống núi thần. Không, đây chính là trên 9 tầng trời thần, đều không phải núi thần. Hỏa Vân Tà Thần hình tượng nói ra Diệp Quân Lâm cùng bọn hắn khác nhau. Mỗi một cái đều là lên núi người, nhưng Diệp Quân Lâm là trên 9 tầng trời thần A. Hỏa Vân Tà Thần lời này mới ra, ở đây tất cả mọi người nhìn xem hắn. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn vô tri ngớ ngẩn đồng dạng. Chúng ta thừa nhận 3 năm trước đây lão đại là thế giới này nhất cường giả đứng đầu. Lực lượng một người đang cùng toàn bộ chư thần phòng thí nghiệm đối kháng. Nhưng ngươi không thể sùng bái mù quáng A, các ngươi bị giam 3 năm này thay đổi nhiều lắm. Lấy lão đại thực lực nhiều nhất trung đẳng A, ngươi là bị giam quá lâu, tranh thủ thời gian thật tốt hiểu rõ một chút cái này thời đại mới đi. Ngươi cho rằng ngươi cũng là cường giả đỉnh cao đâu, nếu không chúng ta so chiêu một chút. Nghe Hỏa Vân Tà Thần không thoải mái, đám người không lưu tình chút nào đánh trả. Hỏa Vân Tà Thần bị giam lên bế quan hiệu quả không tốt, cho nên tiến bộ không lớn, cùng 3 năm trước đây không có gì khác biệt. Đối đầu Kỳ Lân Thanh Long bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Ngươi, Hỏa Vân Tà Thần nhất thời nghẹn lời. Không biết nói cái gì. Muốn trách thì trách chính hắn, 3 năm này đổi phế, thực lực không có tăng trưởng. Không phải có thể bị bọn này oắt con khi dễ sao? Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Đám huynh đệ này là vứt bỏ công pháp của mình. Chẳng qua cũng không trách bọn hắn, nếu như trước mắt có tốt hơn, hiệu suất cao hơn, thấy hiệu quả càng nhanh đồ vật, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn. Huống chi đá ưng huynh đệ này tính tình chính là không chịu thua. Thời thời khắc khắc đều nhớ lấy mạnh lên, trở thành mình, thậm chí siêu việt mình, bọn hắn đến thủ hộ đại hạ. Gặp được loại này tốc thành công pháp và pháp môn tu luyện, bọn hắn tuyệt đối có thể lựa chọn. Mà lại bọn hắn so bất luận kẻ nào đều có thể chịu khổ. Bởi vậy, mới có thể đi vào bước nhanh như vậy, trên cơ bản đều là thần bảng cường giả. Diệp Quân Lâm không trách bọn hắn. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi. Nhất là các huynh đệ của mình, hắn không yêu cầu quá nhiều. Chẳng qua hắn hiện tại chỉ hy vọng những cái này đồ đệ cùng mình một tay dạy dỗ ra tới bí mật chiến đội những người này. Bọn hắn hẳn không có vứt bỏ a. Bọn hắn tất cả đều là dựa vào cái này cửa công pháp cơ bản cùng không phá thì không xây được pháp môn trưởng thành. Vừa lúc bắt đầu, Diệp Quân Lâm nghe nói đây là cổ xưa nhất công pháp, nhưng hắn tưởng rằng môn kia không phá thì không xây được pháp môn, mới là cổ xưa nhất công pháp. Đằng sau hắn phát hiện sai. Không phá thì không xây được chỉ là một môn phương pháp tu luyện, mà cổ xưa nhất công pháp nhưng thật ra là bị xem nhẹ công pháp cơ bản. Vẫn luôn đang đánh cơ sở, cho nên rất dễ dàng bị xem nhẹ. Nhưng kỳ thật cái này cửa cơ sở nhất mới là cổ xưa nhất cường đại nhất. Rất nhanh, Tiêu Phong bọn hắn cũng đều đến. Diệp Quân Lâm đôi mắt bên trong sáng lên. Đối đồ đệ của mình tràn ngập hy vọng. Tiêu Phong chờ thêm 100 cái đồ đệ cùng nhau đi vào, còn có Diệp Quân Lâm tự tay thành lập bí mật chiến đội vân vân. Bọn hắn hiện tại không cần ẩn tàng, đều trở thành một phương cường giả. Không có Diệp Quân Lâm về sau, bọn hắn cũng lấy Tiêu Phong bọn người vì dê đầu đàn, tiếp tục tụ tập cùng một chỗ. Vì đại hạ làm ra cống hiến của mình. Sư phụ, chủ nhân, chấm. Tiêu Phong bọn hắn nhìn thấy Diệp Quân Lâm, vô cùng kích động. Không thua gì vừa rồi Thanh Long bọn hắn. Vừa tiếp xúc với đến Diệp Quân Lâm trở về tin tức, bọn hắn từ 4 phương 8 hướng chạy đến. Không sai, không sai, cả đám đều trở thành cường giả. Diệp Quân Lâm rất vui mừng tán dương. Tiêu Phong bọn hắn cùng Thanh Long bọn hắn đồng dạng, đều trở thành cường giả đỉnh cao. Tiêu Phong thực lực cùng Thanh Long Kỳ Lân mấy người tương tự. Bí mật chiến đội Lão Đại Long Chiến cũng rất tiếp cận. Chấm. Chi đội ngũ này phải đặt ở 3 năm trước đây hắn quả thực quá khoa trương. Diệp Quân Lâm làm gì che giấu, chỉ huy bọn hắn trực tiếp tiến hành quét ngang. Ai không phục làm ai. Liền chư thần phòng thí nghiệm cũng đều có thể quét ngang. Bọn hắn biến hóa quá lớn. Nhìn thấy đồ đệ cùng một tay luyện ra bộ hạ trưởng thành là cường giả, Diệp Quân Lâm lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì hắn hy vọng phá diệt. Hắn những cái này các đồ đệ không có một cái tiếp tục sử dụng công pháp cơ bản. Đều cho vứt bỏ. Mỗi người trong cơ thể lực lượng hỗn loạn, nguyên tố đông đảo. Hiển nhiên mấy năm này là luyện rất nhiều thứ, còn uống rất nhiều thuốc tề. Thậm chí còn dùng hiện đại khoa học kỹ thuật gen kỹ thuật cải tạo qua.
Tóm lại đủ loại phương pháp đều dùng tới. Mấu chốt những phương pháp này đều để thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Bởi vậy bị đám người phụng làm thánh vật. Dù sao thực sự hiệu quả nhìn thấy. Để ngươi 3 năm tăng trưởng gấp 10 cùng tăng trưởng 1.000 lần gấp 1 vạn lần chọn cái kia. Khẳng định cái sau. Mọi người cũng quả thật thu lợi. Diệp Quân Lâm nhìn lướt qua đi qua, đều là cường giả, nhưng các đồ đệ của hắn không ai lại kiên trì dùng trụ cột của hắn công pháp. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng qua cũng không trách bọn hắn. Chính hắn trước kia cũng thế, cứ việc không có vứt bỏ công pháp cơ bản, một mực đang luyện. Nhưng vẫn là không có coi là chuyện đáng kể, một mực đem hy vọng ký thác tại cấm kỵ thuật, đem át chủ bài xem như cấm kỵ thuật. Cứ như vậy, trong tiềm thức liền sẽ đem cấm kỵ thuật coi như bảo mệnh át chủ bài. Từ đó xem nhẹ cơ sở nhất công pháp, dẫn đến thực lực đề cao không nhiều, thậm chí nói một mực trì trệ không tiến. Mấu chốt sư phụ còn dặn dò qua không phải vạn bất đắc dĩ không được sử dụng cấm kỵ thuật, sẽ có không tưởng được phiền phức. Đến đằng sau Diệp Quân Lâm mới hiểu được, đây thật ra là sư phụ cố ý cho hắn bày một cửa ải khó. Cấm kỵ thuật là cường đại, để Diệp Quân Lâm tại 3 năm trước đây không gì làm không được. Nhưng cũng trở thành hắn tiến lên trên đường một tòa núi lớn. Để hắn ỉ lại cấm kỵ thuật. Chấm. Hết thảy đều là đối khảo nghiệm của hắn. May mắn, Diệp Quân Lâm đằng sau bị hắc ám lao lung khốn. Mới hiểu được những đạo lý này. Những cái này đối ngươi tốt, ngược lại cũng là ngươi trở ngại lớn nhất. Thế là, Diệp Quân Lâm vứt bỏ hết thảy lung tung ngổn ngang cấm kỵ thuật. Chuyên môn nghiên cứu cơ sở nhất đồ vật. Mới có hôm nay. Cũng là quá trình lớn lên đi. Chẳng qua Diệp Quân Lâm cùng bọn hắn khác biệt chính là, bọn hắn hiện tại tu luyện đều là tốc thành phương pháp. Hết thảy đều là vì tốc thành. Trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng cường đại nhất. Không có một cái tích lũy lắng đọng quá trình. Về sau đối bọn hắn đến nói là không lợi. Sư phụ ngài. Tiêu Phong cẩn thận quan sát một phen Diệp Quân Lâm. Hắn muốn nói lại thôi. Lúc đầu hắn nghe bên ngoài nói Diệp Quân Lâm ở thời đại này chỉ là tính trung đẳng, hắn còn không tin. Hắn cảm thấy 3 năm này, Diệp Quân Lâm khả năng cũng sẽ đạt được kỳ ngộ phát triển. Thế nhưng là không có. Diệp Quân Lâm thực lực dừng lại tại 3 năm trước đây, thậm chí còn không bằng. Cái này, làm sao rồi? Diệp Quân Lâm nhìn ra dị dạng, không khỏi hỏi. Sư phụ, cái kia thực lực của ngài còn dừng lại trước kia à? Tiêu Phong nhìn không được hỏi. Lời này mới ra, ở đây những người khác sắc mặt đều biến. Từng cái đều phẫn nộ trừng mắt Tiêu Phong. Đều đang trách cứ hắn nói lung tung. Làm sao còn đem lời trong lòng nói ra rồi. Không sai. Mỗi người đều như vậy nghĩ. Diệp Quân Lâm thực lực còn dừng lại trước kia. Thế nhưng là trong lòng nghĩ nghĩ là được. Tiêu Phong làm sao còn đem lời trong lòng nói ra rồi. Dù nói thế nào đó cũng là sư phụ a. Không có quy định đồ đệ không thể so sánh sư phụ mạnh. Không phải luôn nói trò giỏi hơn thầy. Nhưng sư phụ cũng là muốn mặt mũi a. Lần lượt nhắc lên, liền tương đương với tại nhục nhã Diệp Quân Lâm. Kỳ Lân bọn hắn cũng rất gấp. Vừa mới bọn hắn liền bởi vì chuyện này cùng Diệp Quân Lâm nói qua một lần. Chẳng lẽ Tiêu Phong bọn hắn còn muốn một lần nữa? Liền Tiêu Phong đều ý thức được chính mình nói chuyện quá ngay thẳng. Chủ yếu 3 năm này có được thực lực cường đại về sau, Tiêu Phong không còn che giấu, làm chuyện gì đều tương đối trực tiếp, phong cách hành sự gọn gàng. Nhanh mồm nhanh miệng, không cẩn thận liền đem lời trong lòng nói ra. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Diệp Quân Lâm. Dù nói thế nào, Diệp Quân Lâm cũng đều là lão đại của bọn hắn sư phụ. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm cười cười, có phải là cảm giác so sư phụ cường đại hơn nhiều? Không có, sư phụ, ta tuyệt đối không có ý tứ này, ngài tại Tiêu Phong trong suy nghĩ mãi mãi cũng là mạnh nhất. Tiêu Phong lập tức nói. Đúng. Sư phụ chủ nhân, ngài tại chúng ta trong suy nghĩ là mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Đám người cùng nhau hô lớn. Đương nhiên đây nhất định là trái lương tâm. Chủ yếu phải chú trọng lễ tiết, đối sư trưởng muốn tôn trọng. Trong suy nghĩ Tiêu Phong những người này khẳng định là cho rằng so Diệp Quân Lâm mạnh. Sư phụ ngài yên tâm tốt, hiện tại chúng ta đều trở thành ngài kiêu ngạo. Thậm chí có thể tiếp nhận ngài lúc trước sứ mệnh. Tiêu Phong mấy người kích động nói. Nói thật cho các người biết, 3 năm trước đây ta đứng ở đỉnh phong, 3 năm sau ta vẫn như cũ đứng ở đỉnh phong. Diệp Quân Lâm bình tĩnh nói ra một câu. Nghe được câu này, tất cả mọi người sắc mặt quái dị.
Chẳng qua tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ là trong đầu hiện lên ý tưởng giống nhau, Diệp Quân Lâm tại mạnh miệng, tại gượng chống. Không nghĩ tại đồ đệ các bộ hạ trước mặt mất mặt. Chỗ tối mấy cái lão tổ tông cũng đành chịu lắc đầu, ta nhìn hắn cũng không phải mạnh miệng cũng không phải sĩ diện. Cảm giác hắn nói là thật, hắn thật dạng này coi là. Đoán chừng là hắn còn không có ý thức được thời đại này cường đại cùng tàn khốc đi. Còn chưa hiểu cân lượng của mình thực lực chân chính đi. Chấm. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười, xoay người rời đi. Mọi người vừa muốn đuổi theo. Kỳ Lân lập tức ngăn lại, để cho lão đại tự mình một người yên tĩnh sẽ. Vừa rồi các ngươi đều quá phận, có mấy lời trong lòng mình ngẫm lại là được. Trên thực tế các ngươi mỗi câu lời nói đều cùng dao đâm đồng dạng. Các ngươi coi là lão đại không rõ thực lực của hắn bây giờ sao? Các ngươi coi là lão đại không biết không bằng các ngươi sao? Hắn chỉ là trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận sự thật này. Dù sao ai gặp được loại chuyện này rất khó tiếp nhận. Huống chi hắn đã từng là nhất cường giả đứng đầu, hiện tại trực tiếp bị thời đại đào thải, trong lòng không khó thụ sao? Các ngươi hung hăng đang nói. Chấm. Chu Tước mấy người phẫn nộ gào thét. Chuyện này là ta không đúng. Chẳng qua về sau chúng ta có thể giúp sư phụ, trước bảo hộ hắn cùng người nhà, lại cung cấp sư phụ một chút kỳ ngộ cùng cơ hội, nhìn xem có thể hay không để thực lực ngươi cũng tăng lên. Tiêu Phong đưa ra đề nghị. Tốt, không sai. Tiêu Phong kiến nghị này có thể, bất kể như thế nào, hắn là chúng ta người kính trọng nhất. Tất cả mọi người phải nghĩ biện pháp. Chẳng qua ghi lại, về sau ai cũng không nên nói lung tung. Các ngươi nhìn xem đem lão đại làm cho đều dùng như thế phương thức đến giữ gìn mặt mũi của mình. Chấm. Mọi người làm Diệp Quân Lâm câu kia hiện tại vẫn như cũ là đỉnh phong những lời này là vì vãn hồi mặt mũi. Thật tình không biết đây là sự thực. Hỏa Vân Tà Thần đã sớm hình dung. Trên 9 tầng trời thần A. Diệp Quân Lâm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quân quân. Quang chú ý đến đồ đệ của mình cùng huynh đệ nhóm. Hiện tại đi xem một chút quân quân. Nàng có hay không một mực đang dùng cơ sở nhất công pháp? Tìm tới quân quân thời điểm, để Diệp Quân Lâm vừa mừng vừa sợ. Bởi vì nàng đang luyện võ. Đồng thời luyện là hắn giáo cơ sở nhất công pháp. Diệp Quân Lâm nhìn lướt qua. Có thể thấy được, mặc dù quân quân có mấy vị lão tổ tông giáo. Gần như có thể nói là đại hạ chính thống nhất công pháp, cùng Tiêu Phong bọn hắn đủ loại luyện không giống. Nhưng quân quân vẫn tại cầm công pháp cơ bản của mình đang luyện. Một mực đang cần cù chăm chỉ đặt nền móng. Ba ba. Vừa thấy được Diệp Quân Lâm, quân quân đình chỉ luyện võ, hưng phấn chạy tới. Quân quân có một mực đang luyện ba ba giáo công pháp. Diệp Quân Lâm hưng phấn mà hỏi. Thất vọng đã hơn nửa ngày, rốt cục tại nữ nhi nơi này tìm tới an ủi. Quân quân hăng hái gật đầu, đúng, quân quân một mực đang luyện. Quân quân tin tưởng ba ba sẽ không gạt ta, đối với ta là tốt nhất. Huống chi môn công pháp này đặt nền móng là tốt nhất, không có cái thứ hai. Quân quân cơ sở muốn một mực đánh xuống. Huống chi quân quân luyện luyện phát hiện môn công pháp này một chút chỗ kỳ diệu. Quân quân bắt đầu cùng Diệp Quân Lâm trình bày công pháp cơ bản chỗ huyền diệu, cũng là quân quân phát hiện mới. Diệp Quân Lâm càng nghe càng cảm thấy kinh hãi. Quân quân này thiên phú cũng thật đáng sợ đi. Quân quân vậy mà ngộ đến. Nữ nhi này mạnh hơn hắn. Chẳng qua đâu. Mấy vị sư phụ đều để ta từ bỏ môn công pháp này. Nói quân quân cơ sở đã thật tốt, không cần tiếp tục luyện thêm xuống dưới, mà lại môn công pháp này cấp bậc tương đối thấp, bọn hắn có càng chính thống càng cường đại công pháp, môn công pháp này không cần thiết, luyện thêm chính là lãng phí thời gian. Quân quân bĩu môi nói. Diệp Quân Lâm hỏi, cho nên ngươi liền vụng trộm luyện. Quân quân gật gật đầu, đúng, quân quân một mực đang có trộm luyện, nhưng kỳ thật quân quân minh bạch. Mấy vị sư phụ sớm phát hiện ta đang len lén luyện môn công pháp này. Chỉ có điều môn công pháp này mặc dù trong thời gian ngắn vô dụng, thế nhưng không có nguy hại cùng tác dụng phụ, liền mặc cho quân quân vụng trộm luyện tập, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt. Chấm. Chỗ tối mấy vị lão tổ tông vui mừng gật đầu. Không sai. Bọn hắn đã sớm phát hiện quân quân đang trộm luyện. Chỉ có điều không có nguy hại, bọn hắn liền mặc cho quân quân đi luyện. Dù sao tất cả mọi người quá đau đứa bé này. Chấm. Chẳng qua lúc này Diệp Quân Lâm một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm quân quân nói, quân quân, từ giờ trở đi ngươi muốn từ bỏ mấy vị sư phụ dạy cho ngươi tất cả công pháp. Chuyên tâm luyện tập cái môn này công pháp cơ bản.
khả năng trong thời gian ngắn thấy hiệu quả sẽ không rất nhanh. Nhưng ngươi muốn vứt bỏ hết thảy, chuyên môn tu luyện, liền biết dụng ý của ta. Cái này, Quân Quân do dự, làm khó. Cứ việc nàng tin tưởng Diệp Quân Lâm, thế nhưng là từ bỏ tất cả sư phụ. Cái này có chút không tốt ra. Nếu để cho các sư phụ biết, khẳng định sẽ không vui vẻ. Không sai. Chỗ tối mấy vị lão tổ tông nghe được Diệp Quân Lâm đề nghị này về sau, đều muốn tức điên. Quân Quân tin tưởng ba ba, thế nhưng là mấy vị sư phụ đồ vật Quân Quân luyện dài như vậy, nếu như tùy tiện vứt bỏ, sư phụ bọn hắn cũng sẽ không vui vẻ. Ba ba, Quân Quân tất cả đều luyện đi. Quân Quân nói. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười, Quân Quân, ta minh bạch ngươi cùng các sư phụ tình nghĩa, nhưng ngươi bây giờ liền cần vứt bỏ hết thảy, chuyên môn tu luyện ba ba giao cho ngươi công pháp cơ bản. Như vậy đi, ba ba cũng không ép ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, ngày mai cho ta trả lời chắc chắn đi. Có đồng ý hay không đều được. Nhìn thấy Quân Quân khó xử, Diệp Quân Lâm cũng không ép bách nàng. Tốt, ba ba ta sẽ suy nghĩ thật kỹ hạ. Quân Quân gật gật đầu. Chấm. Diệp Quân Lâm mới vừa từ nơi này cách mở, đối mặt mấy vị lão tổ tông liền tiến lên đón. Diệp Quân Lâm, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngươi vậy mà để Quân Quân vứt bỏ chúng ta giáo hết thảy đồ vật. Mấy cái lão tổ tông khí thế hùng hổ hướng về phía Diệp Quân Lâm tới. Từ bỏ chúng ta giáo đồ vật, đến luyện ngươi dạy cho nàng cái kia cơ sở nhất đồ vật. Diệp Quân Lâm, ngươi có phải bị bệnh hay không? Nữ tổ tông gào thét. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, đúng a, Quân Quân hiện tại đã ngộ đến. Nhất định phải vứt bỏ các ngươi giáo công pháp, tập trung tinh thần nghiên cứu ta giáo, mới là nàng nhất hẳn là đi con đường. Nói như vậy, luyện các ngươi giáo, nàng có thể rất mạnh. Nhưng một lòng luyện ta, nàng có thể mạnh nhất. Phốc, mấy vị lão tổ tông lập tức liền cười. Tất cả mọi người giống như là đang nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Diệp Quân Lâm. Luyện hắn giáo có thể thành mạnh nhất. Khôi hài đây a, quả thực chết cười. Quân Quân luyện cơ sở nhất công pháp, mấy vị lão tổ tông đều biết, còn nghiên cứu qua. Đánh cơ sở là cực kỳ tốt, thậm chí là tốt nhất. Quân Quân vừa bị đưa tới, bọn hắn kiểm tra Quân Quân thời điểm, còn khen thán qua Diệp Quân Lâm đem Quân Quân cơ sở giao tốt như vậy. Không đi bất luận cái gì đường quanh co, không có lãng phí Quân Quân thiên phú. Nhưng cái kia cũng vẻn vẹn đặt nền móng dùng tốt công pháp. Quân Quân con đường tiếp theo còn dài mà, đằng sau cần tương ứng cao hơn cấp bậc công pháp. Đặt nền móng chỉ là bắt đầu thôi. Đối Quân Quân loại thiên tài này đến nói là thứ vô dụng nhất. Tiểu tử này nghe nói là bị giam 3 năm, có phải là quan ngốc rồi? Có phải là còn tưởng rằng là 3 năm trước đây đâu? Cảm thấy mình là cái cường giả. Là ai cho ngươi dũng khí để Quân Quân từ bỏ chúng ta công pháp? Chấm. Mấy vị lão tổ tông đối với Diệp Quân Lâm hành vi rất là bất mãn. Diệp Quân Lâm nói thật cho ngươi biết, ở thời đại này ngươi chẳng là cái thá gì. Thời đại này ngươi chút thực lực ấy rất yếu, chỉ có thể tính trung đẳng. Đồ đệ của ngươi các huynh đệ đều so với ngươi còn mạnh hơn. Đây là sự thật, ngươi phải tiếp nhận. Ngươi phụng làm thần kỳ công pháp chỉ có thể đặt nền móng dùng, ở thời đại này càng là không đáng giá được nhắc tới. Nói trắng ra, liền cùng quán ven đường đồ vật đồng dạng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đúng a, không phải liền là đặt nền móng dùng công pháp sao? 3 năm trước đây đều là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, huống chi hiện tại thế nào? Ta nghe nói rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty, trực tiếp cải tạo thân thể của ngươi, để ngươi nháy mắt có được tốt nhất cơ sở cùng tốt nhất thể chất. Chấm. Diệp Quân Lâm không nói thời đại này, ngay tại 3 năm trước đây ngươi cho rằng ngươi là cường giả đỉnh cao. Nhưng tại trong mắt chúng ta ngươi rất yếu. Công pháp của ngươi càng là không đáng giá được nhắc tới. Ngươi xem một chút thời đại mới tiến đến, ngươi đã biến thành yếu gà. Nhưng chúng ta vẫn là đứng tại đỉnh phong. Cứ như vậy, ngươi còn muốn cho Quân Quân từ bỏ công pháp của chúng ta. Ngươi đây không phải đang giúp nàng, ngươi đây là tại hại nàng. Loại lời này ta không hy vọng được nghe lại lần thứ hai. Chấm. Mấy cái lão tổ tông đúng là sinh khí. Đối Diệp Quân Lâm giận phun. Lúc này Hỏa Vân Tà Thần xuất hiện, hắn đối mấy vị lão tổ tông nói, ta thừa nhận các ngươi rất mạnh. Nhưng các ngươi không phải Diệp tiên sinh đối thủ. Được, lại tới một người điên. Hai người điên là bị giam ngốc, bọn hắn đối mình thực lực không có một cái rõ ràng nhận biết. Không cần chúng ta giúp hắn nhận rõ, lập tức liền sẽ có những người khác đến giúp bọn hắn nhận rõ mình. Mấy vị lão tổ tông chỉ là lập tức hội tụ đến cường giả,
có không ít là Diệp Quân Lâm cửu địch, đến lúc đó khẳng định sẽ để cho Diệp Quân Lâm rõ ràng chính mình yếu bao nhiêu. Đều không cần đến bọn hắn ra tay. Ngàn vạn không để cho chúng ta lại nhìn thấy ngươi bức bách quân quân. Mấy vị lão tổ tông cảnh cáo xong về sau, từ nơi này biến mất. Diệp Quân Lâm nghĩ nghĩ. Chuyện này hắn sẽ không bức bách quân quân, để nàng tự do lựa chọn. Chọn cái gì hắn cũng sẽ không trách tội. Hắn lại không có hướng quân quân xách chuyện này. Xem đi, cảnh cáo vẫn là có hiệu quả. Đoán chừng là Diệp Quân Lâm sợ, đều không cùng quân quân xách chuyện này. Mấy vị lão tổ tông chỉ coi hắn là sợ. Đây thật ra là một cái phụ thân đối nữ nhi yêu. Vô luận nữ nhi chọn cái gì, hắn đều sẽ duy trì. Ba người tạm thời chứa ép quân quân, quân quân sẽ suy nghĩ thật kỹ. Quân quân nói. Sẽ không, ngươi chọn cái gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Diệp Quân Lâm sờ sờ quân quân đầu. Chỗ tối mấy vị lão tổ tông thấy thế đều vui. Quân quân đứa nhỏ này thật sự là tốt, rõ ràng trong lòng đã có lựa chọn, sợ làm bị thương mặt mũi của phụ thân, cố ý nói suy nghĩ một chút. Đứa nhỏ này nghĩ xử lý sự việc công bằng a. Không nghĩ Diệp Quân Lâm thương tâm, hài tử là hảo hài tử, chính là bày ra như thế cái phụ thân. Chấm. Mấy vị lão tổ tông thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, quân quân tuyệt đối sẽ lấy công pháp của bọn hắn làm chủ. Dù sao bọn hắn giáo đồ vật không nhìn sự phát triển của thời đại. Vô luận thời đại làm sao biến, đều là mạnh nhất. Chấm. Sau đó Diệp Quân Lâm nhìn thấy từng vị cố nhân. 3 năm qua đi, cảnh còn người mất. Những người này đều lắc mình biến hóa, trở thành cường giả. Trừ những người này đến, còn có rất rất nhiều người tới. Bọn hắn đều là đến thảo phạt Lý Tử Nhiễm cùng nhìn Diệp Quân Lâm người. Toàn đại hạ thậm chí toàn thế giới muốn tru sát Lý Tử Nhiễm tiếng hô càng ngày càng cao. Lý Tử Nhiễm 3 năm này tạo thành từng cọc thảm sát sự kiện lầm lượt từng món bị bóc rò rỉ ra tới. Video, hình ảnh, chữ viết. Đem Lý Tử Nhiễm từng tràng giết chóc hoàn chỉnh miêu tả ra tới. Có người còn liệt kê ra tử vong danh sách tới. Nhân số đông đảo, để người nhìn thấy mà giật mình. Chấm. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Tử Nhiễm kích thích chúng nộ. Trở thành thế giới kẻ thù chung. Tất cả mọi người là hận không thể giết chi cho thống khoái, hận không thể đem Lý Tử Nhiễm rút gân lột ra, uống sạch máu tươi của nàng. Chúng nộ khó khăn nhất lắng lại. Tình thế càng diễn càng liệt, vô số người thỉnh nguyện để Lý Tử Nhiễm chết rồi. Lý Tử Nhiễm bất tử, chúng nộ khó bình. Nhìn xem tình thế phát triển, Diệp Quân Lâm sắc mặt nghiêm túc, chau mày. Hắn hiểu được đây hết thảy đều là Hắc Ám Thượng Đế ở sau lưng tận lực kích động, mới tạo thành bây giờ tình thế. Cứ việc Lý Tử Nhiễm giết mỗi người, làm mỗi một việc đều là Hắc Ám Thượng Đế ở sau lưng xúi dục. Nhưng Lý Tử Nhiễm cuối cùng giết người. Người chính xác là nàng giết. Điểm ấy chạy không thoát. Nhất định phải cho cái bàn giao. Thấy được chưa, đây chính là sư phụ ngươi ở sau lưng sắp đặt hết thảy, kích động đại chúng đến giết ngươi. Diệp Quân Lâm đối Lý Tử Nhiễm nói. Lý Tử Nhiễm lắc đầu, không có khả năng. Còn nữa nói, đây hết thảy ta đều là vì ngươi làm ra. Nếu không phải báo thù cho ngươi, ta như thế nào giết nhiều như vậy người. Ngươi lúc này lại tại nói ngồi châm chọc, còn lập xuất sư cha lời nói dối. Ai? Diệp Quân Lâm thở dài nói. Trong vòng một đêm, Giang Bắc tụ tập mấy chục vạn cường giả, nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Đoán chừng đến cuối cùng sẽ có mấy chục vạn người tới. Mọi người tạo thành diệt ma liên minh. Muốn tại Giang Bắc mở một trận diệt ma đại hội. Muốn đem Lý Tử Nhiễm tru sát. Chấm. Diệp Quân Lâm một mực cùng Kỳ Lân bọn hắn cùng một chỗ. Lão đại, đến lúc đó chúng ta bảo chúng ngươi cùng chị dâu khả năng khó khăn. Nhưng chúng ta hẳn là có thể mở ra một cái thông đạo. Để ngươi cùng chị dâu thoát đi. Đến lúc đó các ngươi rời xa đại hạ, tìm chỗ không có không ai tránh đầu gió. Đúng, lão đại tất cả chúng ta liều chết bảo hộ các ngươi rời đi. Ngươi tin tưởng thực lực của chúng ta. Chấm. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Hỏa Vân Tà Thần khinh thường nhìn đám người liếc mắt. Vị này cần các ngươi đến bảo hộ. Diệp Quân Lâm ngắt lời nói. Đúng. Hiện tại Côn Luân phát triển kỹ nghệ không tệ. Nhưng ta làm sao nghe nói Côn Luân công nghiệp đổi chủ nhân rồi. Vì Thiên Sách thiếu soái tất cả rồi. Cái này. Vấn đề này vừa ra tới, mọi người sắc mặt đều biến đổi. Áo vải sát thần nói, tiên sinh chuyện này ta để giải thích đi. Thiên Sách thiếu soái trở thành Côn Luân công nghiệp nhưng thật ra là tốt nhất.
hắn chấp trưởng Côn Luân công nghiệp hiệu quả rõ như ban ngày. Côn Luân công nghiệp trở thành đỉnh tiêm thế lực, chúng ta mỗi người đều trở thành cường giả đỉnh cao. Mọi người nhao nhao gật đầu. Đối Thiên Sách thiếu soái vẫn là rất tin phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.